bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, rồi mở ra năm ngón tay ra. Ở giữa có một quả tinh thạch đen thui long lanh lớn bằng ngón cái, có vẻ khéo léo lung linh. Quả nhiên như ta đoán, nơi này thực sự hình thành ma tùy toản, cơ duyên của ngươi thật không tồi, đây chính là vật thượng của ma đạo tu sĩ mơ tưởng, vật này chỉ có thể ngộ không thể cầu đại diễn thần quân sau khi cười hắc hắc nói. Có đúng như vậy không, thứ này thật sự quý hiếm vậy sao? Hàn lập đưa miếng tinh toản lên trước mặt, hai mắt híp lại. Hắn hiện tại mới có thời gian quan sát một chút vật này. Tinh toán này một chút quang mang cũng không phát ra, ngược tối tăm làm cho người ta có cảm giác như là hồn phách muốn bị hút vào bên trong. Hàn Lập trong lòng run sợ, không dám nhìn lâu vội đem ánh mắt thu hồi. Ngay tại lúc này, trên bãi đá bạch quang chấp động, bạch hồ mang theo kim mang yếu ớt từ bãi đá bắn ra, nhập vào bên trong màn hào quang của Hàn Lập. Ngươi mà còn không trở về, ta định tự mình gọi ngươi. Ta còn tưởng ngươi so với ta về sớm hơn một bước. Không lẽ cũng có thu hoạch Hàn Lập vẫy vẫy tay về phía tiểu hồ một cái, một mảnh thanh hàn nâng tiểu hồ bay đến trước mặt Hàn Lập. Bạch hồ cũng không nói tiếng nào, há miệng phun ra ba khối màu đen trong suốt, không biết là ma tủy toàn hay là vật gì. Tốt lắm, làm không tồi Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch hồ mỉm cười phi thường nhân tính, bỗng nhiên chui vào giữa tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập đem ba miếng tinh toản này cùng với miếng tinh toản của mình nhặt được đặt cùng nhau từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, đem bốn miếng ma tủy toàn đặt vào trong. Phải đi thôi Hàn Lập nói, sau đó màn hào quang điện chấp động, lập tức tiếng oanh minh nổi lên, Hàn Lập điều khiển vòng bảo hộ chậm rãi hướng không trung bay lên. Sau đó Hàn Lập độn tốc hơi chậm, đi lên cũng không cần nhanh. Sau khi phi hành về phía trước một giờ, Hàn Lập lại nhìn thấy một tầng quầng sáng trắng mênh mông, căn bản là không cần sử dụng đến vài vật thối ma chi bảo của đám người ngụy vô nhai cung cấp. Trong nháy mắt, Hàn Lập xuyên qua quầng sang, rốt cuộc thoát ly ma khí. Xoay người nhìn lại quầng sáng phía sau, Hàn Lập đem ích tà thần lôi thu lại, kim cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không có lập tức hướng phía không trung bay đi, ngược lại không chút hoang mang liếc nhìn quầng sáng, tay hướng trong túi chữ vật, một kiện đồ vật xuất hiện trong tay. Đúng là một cái bích lục tiểu phiến không trọn vẹn. Ồ, vật này, không phải là âm la phiến ngày đó sao? Ngân Nguyệt lên tiếng kinh ngạc, có chút giật mình nói phiến này phụ thuộc vào ma đầu âm quỷ mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh nhưng cũng không có bị phá hủy hoàn toàn vẫn là món ma bảo hiếm có ta từng thử qua nó có thể hấp thu quỷ khí tự chữa trị mà lúc trước hợp hoan lão ma cấp ma kỳ nhắc nhở ta ma khí cùng quỷ khí đều là thiên địa trí âm chi khí tới một mức độ nào đó cũng có thể tương thông nơi này nhiều ma khí tinh thuần như thế vừa đúng lúc thử xem có thể thua bổ ma phiến không được cũng không sao hàn lập thản nhiên nói sau đó trên tay thanh quang bốc lớn lên một tầng linh quang xanh minh mông đem tiểu phiến nháy mắt bao bọc lại, sau đó biến thành một đạo thanh mang bay vào trong ma khí phía dưới. Linh quang bên ngoài tiểu phiến trong nháy mặt bị ma khí thôn vệ không còn một mảnh, ma phiến bị tàn phá lúc này hiện ra hình dáng, bị đông đảo ma khí cầm giữ vây lại ở không trung. Chứng kiến màn này, hàn lập hai tay ấn quyết, hướng tiểu phiến xa xa chỉ một cái. Âm la phiến vốn tử khí trầm lắng bổng lục quang đại phóng, đón nhận pháp quyết thôi thúc của hàn lập, tiểu phiến bổng hình thể lớn nhanh, trong nháy mắt biến thành cự phiến dài ước chừng một trượng, chỉ là bề mặt rách nát, bộ dáng thê thảm. Đó là do ngày đó bị uy lực của đại cang kiếm trận phá hủy. Hàn Lập nhờ vào lục soát thần thức vị trưởng lão Âm La Tông mà biết cách huy động ma phiến này. Mà đây là bảo vật do trưởng lão Âm La Tông lưu truyền, tự nhiên không có khả năng lấy máu nhận chủ. Cho nên phiến này mặc dù thuộc loại pháp bảo uy lực mạnh, lại là pháp bảo cường lực không thể nhận chủ. Cơ bản là tới tay ai luyện hóa một chút là có thể sử dụng lúc này hàn lập niệm chú ngữ đại phiến hiện ra một cái động lớn vài thước bên trong âm phong vù vù lúc này ma khí bốn phía như bị hút vào toàn bộ hướng phía đại phiến cuồn cuộn bay vào không dứt hàn lập nhìn thấy cảnh này mừng rỡ phiến này quả nhiên có thể thu nạp được ma khí kết quả là phiến sau khi hút vài lượng lớn ma khí có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh trên bề mặt không bao lâu sau cả la phiến biến thành như mới chỉ là la phiến này trước đây màu lục bích giờ biến thành nửa lục nửa đen màu sắc cổ quái hàn lập ánh mắt chấp động nhìn la phiến thôn vệ ma khí bốn phía trong lòng có chút ngoài ý muốn vốn tưởng rằng sau khi chữa trị la phiến sẽ đình chỉ thôn vệ ma khí nhưng hiện tại la phiến này như động không đáy thôn vệ không ngừng bất quá hắn cũng phát hiện la phiến màu lục sắc bắt đầu ít đi hắc mang nhiều lên thấy cảnh này hàn lập vẫn tại chỗ xa xa nhìn không nhúc nhích kết quả không biết qua bao lâu sau khi thôn vệ không biết bao nhiêu ma khí âm la phiến rốt cuộc phát ra một tiếng thanh minh lô hổng phía trên biến mất khôi phục như cũ. Lúc này toàn thân la phiến đen thui tỏa sáng, hắc mang như thực chất thông thường. Lúc này Hàn Lập không chút do dự hướng la phiến chỉ một cái, tức thì hắc mang thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc mang từ ma khí bay nhanh ra, rơi vào trong tay Hàn Lập. Cẩn thận đánh giá một chút vật trên bàn tay, Hàn Lập gật đầu hài lòng, đem nó thu về. Chờ cơ hội sau này thử xem uy lực của nó xem sao. Bởi vì trì hoãn thời gian đã lâu, Hàn Lập không dám chậm trễ, ngay lập tức phun ra hơn 10 thanh phi kiếm phá vỡ linh khí trên đỉnh đầu, hướng không trung bay lên. Hàn lập hóa thành một đạo cầu vồng, từ trong vũng xoáy bay ra, bọn người ngụy vô nhai thoạt nhìn chấn định bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng không giấu được vẻ lo âu. Sợ hàn lập không thể bố trí được trận bàn, kết quả khi vừa thấy đạo cầu vồng bay ra, ba người không khỏi thở vào một hơi, cũng biết quá nữa là đã thành công. Hàn đạo hiểu, sao rồi, thuận lợi chứ, Chí dương thượng nhân mỉm cười hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, đã bố trí tốt rồi hàn lập mỉm cười trả lời tốt để ngụy mỗ thử xem ngụy vô nhai tay hướng trên túi phất một cái một khối trận bàn khác xuất hiện trên bàn tay ngụy vô nhai một tay nâng trận bàn tay kia ấn pháp quyết trong miệng phát ra chú ngữ khó hiểu trận bàn trong tay linh quang màu trắng chấp động không ngừng sau đó phát ra quang mang ngũ sắc mờ mờ phi thường diễm lệ tốt quả nhiên đã bố trí tốt trận bàn chúng ta ngay lập tức phát thư mời các tu sĩ thỉnh bọn họ đến chữa trị pháp trận trận bàn này bày ra, tối thiểu không lo lắng ma khí chợt bạo phát. Lần này công lao Hàn đạo hữu thật không nhỏ, Ngụy Vô Nhai cười ha hà nói, tựa hồ tâm tình rất tốt. Nếu đã xong mọi chuyện, Hàn Mỗ xin cáo từ, tại hạ còn có chút việc quan trong phải xử lý ngay, mấy bảo vật này xin trả lại các đạo hữu Hàn Lập đem bốn kiện thối ma chi bảo, trả cho ba người, trong miệng bình tĩnh nói. Nghe xong lời này của Hàn Lập, ba người Ngụy Vô Nhai liếc nhìn nhau một cái. Hàn đạo hữu cần gì vội vàng như vậy? không bằng cùng chúng ta tới thất linh đảo đợi thêm hai ngày, rồi đi cũng không muộn Chí Dương Thượng Nhân lên tiếng khuyên. Đa tạ ý tốt của Chí Dương Huynh, chỉ là hàn mỗ có việc quan trọng trong người, không thể trì hoãn lâu hàn lập lắc đầu mặt lộ ra vẻ ái náy. Nếu là hàn huynh thật có việc cần làm, ba người chúng ta không tiện giữ lại, đạo hữu lên đường may mắn, ngụy vô nhai ôm quyền nói, vậy tại hạ xin cáo từ, hàn lập bình tĩnh, phân biệt hướng ba người hành lễ, không nói gì thêm, trên người thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vòng trói mắt phá không mà đi. Nửa tháng sau, Hàn Lập về tới Lạc Vân Tông, nói cho hai người trình sư huynh về bản vẽ linh đảo cấp cho Lạc Vân Tông, rồi chuẩn bị bế quan. Lần này, Hàn Lập muốn nâng cao pháp lực, muốn đem đệ nhị Nguyên Anh hoàn toàn tu thành. Dù sao có đệ nhị Nguyên Anh, thần thông của hắn cũng tăng lên, tựa hồ có thêm một tính mạng. Mộc Linh Anh bị đoạt xá, đã tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là đại thành. Vì thế, Hàn Lập sau khi xem xét tình huống của Nam Cung Uyển, ngay lập tức vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện mấy năm. Mà tu tiên giới thiên nam liên tiếp trải qua việc lớn, cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định, các tông phái đều hết sức bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiến vào giai đoạn tĩnh dưỡng. chương 876, rời xa, năm sau, trong động phủ nằm dưới tòa chủ phong của tử mẫu phong, Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phụ tươi đẹp đắc ý đứng chờ phía ngoài cửa mật thất. Hôm qua, trong lúc đang dùng lục dịch thúc dục linh dược, nàng đột nhiên nghe Hàn Lập dùng thần thức truyền âm nên hôm nay đến đây chuẩn bị chờ Hàn Lập xuất quan. Cánh cửa bế quan thất mấy năm không mở ra đang chậm rãi từ từ nâng lên. Ngân Nguyệt Dương đôi mắt sáng lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn lại nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh Hàn Lập. Ngược lại đột nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen minh mông thổi ra. Sau một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến, bên trong bổng nhiên bắn ra một đoàn mây đen dài cỡ một trường, chợt lóe lên nhắm thẳng Ngân Nguyệt bay đến. Ngân Nguyệt cả kinh vội vàng lùi lại mấy bước, hoa dung thất sắc nhìn vật ấy nhưng mây đen lại dừng lại bề mặt đen như tóc bóng như lụa đen đây là ý niệm trong đầu ngân nguyệt khẽ chuyển động trong lòng mơ hồ đoán được cái gì thế nào nguyên anh thứ hai của ta tu luyện đến trình độ như vậy hẳn có thể xem như là đại thành không mây đen đột nhiên ngưng tụ thành hình trong nháy mắt hóa thành một anh nhi cao độ một tấc màu hắc lục miệng nói chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành ngân nguyệt thản nhiên cười nhìn nguyên anh xá một cái rồi nói Nguyên anh này thoạt nhìn thì ngoại trừ việc hơi nhỏ hơn so với nguyên anh chủ của Hàn Lập ra thì bộ dáng thần thái tất cả đều không khác gì nhau. Nhanh như vậy đã đem nguyên anh thứ hai hoàn toàn luyện thành. Thật là có chút ngoài dự liệu, bất quá sau khi luyện thành thật sự có cảm giác là lạ tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền ra. Thân ảnh Hàn Lập rốt cục xuất hiện trước cửa đi ra. Lúc này Hắc Lục nguyên anh nọ nhếch miệng cười, tự động bắn về phía Hàn Lập, sau khi xoay quanh người thì rơi lên búi tóc của Hàn Lập. Một người có được hai cái tự chủ nguyên anh tự nhiên là cảm giác so với trước có chút bất đồng. Bất quá sau này chủ nhân quen dần thì cũng không có vấn đề gì Ngân Nguyệt ngẩng đầu đánh giá Hàn Lập một chút sau đó hé miệng khẽ cười nói. Ồ, nghe lời ngươi thì tựa hồ đối với Nguyên Anh thứ hai có biết chút gì hay sao? Chẳng lẽ là lại nhớ lại được một ít thông tin có liên quan Hàn Lập ánh mắt chấp động một chút, có chút cảm thấy hứng thú nói. Cái này tiểu tì cũng không rõ lắm, cũng không biết vì sao lại thuận miệng nói ra. Có lẽ trước kia thực sự có biết qua thần thông cùng loại Ngân Nguyệt ngẩn ra thành thật đáp. Nghe Ngân Nguyệt giải thích như thế Hàn Lập gật đầu không nói gì thêm nhưng Nguyên Anh trên đầu hắn lại đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, lấy ra một cây tiểu phiến chơi đùa trong tay. Vật đen bóng như tóc này chính là Âm La phiến hấp thu đủ ma khí. "Chủ nhân, bộ dáng Nguyên Anh thứ hai như thế chẳng lẽ là do tu luyện ma đạo công pháp Ngân Nguyệt chứng kiến màn này thì liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, không nhịn được hỏi. Nguyên Anh thứ hai tu thành, ta tự nhiên là muốn nó nắm giữ một chút thần thông nhưng do nó không có thân thể, không cách nào một mình tu luyện công pháp được." do đó ta trước hết dùng thân thể bản thân cùng với ma khí tinh thuần trong âm la phiến tương trợ giúp nó tu thành một ít công pháp biến hóa thông huyền trong huyền âm đại pháp về phần có nên thật sự cho nó có được nhục thân hay không thì ta còn đang do dự nguyên anh thứ hai có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả không thể không cẩn thận hàn lập nghe ngân nguyệt hỏi thì nhướng mày nói theo sau đưa tay vô lên đỉnh đầu hắc quang chợt lóe nguyên anh nhập vào đỉnh đầu biến mất mà hàn lập dùng thần thức nội thị nhìn kỹ lại thấy rất rõ ràng trong đàn điền chỗ Nguyên Anh chủ đang ngồi, Nguyên Anh thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện, tĩnh tỏa bất động. Chủ nhân cẩn thận, tự nhiên là do huyền mẫu hóa anh đại pháp này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Mà tu sĩ luyện hóa thân thuật khác cũng phần lớn là tu luyện phân thần, phân hồn. Cao cấp hơn một chút tựa như vị mộ lan thần sư họ trọng kia cũng chỉ có thể dùng đại thần thông đem nguyên thần ngạnh xanh phân ra ngân nguyệt nhưng đầu đồng ý nói. Hắc hắc, loại công pháp này mặc dù cũng thuộc về hóa thân thuật nhưng không có tăng cường cái gì. Nếu đối phó với nhiều đối thủ hoặc bảo vệ tánh mạng đồng dạng có chút diệu dụng nhưng lại không phải là một loại thủ đoạn lợi hại. Tốt, việc này không nói nữa. Trong thời gian này, động phủ có chuyện gì xảy ra không hàn lập nói một hai câu, khoát tay chặn lại rồi hỏi đồng thời nhấc chân hướng đại sảnh đi đến. Sau khi chủ nhân bế quan được một năm thì mà cô nương kết đan thành công. Ta dựa theo dặn dò của của người đem pháp quyết điên phượng bồi nguyên công và một ít đan dược hữu hiệu với kết đan kỳ đưa cho nàng. Nam Cung cô nương đồng dạng ở trong cấm chế bình yên vô sự. Phong hồn chú dưới uy lực của hỏa thiềm đan mức độ ngày càng giảm bớt, phỏng chừng cho dù không có pháp quyết giải chú thì chỉ cần hơn trăm năm nữa độc chú cũng có thể có thể được giải trừ. Đương nhiên, đây chỉ là do tiểu tỷ suy đoán như vậy, chủ nhân hay là tự mình đi xem một chút ngân nguyệt bước nhẹ nhàng theo sau hàn lập nhất nhất hồi đáp. Sau khi xuất quan đi ra được nghe hai tin tức tốt, hàn lập trong lòng vui vẻ đang muốn hỏi thêm chuyện khác thì ngân nguyệt lại nói thêm còn có một việc nữa muốn báo cho chủ nhân biết. Ấu trùng lục rực xương công trải qua mấy năm không ngừng ăn nghe thường thảo, theo lý thuyết đã sớm lớn nhanh lên, sinh sôi và tiến hóa mới đúng, nhưng không biết vì sao tốc độ lớn lên của đám ấu trùng này vô cùng thong thả, chỉ lột xác một lần rồi lại không hề phân chia nữa. Lột xác, vừa nghe lời này, cước bộ hàn lập chợt dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá sau khi lột xác, mấy con rết này tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay chúng nó lại rất táo bạo, tựa hồ còn muốn lột thêm một lần nữa ngân nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng, cước bộ đồng dạng chậm lại nói đến trùng thất xem một chút đã hàn lập nhướng mày vẻ mặt không chút thay đổi nói hắn thay đổi phương hướng dẫn đầu hướng tới một cái thông đạo khác đi đến đúng là đường đi tới trùng thất một chút công phu sau hàn lập đã đứng trước mặt trùng thất hắn bước tới một gian trùng thất bên cạnh lô thông khí trên vách động nhìn vào bên trong chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong thì đã cảm thấy một cổ hàn khí xông tới Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua thấy được toàn bộ đều là một mảnh tinh lượng. Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận là nóc hay là bốn vách tường đều là sáng long lanh lấp loáng đầy băng. Trên mặt đất có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này đều có những lỗ sâu to cỡ cổ tay, trong đó có mấy con rết trắng như tuyết dài chừng nửa thước đang tiến lui chạy không ngừng. Do đã lấy máu nhận chủ với linh trùng nên khi Hàn Lập vừa mới hiện thân, mấy con rết này nhất thời cảm ứng được cái gì sau một trận giao động thì mấy con ở bên ngoài lập tức hướng hàn lập bay vụt đến mấy con ở trong động cũng bỏ nhanh ra rồi cũng bay tới hàn lập vung tay lên triệt hồi cấm chế trên cửa động theo sau thần thức vừa động mấy con rết này trong ánh bạch quang lại có lại chừng một tấc bay múa trên dưới trước sau người hắn hàn lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt lấy trong tay từ màu sắc mà xem thì ấu trùng này vẫn trắng như tuyết nhưng trên lưng đã xuất hiện hai cái gà nhỏ nhô lên còn những thứ khác cũng chưa có gì thay đổi Hàn Lập xem xét linh trùng trong tay một chốc thì không khỏi đứng ở tại chỗ trầm ngâm. Ngân Nguyệt đến phía sau Hàn Lập nhu thuận đứng ở một bên không nói gì. Lúc này, Hàn Lập vươn một ngón tay đưa đến bên mép con rết trong tay, thốc một tiếng, sau khi thanh âm này vang lên một ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay. Mà con rết nọ há mồm phun ra một đạo hàn khí nhỏ bé đánh lên lam diễm. Nhất thời lam diễm trên đầu ngón tay tăng vọt lên mấy lần đồng thời đem tất cả hàn khí xung quanh cuốn lại. Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Con rết này sau khi lột xác so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra cắn nuốt sinh sôi cùng không ngừng lột xác cũng không có gì khác nhau. Hàn Lập Dương đôi mắt, ngón tay run lên, Lam Diễm đã biến mất, về phần chúng nó vì sao không tiếp tục sinh sôi và cắn nuốt nhau thì cũng không có gì kỳ quái. Đám thượng cổ linh trùng này có con nào không phải là thiên kỳ bách quái. Có lẽ nó cũng chỉ có thể sinh sản mấy lần mà thôi có lẽ dưới sự thúc giục của nghe thường thảo thân thể chúng phát sinh một ít biến dị mà đánh mất loại năng lực này dù sao chỉ cần vẫn có thể sử dụng lục dịch để khiến chúng nó tiếp tục tiến cấp thì không sao cả hàn lập thản nhiên nói chủ nhân nói như thế thì tiểu tì cũng yên tâm ngân nguyệt thở phào một hơi lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào nói có vẻ cực kỳ mê người tuy nhiên hàn lập đối với điều này lại coi như không nhìn thấy quay người hướng phía đại sảnh đi đến một bên trầm giọng nói lần này xuất quan ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một chút rồi chúng ta sẽ đi đại tấn một chuyến. Vô luận là để giải quyết sát khí trên người hay là tìm kiếm tài liệu chân hy thì tất yếu là phải đi. Huống hồ hỏa đan trong cơ thể Uyển Nhi có tác dụng như thế nào ta vẫn còn lo lắng có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải chú từ âm La Tông mới vạn vô nhất thất. Đây cũng là nguyên nhân ta khổ tâm tu luyện nguyên anh thứ hai. Ai biết tại Đại Tấn sẽ gặp phải loại nguy hiểm nào. Thì ra là thế, bất quá lấy thần thông của chủ nhân, cho dù là ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được Ngân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, cười khanh khách mà nói. "Hắc hắc, tu tiên giới còn rất nhiều kỳ bảo gì công, cũng không nên tự mãn. Huống hồ ta đã đắc tội với Âm La Tông nên nếu bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái. Cẩn thận một chút thì hay hơn, bây giờ ta đi xem tình huống của Uyển Nhi một chút, thuận tiện gặp bọn Trình sư huynh một chút, xem việc luyện chế khôi lỗi và tài liệu thất diễm phiến một chút. Rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu?" nếu hết thảy đều thuận lợi thì nhiều lắm 10 ngày nửa tháng sau, vào lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ rời đi. Dạ, chủ nhân, tiểu tì cũng muốn kiến thức một chút về Đại Tấn, nơi được xưng là thánh địa tu luyện, rốt cuộc bộ dáng ra sao. Lời nói của Hàn Lập và Ngân Nguyệt dần dần đi xa. Trùng thất không lâu sau lại trở nên an tĩnh. Nửa tháng sau, một đạo cầu vòng từ trong vân mộng sơn phá không bay ra, nhằm hướng nam bay độn đi. Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ linh thông tin tức đồng thời thu được một tin tức vị hàn trưởng lão lừng lẫy lạc vân tông kia đột nhiên rời vân mộng sơn viễn du cụ thể đi nơi nào thì cũng không ai biết có lẽ là đi khắp thiên nam mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới thiên nam sau một trận giao động thiên nam tu tiên giới lại gió êm sóng lặng hàn lập rời đi không có kích khởi bất cứ sóng gió ẩm ý gì cổ kiếm môn và bách xảo viện ở vân mộng sơn đối với lạc vân tông vân rất đàng hoàng cho dù có chút dị động thì vị trí đệ nhất đại tông khê quốc của lạc vân tông tựa hồ đã ổn như thái sơn Thời gian trôi qua, một số tu sĩ Thảo nguyên buông xuống mà tỏa hóa nhưng đồng thời một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất hiện tại thiên nam tu tiên giới. Nhưng Hàn Lập vừa đi, đã biến mất biệt tích, liên tiếp trăm năm hơn, tin tức toàn bộ không có một chút. chương 877, Thương Lộ Bộ, một xa đội chừng 30 mấy người tạo thành, đang chậm rãi di chuyển giữa đại thảo nguyên minh mông. Xe cộ không nhiều lắm, chỉ có 7-8 cái mà thôi, nhưng chung quanh có khá nhiều người cưỡi ngựa, hầu hết là tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có mấy đứa trẻ mới chỉ 11-12 tuổi. Phía trước đi đầu đội xe là một lão giả phục sức hoa mỹ, cưỡi tuấn mã màu vàng. Lão giả này đầu đội mũ cáo lửa màu hồng, bên hông đeo một cái dây lưng đại biểu cho thân phận tam sắc cấm. Cái này đúng là dấu hiệu của người đứng đầu, nơi đây đã là phía nam thiên lan thảo nguyên, đây là đội ngũ người đột ngột đi tiến cống thánh điện. Thiên Lan Thảo Nguyên là cách xưng hô của người đột một đối với mộ Lan Thảo Nguyên bởi vì người đột một luôn luôn thờ phụng Thiên Lan Thú trong truyền thuyết và cũng coi như hộ tộc thần, đời đời thờ phụng cho nên Thảo Nguyên này mới có tên như vậy. Nguyên bổn người đột một chỉ là chiếm cứ một nửa phía nam Thiên Lan Thảo Nguyên nhưng 30 năm trước, trong cuộc chiến Thảo Nguyên sau khi đánh bại kẻ thù là người mộ Lan, sau đó chiếm cứ cả đại Thảo Nguyên. Thế lực tự nhiên đột nhiên bành trướng, cả Thảo Nguyên không ai là địch thủ, Đương nhiên tộc người đột ngột khổng lồ như thế, số lượng bộ lạc bên trong nhiều vô cùng. Bộ lạc nhỏ cũng có tới hơn 10 vạn người mà lớn thì có tới cả triệu dân cư trải rộng trên thảo nguyên. Mà bởi vì trong thánh chiến vừa rồi không ít người lập được công lao nên cũng có khá nhiều bộ lạc độc lập mới ra đời. Mấy bộ lạc này không nhỏ nhưng cũng không đáng nhắc đến, dân cư chỉ có mới mấy vạn người mà thôi. Lão giả dẫn đầu thương lộ bộ này cũng là một bộ lạc nhỏ được tách ra từ một cái đại bộ lạc. Mặc dù cũng có thể coi là một cái bộ lạc nhưng trên thực tế cả bộ lạc mới có 7-8 vạn người mà thôi. Lão giả tên là Anh Lộ, khi còn trẻ tác chiến dũng mãnh dị thường, trong thánh chiến đã từng một hơi chém giết mấy bộ lạc nhỏ của người Mộ Lan và cũng bắt sống không ít quý tộc nên mới có vị thế như ngày nay. Nhưng bây giờ lại không chống nổi sự tàn phá của thời gian, hơn nữa mấy năm nay lao tâm lao lực nên mặc dù tuổi mới hơn 50 nhưng thân thể cũng đã hiện ra vẻ già nua. Bây giờ đang là lúc giữa trưa, Lão giả nhìn mặt trời đang cực nóng rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong đội xe phía sau lưng một chút rồi lại thở dài một hơi. Theo lý thuyết bộ lạc vô luận là lớn hay nhỏ cũng phải cung phụng một vị tiên sư nhất định ở bên trong mới được. Nếu không vạn nhất gặp thiên tai, hay tao ngộ yêu thú thì con người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà bộ lạc nhỏ mới ra đời như bọn hắn căn bản là không cách nào mời được một vị tiên sư, cho dù là là cấp bậc thấp nhất thì cũng không nguyện tiến vào một cái tiểu bộ lạc như thế dù sao đối với tiên sư mà nói gia nhập bộ lạc càng lớn càng giàu có thì càng tốt mới có thể được bọn họ cung ứng tư nguyên tu luyện sung túc có một số bộ lạc nhỏ có thể cầm giữ một số tiên sư cấp thấp nhưng số tiên sư này đều xuất thân từ bộ lạc này hoặc là tư chất tu luyện của hắn thấp kém các đại bộ lạc cũng không nguyện cung phụng cho nên mới bất đắc dĩ lưu lại thương lộ bộ của lão giả thì còn không có cơ hội bồi dưỡng tiên sư của riêng bộ lạc cho nên mấy năm nay khi có việc chỉ có cách dùng trong kim tiền đi thuê tiên sư cấp thấp của bộ lạc bên cạnh ra tay tương trợ nhưng vị tiên sư này đồng dạng đòi giá cả cực cao. Mấy lần ra tay mà chi phí bằng non nửa số cả bộ lạc thu vào trong một năm. Điều này làm cho thương lộ bộ nguyên vốn không giàu có gì càng trở nên nghèo khổ. Cũng may khai linh nhật 20 năm một lần rốt cục đã đến. Đã sớm để tâm đến việc này nên tự nhiên là không có khả năng buông tha. Lúc này trong bộ lạc kiểm nghiệm ra mấy tên đệ tử có linh căn đưa đến một tòa thiên lan thánh điện gần nhất. Thiên Lan Thánh Điện ban đầu được xây dựng nên chỉ là để cung phụng Thiên Lan Thánh thú nhưng trải qua nhiều năm như vậy lại trở thành thánh trong lòng người đột ngột. Thành nơi chuyên môn bồi dưỡng ra tiên sư cấp thấp cho tộc người đột ngột. Mỗi người ngồi bên trong thánh điện đều là tiên sư cấp cao nổi danh, phụ trách truyền thụ một ít đạo tu luyện cơ bản. Sau khi học thành, kẻ có tư chất thấp thì trực tiếp phản hồi quay về bộ lạc, được bộ lạc cung phụng. Kẻ có tiền đồ thì được các người tu tiên cấp cao này nhận làm đệ tử, chuyên môn bồi dưỡng phàm nhân không trải qua nghi thức khai linh thì nghiêm cấm tiên sư cấp cao một mình truyền thụ thiên thuật. Số lượng thánh điện không nhiều lắm, chỉ có 6-70 cái nhưng phân bố trải rộng khắp cả thảo nguyên. Nhưng mỗi cái cơ hồ đều là trung tâm của một đại khu vực, chung quanh có đến hàng ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Là thánh điện duy nhất trong khu vực, nên bộ lạc càng lớn thì càng gần thánh điện mà bộ lạc thương lộ bởi vì quá nhỏ nên bị phân về nơi rất xa. Từ bộ lạc xuất phát đi đến thánh điện phải mất đến 3 tháng lộ trình. Bất đắc dĩ, từ 4 tháng trước, anh lộ đã mang đội xuất phát từ bộ lạc. Lại nói tiếp lần khai linh nhật lần trước hắn mặc dù đã đem bộ lạc đi, nhưng lại không cách nào có đủ cống phẩm nên cũng chỉ có thể trơ mắt bỏ qua mà thôi. Lúc này đây, anh lộ nói cái gì cũng không nguyện bỏ qua lần nữa. Cho dù cả bộ lạc mấy năm sau này phải giảm ăn cũng phải gây dựng cho được tiên sư riêng của bộ lạc. Bất quá mang theo cống phẩm xuyên qua thảo nguyên rộng lớn như thế, đối với bọn họ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đồ cống phẩm đều là vật phẩm hữu dụng đối với tiên sư, cơ hồ đối với phàm nhân mà nói đều là vật cực kỳ quý trọng. Không hề ít người tâm hoài bất lương nhân cơ hội này đánh cướp đội ngũ nhỏ yếu. Chính các tiên sư cũng có khả năng ra tay. Đây chính là chuyện hay xảy ra trong các năm diễn ra khai linh nhật. Các bộ lạc gần thánh điện thì tốt hơn một chút, vì bọn họ cũng sợ hãi thánh điện mà không dám làm càn quá mức. Nhưng các bộ lạc xa xôi như bọn họ lại cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói có một lần, khu vực này có một cái bộ lạc trung bình bởi vì trong cống phẩm có một cây linh dược gần ngàn năm tuổi. Kết quả tin tức phong thanh tiết lộ ra ngoài, sau đó toàn bộ đội ngũ trên đường đi thánh điện đã quỷ dị biến mất. Một bóng người cũng không tìm được, kết quả không ít người nghe đồn rằng có một tiên sư cấp cao của một đại bộ lạc đỏ mắt vì bảo vật này nên ra tay giết người đoạt bảo. Thánh điện tự nhiên là rất tức giận việc này, nghe nói cũng phái ra tiên sư truy xét một phen nhưng không biết vì sao cũng không có kết quả. Cho nên lúc này đây cống phẩm mặc dù có đủ nhưng không có tiên sư áp trận, làm cho vị thủ lĩnh thương lộ bộ này từ khi xuất phát tới nay vẫn ăn ngủ không yên. Mà trong khoảng thời gian diễn ra khai linh nhật này, tiên sư của các bộ lạc cũng rất bận rộn với sự vụ trong bộ lạc vì phải theo đội ngũ đi thánh điện. Cho dù là có linh thạch thì cũng không nguyện ý đi đánh thuê. Ngẫu nhiên có mấy vị tiên sư lưu lãng thì cũng được mấy cái bộ lạc lớn phụ cận bỏ tiền ra thuê rồi. Làm thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ yếu nhất, anh lộ cũng chỉ có thể chừng mắt mà nhìn thôi. Nghĩ tới đây, lão giả thở dài một hơi, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một cái ở phía sau trong 7-8 chiếc xe có bốn cái chứa đầy cống phẩm. Ngựa kéo xe toàn bộ đều là tuấn mã được lựa chọn tỉ mỉ trong bộ lạc. Mấy chiếc xe này cũng dùng loại hồng hoa mộc chắc chắn nhất chế thành. Đương nhiên để không khiến người ta chú ý nên bề ngoài tất cả xe cộ thoạt nhìn trông rách nát, cực kỳ cổ xưa. Bất quá cũng may là có phương pháp này, nếu không nói không chừng đã sớm gặp chuyện không may. Cho dù là như thế, trên đường đi đã một lần gặp phải một đàn dã lang nhỏ, khiến trong đội ngũ cũng thiếu chút nữa bị tổn thất. Nhưng để thoát ra khói bầy sói, đội xe không thể không vứt bỏ hai cái chậm nhất thì mới có thể bình yên thoát ra. Hai chiếc xe đó mặc dù không có gì đáng giá nhưng lại là đại bộ phận lương thực cho cả đoàn người bọn họ trong hai tháng tới. Xem ra bọn họ mấy ngày nay, không thể không dừng lại trên đường một chút. Lão nhớ kỹ là đi tiếp qua hai ngày lộ trình nữa thì có một mảnh hạp gốc. Bên trong ít có dấu chân người, nói không chừng trong đó có vài con trâu dê hoang dã gì đó. Có thể săn bắn được vài con làm thức ăn. Nghĩ tới đây, Lão giả quay đầu sờ vuốt cây cung trên yên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. "Ồ, đây là cái gì?" Bên cạnh lão giả đột nhiên có một giọng nữ thanh thúy truyền đến, thanh âm tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là một cô gái thanh tú đi theo lão giả phát ra. Nữ tử này gọi là Anh San, mới có 15-16 tuổi, là vãn bối của anh Lộ và cũng là một trong mấy người trong bộ lạc được kiểm nghiệm phát hiện là có linh căn. Tự nhiên là được anh Lộ rất sủng ái. Lão giả nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Kết quả ngay phía trước cách đó không xa, phía dưới một đám cây rậm rạp quả nhiên có trận trận thanh quang lấp lóe không ngừng, mơ hồ là có vật gì đó. Mà hắn nhớ kỹ rõ ràng là mới vừa rồi quay đầu nhìn qua thì vẫn chưa thấy vật này. Lão giả trong lòng dùng mình, là một gã thủ lĩnh bộ lạc tự nhiên là đối với việc tiên sư khi làm phép phát ra linh quang, cũng không tính là xa lạ. Chẳng lẽ thật sự có tiên sư muốn xuống tay đối với đội ngũ nghèo như bọn ta? Anh lộ trong lòng trầm xuống bỗng nhiên giơ một tay lên, đội ngũ phía sau nhất thời dừng lại, những người khác cũng đều chứng kiến thanh quang tại bụi cây phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hoàng cùng đề phòng. Lão giả cố gắng chấn định ghim cương, đứng ở tại chỗ bất động nhưng trong đầu xuất hiện ý niệm nhanh quay ngược trở lại để tự bảo vệ mình. Nhưng một lát sau lão giả phát hiện ra việc này không thích hợp. Trong bụi cây rậm rạp, thanh quang cứ chấp động không ngừng nhưng Thủy Trung không thấy có tiên sư hiện thân ra cũng không có tiên thuật gì phát ra. Anh lộ trong mắt sáng ngời, vội vàng hướng bụi cây rậm rạp nọ cẩn thận nhìn lại. Bụi cây rậm rạp này dễ trùm rất nhiều nên vốn không cách nào thấy rõ cái gì. Thố mãnh ngươi qua xem một chút, có phải có vị tiên sư ở đó hay không lão giả ánh mắt chấp động vài cái rồi đột nhiên mở miệng nói. Dạ, tộc trưởng, từ trong đội xe có một gã thanh niên thân cường lực tráng, khuôn mặt uy mãnh nghe vậy thì ngẩn ra rồi vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức xuống ngựa, cẩn thận hướng tới bụi cây cách đó 20 trượng đi tới. Khi còn cách thanh quang khoảng 5-6 trượng, gã thanh niên do dự một chút, cước bộ theo tiềm thức dừng lại. Không biết tiên sư ở đây, ta thay mặt cho thương lộ bộ đặc biệt đến bái kiến tiên sư chân nhan thanh niên này tựa hồ tại thương lộ bộ cũng có chút thân phận, nói năng cũng nhã nhặn, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính. Nhưng trong bụi cây vẫn chỉ thấy linh quang lưu chuyển, cũng không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Thanh niên thấy vậy thì không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lão giả một cái. Lão giả thấy gã quay đầu lại thì cũng chỉ im lặng nhìn gật đầu thanh niên trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng, cước bộ lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng tiến về phía trước. Chờ khi đi tới trước bụi cây rậm rạp, thanh niên trần chờ một chút rồi cắn răng một cái đưa tay vén bụi cây ra. chương 878, ngũ quỷ tỏa thần đại pháp. Trong khoảnh khắc tách bụi cây ra, gã thanh niên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thân thể thoáng thích thích liên tiếp lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã bệt mông xuống. Gã thanh niên này tên là Thô Mãnh Mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, Chúng nhân trong thương lộ bộ vốn đang ngưng thần nhìn kỹ cũng cả kinh, một ít thanh niên trai tráng lập tức rút đao kiếm tùy thân ra, chuẩn bị ứng phó bất chắc. Không nên coi thường vọng động, thô mãnh có chuyện gì xảy ra, anh lộ đầu óc sáng tỏ, liếc mắt một cái nhìn rõ thanh niên căn bản là vô sự, chỉ là dường như đã bị cái gì làm cho kinh hãi. Tộc trưởng, bên trong có một tiên sư, nhưng hắn đang lớn lên. Hừ, bộ dáng thế nào, không chờ thanh niên nói xong nói, vù, anh thanh quang trong bụi cây rậm rạp chợt cuồng hiện vài cái rồi đột nhiên biến mất tiếp sau một tiếng hử lạnh một bóng người từ bên trong đi nhanh ra kể cả lão giả tất cả mọi người đều sửng sốt vội vàng nóng nhìn qua chỉ thấy trước mặt có một gã nam tử mặc áo bào trắng người này vóc dáng bình thường nhìn trang phục thì đúng là trang phục của tiên sư nhưng trên đầu lại có một cái áo choàng màu xanh kỳ lạ che khuất diện mục bên hông còn có vài cái túi căng phòng, sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài chừng một thước tại hạ là anh lộ tộc trưởng thương lộ bộ tộc xin tham kiến tiên sư đại nhân. Không biết tiên sư cao tính đại danh là gì, anh lộ vừa thấy người này xuất hiện, lập tức xuống ngựa, từ xa xa nhìn người mặc áo bảo trắng cung kính thi lễ. Không dám có chút đắc tội nào, mọi người khác cũng đồng dạng xuống ngựa chào. Thương lộ bộ, không nghe nói qua, ta họ hàn, mới vừa rồi ở bên trong tu luyện công pháp, các người tới quấy rối làm gì. Người mặc áo bảo trắng đưa ánh mắt nhìn đoàn người liếc mắt đánh giá qua một cái, lạnh lùng trả lời thì ra là Hàn Tiên Sư, mới vừa rồi ta thật sự không biết là đại nhân đang tu luyện bên trong nên có chỗ đắc tội. Mong Tiên Sư đại nhân thứ tội, không biết đại nhân là do bộ lạc nào đang cung phụng, có lẽ lão phu cùng quý bộ tộc có quen biết chăng lão giả vừa thấy vị Tiên Sư này có vẻ không muốn xuất thủ ra tay với bọn họ nên trong lòng nhất thời buông lòng. Ta mới xuất sư không bao lâu, tạm thời không tiếp nhận bộ lạc nào cung phụng người mặc áo bảo chẳng ánh mắt chợt khẽ lóe lên rồi thản nhiên mà nói. Đại nhân thì ra là còn tự do tiên sư đại nhân nếu một mình xuất hiện ở chỗ này khẳng định là cũng muốn đi thánh điện. Khai linh nhật 20 năm một lần hàn tiên sư chắc sẽ không bỏ qua. Anh lộ vừa nghe nói đối phương còn tự do thì trong lòng không khỏi vừa độc, giọng điệu phát ra càng cung kính. Không sai, ta chính là muốn đi thánh điện, các ngươi cũng đi thánh điện chiều cống sao, bất quá tại sao lại không có tiên sư đi theo. Người mặc áo bào trắng liếc mắt nhìn đoàn xe phía sau bọn họ một cái, bộ dáng tựa hồ có chút hảo cảm và thấy hứng thú thương lộ bộ chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ nên tạm thời còn chưa có tiên sư trú nhập cho nên mới lão giả trong miệng cung cần mà giải thích nhìn thấy loại thần thái này của đối phương hắn lập tức phán đoán việc đối phương nói vừa mới xuất sư tựa hồ là không giả nếu không như thế nào lại có loại cử động tò mò này nghĩ tới đây ý niệm vừa rồi mơ hồ nổi lên trong đầu lão giả chợt trở nên mãnh liệt các ngươi cũng là vô tình chuyện lần này cũng không tính các ngươi chuẩn bị đi sao Người mặc áo bào trắng sau khi do dự một chút thì mới nhìn bọn họ khoát tay chặn lại, bộ dáng như để cho bọn họ lập tức rời đi. Thấy người mặc áo bào trắng dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy, anh Lộ Nguyên bổn đang lại sợ hãi vì đối phương thân phận không rõ lập tức hạ quyết tâm. Hắn không có rời đi mà lại hít sâu một hơi, đột nhiên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn người mặc áo bào trắng nói: "Tiên sư đại nhân nếu cũng muốn đi thánh điện mà nói, chẳng biết là có thể tạm thời tiếp nhận đánh thuê cho thương lộ bộ chúng ta không?" chỉ cần đại nhân theo ta đến thánh điện, ta nguyện ý bỏ ra 20 khối linh thạch để thuê đại nhân một chuyến. Thuê ta, người mặc áo bào trắng ngẩn ra, tựa hô giải ra ngoài ý muốn. Không sai, dù sao tiên sư đại nhân cũng muốn đi thánh điện. Không bằng đi cùng ta, dọc theo đường đi không có một vị tiên sư đi theo áp trận, lão phu thật đúng là sợ không cách nào bình yên tới được thánh điện. Dù sao nguy hiểm trên đường thật sự là không ít lão giả mặt mang vẻ thành khẩn nói. Cùng các ngươi đi có chút chậm trễ, hơn nữa chỉ có 20 khối linh thạch người mặc áo bào trắng không có lập tức từ chối nhưng cũng không lập tức đáp ứng. Bộ dáng tựa hồ có chút trần trừ không quyết, chỉ cần tiên sư đáp ứng việc này, lão phu nguyện ý bỏ ra đến 25 khối linh thạch. Không dám dối hàn tiên sư, thương lộ bộ chúng ta thật sự không lớn, đây là số cực hạn mà chúng ta có thể bỏ ra lão giả sau khi cười khổ một tiếng thành thật nói. 25 khối linh thạch cũng không nhiều, bất quá, các ngươi không phải trước tiên hỏi ta là cái tiên sư bậc gì mà đã ra cái giá này có lẽ tại hạ căn bản chỉ là tiên sư luyện khí kỳ hai ba tầng ban đầu gì đó, cũng không có năng lực hộ tống các người người mặc áo bảo trắng nghe số lượng như thế ngược lại cười rộ lên. Ha ha, tiên sư đại nhân nói đùa rồi, lão phu mặc dù không có linh căn nhưng năm xưa cũng từng tham gia qua thánh chiến. Chỉ bằng linh quang đại nhân mới vừa rồi khi tu luyện phát ra, tuyệt đối không thể là tiên sư luyện khí kỳ hai ba tầng anh lộ cười khan hai tiếng nói. Được, các ngươi đã có thành tâm thì ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến bất quá linh thạch, ta muốn nhận trước một nửa, sau khi đến nơi thì nhận nốt nửa còn lại người mặc áo bào trắng cũng không suy tư bao lâu, sau khi hơi trầm ngâm thì đáp ứng. Đây là chuyện đương nhiên, lão phu cũng nến đem linh thạch đưa cho tiên sư đại nhân. Lão giả nghe vậy thì mừng rỡ, đưa tay vào trong áo lục lọi một trận thì móc ra một cái túi da không lớn, sau đó trước mặt chúng nhân lấy mười mấy khối linh thạch sảng khoái giao cho người mặc áo bào trắng. Người mặc áo bào trắng sau khi tiếp nhận linh thạch, trên tay linh quang chợt lóe rồi linh thạch đã biến mất. Điều này làm cho mấy thanh niên thương lộ bộ phía sau phát ra một trận âm thanh sợ hãi. Như thế nào, các người ngay cả túi chữ vật cũng chưa từng thấy sao. Người mặc áo bảo trắng tỏ ra kinh ngạc, đại nhân chớ trách, mấy người này đều là người tuổi trẻ trong bộ lạc, cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiên sư anh lộ hơi có chút xấu hổ nói. Thì ra là như thế người mặc áo bảo trắng có chút chợt hiểu ra gật đầu, sau đó nhìn vài cái xe ngựa liếc mắt một cái rồi lại có chút do dự nhưng thật ra lão giả này trước kia đã thường xuyên tiếp xúc qua không ít tiên sư lập tức tỉnh ngộ quay đầu lớn tiếng nói các ngươi nhanh đem cái xe ngựa tốt nhất để cho hàn tiên sư ngồi nghỉ ngơi động tác cũng nhanh nhẹn lên cho ta một số thanh niên vừa nghe tộc trưởng phân phó thấy trong đội ngũ đột nhiên có thêm một gã tiên sư thì âm thầm mừng rỡ lập tức như tỉnh mộng nhanh chóng hành động đem tất cả hàng hóa trên một chiếc xe ngựa rỡ xuống đem chất lên mấy cái xe ngựa còn lại người mặc áo bào trắng cũng không khách khí tiếp nhận xe ngựa sau khi thu thập xong, hắn nhìn lão giả nghiêm mặt nói. Làm phiền các hạ đã phí tâm, ta ở trên xe nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì, ở bên ngoài gọi ta một tiếng là được. Ta đã ít cốc, lúc bình thường không cần quấy giày ta. Cái này là tự nhiên, lão phu biết tiên sư đại nhân kiêng kỵ việc quấy giày anh lộ không người một chút, trên mặt cười bồi nói. Người mặc áo bào trắng thấy vậy gật đâu, lúc này đi nhanh đến chỗ cái xe ngựa nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn thố mãnh đang ngẩn ra lạnh giọng nói, ngươi mới vừa rồi có nhìn thấy diện mục ta sao ta không hy vọng việc này truyền ra khắp nơi ngươi tự lo thân cho tốt đi người mặc áo bào trắng sau khi nói một câu không đầu không đuôi như vậy thì bình tĩnh lên xe ngựa buông rèm che khuất tầm mắt của mọi người thô mãnh sắc mặt tái nhợt mặc dù người mặc áo bào trắng đã tiến vào xe ngựa mà hắn vẫn cuống quít lắc đầu nói không dám tốt nếu đội xe chúng ta đã có tiên sư thì mọi người có thể yên tâm chạy đi tất cả đều lên ngựa lập tức xuất phát anh san người đi theo bên cạnh xe ngựa của tiên sư xem tiên sư có cái gì phân phó thì kịp thời đi làm nhất định phải hầu hạ tiên sư đại nhân cho tốt lão giả lớn tiếng hô mọi người lần nữa lên đường cũng quay đầu đi cô gái vừa nghe nói xong hiểu rõ dụng ý của trưởng bối nên cao hứng đáp ứng tung người lên ngựa rồi quay lại phía sau đi đến đám thanh niên còn lại ở một điều động đội xe đi tới một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh nhỏ giọng nghị luận Trước kia trong bộ lạc mặc dù cũng đã mời được mấy vị tiên sư nhưng sau khi xử lý xong hết chuyện thì đều lập tức rời đi, bọn họ căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này có thể tiếp xúc gần như thế tự nhiên là cảm thấy tò mò. Mà ở trong cái xe ngựa che màn nghiêm mật kia, người mặc áo bảo trắng đang ngồi xếp bằng trong xe, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàn tiểu tử, xem ra tình hình khi ngươi mới vừa rồi vận công, khiến tên tiểu tử người đột ngột kia sợ hãi không ít không biết sau này có thể gặp ác mộng mất vài ngày hay không một thanh âm già nua, còn có chút hả hê vang lên trong thần thức người mặc áo bảo trắng. Tiền bối người truyền thụ ngũ quỷ tỏa thần này thật sự hữu hiệu sao? Ta cũng không muốn trước khi tìm được phương pháp giải trừ sát khí biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc người mặc áo bảo trắng lại không đáp lời mà thản nhiên truyền âm nói. Ngươi yên tâm đi, loại bí thuật này mặc dù là ta sáng chế ra dùng để khống chế công pháp đại diễn quyết tẩu hỏa nhập ma nhưng đối với sát khí cũng có hiệu quả, chỉ là ta muốn tái nhắc nhở ngươi một câu nếu đã dùng sát khí tố dẫn đưa tới ngũ quỷ phụ thân cấm chế cũng không áp chế sát khí trên người ngươi mà ngay cả tu vi của ngươi cũng bị phong ấn một phần tu vi của ngươi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là chút cơ trung kỳ mà thôi không cách nào tái vọng động pháp lực này ngàn vạn lần đừng quên điểm này thanh âm già nua lười biếng nói điểm này không cần tiền bối nói ta cũng biết không nghĩ tới việc sát khí cắn trả dĩ nhiên lại nhanh hơn so với dự kiến như vậy hơn nữa mức độ hung mãnh cũng hơn xa như lời ngươi nói người mặc áo bào trắng thanh âm trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, không phải lão phu đoán sai mà tại ngươi chưa trừ đi sát khí lại ra tay với người tu tiên tu vi thâm hậu, thậm chí nguyên khí còn bị đại thương, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Sát khí tự nhiên là sớm cắn trả, về phần sát khí hung mãnh, ngươi cũng nên xem một chút, sát khí trên người ngươi thâm hậu đến trình độ nào. Tự nhiên là khi cắn trả cũng hơn xa bình thường. Nếu không phải là muốn ngươi đi giúp ta luyện chê khôi lỗi thì lão phu cũng chẳng muốn quản tới ngươi." Thanh âm nọ sau khi hừ một tiếng thì lo lắng nói. Hai người này không cần phải nói, tự nhiên là hai người Hàn Lập và Đại diễn thần quân. Chương 879, vô vọng chi tai. Ngày đó sau khi ly khai Thiên Nam, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Lan thảo nguyên. Do hắn cẩn thận che giấu tu vi cùng thân phận, ban đầu cũng phi thường thuận lợi, thậm chí còn giả trang thân phận một gã tiên sư tự do xâm nhập vào trong rất nhiều bộ lạc đột ngột nhân và trao đổi một ít tâm đắc tu luyện với bọn họ mà vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi vượt qua hơn nửa thảo nguyên tới phía nam thì tự dưng gặp phải tai họa. Tại một nơi hoang dã cách bộ lạc đột ngột nhân khá xa, khi hắn thả phệ kim trùng ra, chuẩn bị thúc giục chúng đến thời kỳ tối cường thì vừa lúc chạm phải một trưởng lão nguyên anh trung kỳ người đột ngột đang đuổi giết một con yêu cầm nào đó và lại chính đang điều khiển một con phệ kim trùng thành thục. Bởi vì nghe thường thảo dùng san hô để thôi thục khi mang theo bên mình khá tiện và từ trước đến nay cũng chẳng xảy ra điều gì nên hàn lập nhất thời chủ quan không quan sát, vẫn chưa kịp bố trí pháp trận ẩn hình cấp cao. Cuối cùng hai bên gặp nhau, kết quả chắc ai ai cũng đoán được. Vị đột một tiên sư cấp cao kia khi nhìn thấy hàng vạn phệ kim trùng trên đỉnh đầu hàn lập thì vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lúc này hắn cũng không quản yêu cầm gì nữa, lập tức mở miệng yêu cầu hàn lập đi theo để gặp thánh nữ gì đó. Nhưng Hàn Lập làm sao mà đáp ứng việc đó được, ngoài ra còn dẫn động đến sát cơ của hắn. Hắn lập tức thi triển một loạt các loại thần thông, thậm chí còn sử dụng cả đệ nhị Nguyên Anh, đánh đối phương tan thành cho bụi. Nhưng vẫn có một việc sơ sót khiến Hàn Lập cực kỳ ảo não. Công pháp chủ tu của vị đột ngột nhân trưởng lão này thật sự cực kỳ quái dị, lại có thể đem Nguyên Anh phân chia làm 7 phần, mỗi phần đều tinh thông một độn thuật. Hàn Lập nhất thời không cẩn thận nên đã để sổng một trong số các phân thần kia. Lần này Hàn Lập tự nhiên biết mình đã đâm phải tổ ong vò vẽ, hắn lập tức chạy suốt đêm, không ngừng nghỉ phi động thẳng về phía nam. Nhưng cũng không biết tu tiên giả đột một nhân sử dụng phương pháp liên lạc nào mà hắn mới chạy được một ngày trên đường đã xuất hiện đông đảo tiên sư cấp cao Nguyên Anh kỳ ngăn trở, đuổi giết tới. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện một trong bốn vị đại tiên sư của đột một nhân nữa. Hàn Lập chiến đấu mấy trận liền, mặc dù tiêu diệt được mấy vị tiên sư cao cấp nhưng do phân tâm nên bị vị đại tiên sư nọ đánh trọng thương. Nếu không phải Hàn Lập có vạn niên linh dịch để liên tiếp thi triển huyết ảnh độn thì sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã giao ra rồi. Mặc dù lưu giữ được tính mạng và cũng thi triển một ít thủ đoạn để tạm thời cắt đứt người truy đuổi nhưng Hàn Lập lại phát hiện phiền toái chân chính mới ở trên thân mình. Không biết có phải do đại chiến hay không, khiến cho nguyên khí hắn đại thương mà sát khí vốn phải lâu sau mới phát tác nay đã phản vệ trước thời hạn. May mắn thần thức hắn cường đại, tình hình cũng vừa xuất hiện nên mới có thể dùng bí thuật mạnh mẽ chân áp xuống. Cứ như vậy, tình hình đã tệ nay càng tệ hơn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thỉnh giáo vị đại diễn thần quân này phương pháp giải cứu. Đại diễn thần quân không hổ là lão quái vật sống ngàn năm, lập tức liền giao cho hắn một ngũ quỷ tỏa thần đại pháp, nói là có thể tạm thời phong ấn sát khí lại nhưng hậu quả sử dụng thực sự nghiêm trọng cực kỳ. Trước khi tìm kiếm được phương pháp giải trừ sát khí, bảy tám phần tu vi đều phải bị phong ấn hoàn toàn trong cơ thể. Nếu vọng động pháp lực, sát khí và ngũ quỷ đồng thời phản vệ thì sinh tử thực khó nói. Hàn Lập biết rõ lợi hại trong đó, khi nắm được thủ pháp đó cũng trần trừ không dám sử dụng ngay. Nhưng khi hắn trốn tránh đuổi giết đến đây thì sát khí lại một lần nữa đe dọa phản phệ, so với lần trước còn hung mãnh, lợi hại hơn mấy lần. Bằng vào tu vi bản thân căn bản không thể chấn áp được. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Lập chỉ có thể vội vàng đáp xuống giữa một bụi cây, ngay cả pháp trận phòng hộ cũng không kịp bố trí, không một chút do dự thi triển ngủ quý tỏa thần đại pháp mà khi đoàn người thương lộ bộ tộc đến đây thì hàn lập đang ở giai đoạn cuối cùng còn vị thanh niên gọi là thổ mãnh kia sau khi tách bụi cây ra khuôn mặt của hàn lập đang huyền hóa một trong những bộ dạng của ngũ quỷ để thu công mặt quỷ dữ tợn đáng sợ hiển nhiên làm vị thanh niên này kinh hãi không nhỏ chỉ sợ bây giờ còn tưởng rằng mặt quỷ mới chính là chân diện mục của hàn lập nghĩ tới đây hàn lập không khỏi cười khổ hai tiếng sát khí tuy tạm thời khống chế được nhưng tu vi bị phong ấn nhiều như thế tình hình vẫn không tốt để rời đi Hiện tại xâm nhập vào trong đội ngũ tiến cống đang đi đến thiên lan thánh điện này là tốt nhất, chắc hẳn sẽ vô sự. Hàn lập lẩm bẩm tự nói hai câu. Hắc hắc, ngươi mặc dù tu vi bị phong ấn, phi kiếm cùng cổ bảo không thể sử dụng như ý nhưng vẫn còn có thể sử dụng phệ kim trùng cùng đệ nhị nguyên anh. Hai thứ đó cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, đủ để ứng phó với tu tiên giả bình thường. Nếu trước khi rời lạc phân tông, Ngươi không lưu lại khôi lỗi cấp nguyên anh mới luyện chế cho vị nữ sư huynh và đưa cho vị thị thiếp kia phần lớn khôi lỗi kết đan kỳ thì tình huống hôm nay có phải tốt hơn một chút không? Cơ quan khôi lỗi là tối thích hợp với loại tình huống tự bảo vệ mình như ngươi bây giờ. Đại diễn thần quân cười lạnh nói: "Ta lần này rời Thiên Nam, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể trở lại một lần nữa, dĩ nhiên nên vì tông hội cùng Uyển Nhi bố trí chút hậu thủ chứ?" Cho dù trình sư huynh không lâu sau sẽ tỏa hóa nhưng nếu có khôi lỗi nguyên anh kỳ kia tương trợ, lữ sư huynh chắc có thể ứng phó được. Hơn nữa còn có vài khôi lỗi cử quy của mộ phái linh tương trợ, như vậy càng thêm ổn thỏa. Nếu không, ta cũng không thể an tâm đến đại tấn được." Hàn Lập lạnh nhạt nói, "Ngươi đã nghĩ như thế thì không nên oán than nguy hiểm ngày hôm nay." Đại diễn thần quân không cho là đúng nói. Hàn Lập trở nên im lặng nhưng một lát sau liền mở miệng hỏi, "Sau khi thi triển ngũ quỷ tỏa thần đại pháp, có biện pháp giải trừ lâm thời hay không. Đệ nhị nguyên anh cùng vệ kim trùng đối phó với đối thủ là kết đan kỳ hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng đụng phải đối thủ đồng cấp thì nguy hiểm rồi, mà từ bây giờ đến lúc tìm được phương pháp giải trừ sát khí, còn không biết muốn bao lâu nữa. Giải trừ lâm thời, điều này đối với người khác khẳng định không được, nhưng thiên tài địa bảo trên người ngươi nhiều như thế, cũng không phải là không được. Chẳng qua cái giá phải trả cũng không nhỏ mà thôi, đại diễn thần quân tựa hồ ngẩn ra một chút, chậm rãi nói. Trả giá cao thì sao chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện sau này thì thế nào cũng có thể chấp nhận được. Trung quy vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Hàn Lập không chút do so dự nói. Một khi đã nói thế, vậy rất đơn giản. Mỗi lần giải phong ấn cần hai giọt vạn niên linh dịch trong tay ngươi. Ta truyền tiếp cho ngươi một bí thuật khác để trung hòa ngũ quỷ và sát khí trên người. Căn cứ vào tình huống thực tế, việc khôi phục pháp lực đại khái kéo dài khoảng một canh giờ. Khi thời gian qua đi, Ngũ Quỷ cắn nuốt hết linh khí trong linh dịch, sẽ phong ấn pháp lực của ngươi lại một lần nữa. Mà mỗi một lần giải phong ấn, sát khí sẽ xâm nhập sâu vào tâm thần một phần. Sau một số lần nhất định, sát khí sẽ cắn trả mãnh liệt đến ngay cả Ngũ Quỷ cũng không có cách khống chế được. Đại Diễn Thần Quân cũng không ẩn giấu, nói rõ ràng lợi hại trong đó. Vạn Niên linh dịch tuy chân quý nhưng so với tính mạng thì không tính là gì. Sát khí phản vệ nặng thêm cũng không phải là chuyện tốt có phải việc khu trừ sát khí sau này sẽ càng thêm phiền toái không hàn lập sau khi ngẫm nghĩ liền âm trầm hỏi chắc chắn việc khu trừ sát khí về sau sẽ phiền toái hơn rồi với tình huống của ngươi ta phỏng chừng sau khi giải phong ấn năm đến sáu lần ngũ quỷ sẽ mất đi sự khống chế ngươi hãy suy nghĩ chi kỹ lợi hại trong đó đi cái nào cần gì phải suy nghĩ kỹ chứ đến lúc tính mạng như chỉ mảnh treo trương thì đương nhiên phải bất chấp mà thôi tiền bối hãy truyền thụ pháp quyết kia cho vãn bối đi Hàn Lập rất rõ ràng về vấn đề này nên quyết đoán nói: "Pháp quyết này ta chỉ nói một lần, ngươi ghi nhớ cho kỹ nhé." Đại Diễn Thần Quân không nói gì thêm, sau đó trực tiếp truyền âm cho Hàn Lập. Hắn nhắm nghiền hai mắt, ngưng thần dụng tâm ghi nhớ. "Được rồi, thoạt nhìn công pháp này cũng không khó, chắc chỉ cần dùng mấy ngày là có thể tham mộ được." Hàn Lập mở mắt bình tĩnh nói: "Đương nhiên, chỉ là công pháp giải trừ phong ấn bình thường, sao phức tạp được chứ?" Mà Hàn tiểu tử này người thực sự định đi theo nhóm người này tiến vào thiên lan thánh điện sao? Phải biết rằng thịnh hội lớn như thế khẳng định tụ tập không ít tu tiên giả đột một nhân đó. Đại diễn thần quân tò mò hỏi lại, tiền bối hẳn đã NGS qua câu thành ngữ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất rồi chứ? Nếu muốn ẩn giấu, phản bối chỉ tìm được một địa phương ẩn nấp, chắc chắn trong một thời gian ngắn không có ai tìm ra được. Nhưng bây giờ sát khí quấn thân, vãn bối rất nóng lòng muốn tới đại tấn mà đám người truy sát chỉ sợ đang tìm kiếm vãn bối khắp nơi. Nếu đơn độc đi ra thì chẳng phải là việc sáng suốt gì, tốt hơn hết là trà trộn vào phụ cận thánh điện của đối phương. Tu tiên giả ở đó đông đảo, đám người truy sát kia không có khả năng nhất nhất truy tìm. Mà vãn bối đã trải qua cuộc sống trên thảo nguyên được mấy tháng nên rất tự tin sẽ không lộ ra sơ hở khi đóng giả tiên sư đột một nhân cấp thấp. Còn những điều khác thì tùy cơ ứng biến, dù sao phương hướng tới thánh điện cũng trùng với phương hướng đến đại tấn hàn lập thuận miệng giải thích xem ra ngươi đã có chủ ý trong lòng vậy lão phu cũng không nhiều chuyện nữa đại diễn thần quân cười hắc hắc sau đó im lặng luôn hàn lập nghe được những lời ấy thở dài nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì ngân nguyệt tình huống của ngươi thế nào đại chiến mấy ngày trước người bị thương cũng không nhẹ đâu đa tạ chủ nhân quan tâm tiểu tì thân là khí linh thân mình không có chuyện gì lớn nhưng thân thể yêu hồ bị hao tổn không ít sợ rằng không thể giúp đỡ nhiều cho chủ nhân được thanh âm yếu ớt của ngân nguyệt truyền đến không sao đâu sau này ta sẽ cẩn thận và chắc là không cần ngươi ra tay tương trợ nữa đâu ngươi tính dưỡng cho tốt đi hàn lập thở phào nhẹ nhõm thanh âm ôn hòa nói dạ chủ nhân ngân nguyệt tựa hồ có chút suy yếu miễn cưỡng trả lời một câu rồi cũng không nói gì nữa hàn lập nhíu mày trong lòng cười khổ không thôi sau khi lẳng lặng đả tỏa trong xe một lát hàn lập đột nhiên vỗ vào túi chữ vật một cái trong tay xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng nửa thước mặt trên dán vài tấm phủ lục bạch quang lè lè, tựa hồ cấm chế cái gì đó bên trong. Hàn lập dùng vài ngón tay khẽ vuốt phủ lục bên trong hộp ngọc, sắc mặt trở nên âm trầm, thần tình bất định. chương 880, lòng mang tâm sự, đột ngột nhân tiên sư Nguyên Anh Trung Kỳ bị phá hủy thân thể, mặc dù Nguyên Anh chạy thoát đi ra ngoài, nhưng phệ kim trùng thành thục có tâm thần tương liên với hắn, bởi vì không có chủ nhân chỉ huy, liền bị Hàn lập vốn hiểu biết phệ kim trùng tập tính, dùng đệ nhị Nguyên Anh dễ dàng bắt giữ, cũng cấm chế ở trong hộp ngọc vốn vẫn muốn đợi khi có thời gian sẽ nghiên cứu một chút về kim trùng thành thục cùng với phệ kim trùng của hắn khác biệt ra sao. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đang giảm mạnh, phải nhanh chóng xử lý trùng này, nếu không, vạn nhất phệ kim trùng thành thục có thần thông vượt xa dự đoán của mình, sau này phá cấm ra, vậy thì phiền toái không phải nhỏ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, còn có thể bắt trùng này nhưng khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên ngửa bàn tay, trong tay thêm ra vài trận kỳ màu sắc khác nhau. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài cây trận kỳ bay vụt ra bốn phía. Một vòng cấm chế bảo hộ tầm một trượng, bỗng đột nhiên xuất hiện ở bên trong xe. Hàn Lập đem hộp ngọc để ngang ở trên đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên đầu Hắc Quang chớp động, một nguyên anh màu xanh đen thui xuất hiện ở trên thiên linh cái, hai tay trà sát, quỷ la phiên đen nhẻm xuất hiện ở trong tay nguyên anh. Cán ma phiên này bởi vì ngay từ đầu giao cho đệ nhị nguyên anh luyện hóa sử dụng hiện tại lại thành kiện pháp bảo duy nhất của hắn không bị ngũ quỷ tỏa thần hạn chế. Phệ kim trùng thân thể thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Biện pháp duy nhất tiêu diệt trùng này chính là dùng tinh thuần ma khí trong âm la phiên đem nguyên thần của chúng rút ra, để vào trong phiên luyện hóa thành nguyên âm ma đầu. Cụ thể phương pháp luyện hóa, ngày đó đều từ thần thức của âm la tông trưởng lão siêu hồn mà có được. Quá trình này, đương nhiên khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Kỳ thật nếu không phải nguyên thần chủ nhân của mấy con vệ kim trùng này hao tổn nhiều, làm liên lụy khiến trùng này hấp hối, hắn ngay cả nghĩ đến cái phương pháp này cũng không dám ấy chứ. Đối với vệ kim trùng thành thục, hắn cảnh giác cũng không ít. Nhưng chính vì thế, hắn mới phải bố trí cấm chế xuống trước, sợ ra chẳng may có gì bất chắc. Lúc này, Nguyên Anh màu xanh đen ném đi tiểu phiên cầm trong tay về phía đỉnh đầu, ngay lập tức tiêu ủ phiên hóa thành một đóa đại ma vân nóng chảy lơ lửng bất động. Mà Nguyên Anh vừa nhún người, nhảy vào trong ma vân không thấy bóng dáng. Lập tức ma vân hướng xuống phía dưới, sau đó bao trùm lấy hộp ngọc trên đầu gối hàn lập. Trong hộp nhất thời truyền ra tiếng trùng kêu chi chi, thanh âm không lớn nhưng có cảm giác cực kỳ tức giận. Ma vân bọc lấy hộp ngọc, bắt đầu quay cuồng mãnh liệt. Bên trong tiếng trùng kêu bén nhọn chói tai vang lên, nhưng hàn lập không chút động lòng, hai tay kết pháp quyết, thân hình không nhúc nhích. Ở trong cấm chế, hắn căn bản không sợ tiếng trùng kêu sẽ kinh động thương lộ bộ phàm nhân bên ngoài, chỉ cần có thể toàn tâm đem nguyên thần của trùng này rút ra là được. Vì vậy một hồi gian nan luyện hóa, lúc này bắt đầu. Bên ngoài đoàn xe thương lộ bộ nhân đối vị này hàn tiên sư cảm thấy hứng thú, nhưng vị này tiên sư từ khi tiến vào trong xe, về sau không thấy đi ra. Bọn họ tự nhiên không được gặp mặt, tộc trưởng anh lộ, càng lại nghiêm cấm bộ chúng đi vào quấy giày tiên sư tu luyện, điều này làm cho những người còn lại cảm thấy huệ hoài. Tiếp theo hơn 10 ngày bên trong, không biết có phải nhờ hồng phúc của vị hàn tiên sư này hay không, Chẳng những tại trong hạp cốc tìm được một bầy dê hoang, đuổi giết một hồi kiếm được không ít, hơn nữa trong vòng nửa tháng kế tiếp, đoàn xe dĩ nhiên vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho tâm trạng lo lắng đề phòng trong lòng anh lộ nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn tính toán lộ trình, tốn thêm mấy ngày đường nữa có thể đến một nơi nghỉ chân cực kỳ an toàn. Nơi đó là chỗ Thiên Lan Thánh điện dùng pháp lực cực nhanh thành lập một nơi ở tạm thời, chuyên môn vì các bộ lạc lớn nhỏ do đường xa mà đến tụ tập nghỉ chân. Chờ sau khi khai linh nhật chấm dứt, cái nơi dừng chân này lập tức sẽ bị rỡ xuống. Khi anh lộ âm thầm nghĩ tới việc này, đột nhiên đỉnh đầu tựa hồ có thanh âm gì truyền đến. Hắn theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo bạch mang trói mắt phá không xẹt qua, bên trong giường như mơ hồ có bóng người, nhưng chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Các thanh niên thương lộ bộ khác thấy việc này, không khỏi rối loạn một trận. Mà lão giả lại nhíu mày, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lấy kinh nghiệm ngày xưa tham gia thánh chiến của hắn, Quang mang đó rõ ràng đều là độn quang tại tầng thấp của cao giai tiên sư bay qua. Loại này dị cảnh, nói đại khái là rất ít khả năng nhìn thấy. Bình thường cao giai tiên sư đều tại địa phương cực cao bay vút mà đi, trên mặt đất phàm nhân rất khó phát hiện. Nhưng theo như hắn nhớ không lầm, đã mấy ngày nay, hắn nhìn thấy bốn đạo phi hành độn quang gần mặt đất. Chẳng lẽ gần đây phát sinh đại sự gì, là cống phẩm của bộ lạc nào bị đoạt? Trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng lão lại đối với lộ trình tiếp theo càng yên tâm thêm vài phần dọc theo đường đi đã từng đó cao giai tiên sư dò xét, vậy thì đoạn thời gian tiếp theo có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Anh lộ suy nghĩ như thế, quay về phía đoàn xe lớn tiếng hô hào mọi người, đốc thúc đoàn xe tăng tốc chạy đi. Lão tự nhiên không biết, đạo bạch mang từ trên đỉnh đầu bay qua vừa rồi một mực phi độn tại tầng thấp liên tục một khắc không có dừng tại bên trong phương viên hơn trăm dặm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề có thu hoạch gì đành hướng phía nam mà đi. Kết quả tại nơi không xa, một đạo màu đỏ độn quang khác từ một phương hướng khác bay xiên tới. Hai đạo độn quang đụng phải nhau, quang hoa thu vào, nam nhìn hơn 40 tuổi, mặc áo da vàng nhạt, khuôn mặt phổ thông, nữ nhìn khoảng chừng 27-28, bộ dáng cả người rất có vài phần nhan sắc. Nguyên lai là tú tiên sư, ta bên này không có phát hiện gì. Người bên kia như thế nào, có tung tích người nọ không? Trung niên nam tử trước tiên hướng nữ tử đối diện ôm quyền, mỉm cười hỏi. Lê Huynh, ngươi nhìn bộ dáng ta giống như có phát hiện người đó sao? cung trang nữ tử thần sắc không tốt lạnh lùng nói. ai mấy ngày nay ta đã lục soát hết tất cả địa phương trong phương viên hai nghìn dặm bên kia đều không có chút nào dấu vết. người nọ không phải không ở chỗ này chính là công pháp ẩn thân thật sự cao minh bằng tu vi của ta vẫn không cách nào phát hiện hành tung của hắn. hai chúng ta có nên liên thủ cẩn thận tìm kiếm lại một lần đem vài chi tiết khả nghi trên mấy chuyến xe cống phẩm cũng vận hỏi cho rõ ràng hay không? trung niên nhân không chút nào để ý ngược lại lộ ra vài phần vội vàng nói ra xem ra lê tiên sư thật sự đối với bảo vật khen thưởng là độc long hoàn động tâm nhưng cũng đừng vì thuốc này đem mạng nhỏ của chính mình cùng bồi táng theo chứ cung trang nữ tử cười lạnh một tiếng thâm ý sâu sắc nói ra lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ tú tiên sư không động tâm sao trung niên hán tử ngẩn ra có chút kinh khi hỏi khi lê huynh nhận được nhiệm vụ này vị nguyên anh thượng bậc tiên sư nói với ngươi như thế nào cung trang nữ tử không có trực tiếp trả lời ngược lại thản nhiên hỏi thượng sư nói với ta đây là một vị thượng sư bị trọng thương cho nên muốn đem kẻ này bắt sống đối phương đã bị một vị thượng bậc tiên sư đánh cho trọng thương chúng ta là kết đan kỳ tiên sư bắt một kẻ trọng thương quyết không thành vấn đề trung niên hán tử trần chờ một chút vẫn là thành thật nói ra hừ lê huynh quả nhiên bởi vì rõ đầu đuôi biết được không nhiều lắm nếu nghe lời của ta xong tuyệt sẽ không nhiệt tâm như vậy đi tìm vị ngoại tộc tu tiên này nữ tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh chế diễu nói ra tú tiên sư đã nói như thế khẳng định có đạo lý của mình có thể nói cho tại hạ một chút nguyên do trong đó được không trung niên hán tử nghe vậy thần sắc cũng trịnh trọng lên cung trang nữ tử im lặng trong chốc lát mới thở dài một tiếng nói lê huynh cùng ta cũng quen biết nhiều năm việc này cũng có thể nói thật ngôn cho biết thức tỉnh lê huynh khỏi u mê Ta tới tương đối sớm hơn một chút, từ miệng một người trưởng bối nơi đó nghe được một ít tin tức xác thực về tiên sư ngoại tộc này. Tên này là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đích xác bị đánh cho trọng thương, nhưng là người ra tay không phải thượng bậc tiên sư gì, mà là chủ trì việc này hô đại tiên sư tự mình ra tay, mới đánh cho đối phương bị thương. Cái gì? Là đại tiên sư ra tay? Trung niên nam tử bị dọa cho nhảy dựng lên, "Công sai, hơn nữa ta nghe nói, tên tiên sư ngoại tộc này vẫn là trong lúc bị vài vị thượng bậc tiên sư cùng vây công." mới bị đại tiên sư đánh lén đắc thủ, mà trước đó đã có ba gã thượng bậc tiên sư bị người này một đường tiêu diệt. Nghe nói người này thần thông độc ác cực kỳ, ra tay không chết tức thương. Chính là như thế, sau khi trọng thương, vẫn thi triển bí thuật, trước mặt đại tiên sư trốn thoát. Theo ta lấy thần thông của y, tiên sư ngoại tộc này có lẽ là tu tiên đồng bậc với đại tiên sư. Nếu là như thế mà nói, đối phó với y cho dù có trọng thương, tiêu diệt chúng ta hai kẻ kết đan kỳ nho nhỏ, nhỏ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì hai bình độc long hoàn, ta cũng không bồi thượng tính mạng. Hơn nữa ta nghĩ sơ dĩ mấy vị thượng bậc tiên sư sai chúng ta đi tìm người này, hơn phân nửa là đem chúng ta coi như đồ bỏ. Không phải trước khi chúng ta ra đi, bọn họ cho chúng ta một người thi triển một cái dẫn hồn thuật sao? Hừ, nói là sợ chúng ta ra nguy hiểm, không thể kịp thời tìm chúng ta. Ta xem hơn phân nửa là muốn khiến cho chúng ta đả thảo kinh xà bước đối phương hiện thân đi sau đó chúng ta dù có bỏ mạng cũng dẫn đường cho bọn họ truy tung người này nữ tử sắc mặt âm trầm nhất nhất nói ra a à, dĩ nhiên có chuyện như vậy bọn họ lại đem chúng ta trở thành vật hy sinh chúng ta phải làm như thế nào mới tốt trung niên nam tử nghe xong cung trang nữ tử giải thích một hồi hít vào một hơi không khỏi kinh sợ cực kỳ rất đơn giản không phải đã siêu tầm qua một lần sau từng đó cũng đủ rồi không cần tốn sức tìm thêm lần nữa như vậy vừa có thể báo cáo, cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ yên lặng chờ người khác xem có thể phát hiện ngoại tộc nhân hay không, nếu là người khác tìm được người này, tự nhiên rất tốt, nếu vẫn không có tin tức, cũng không sao cả. Tới ngày khai linh, tất cả tiên sư đều phải tới thánh điện bái tế một phen. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị triệu hồi, nữ tử tựa hồ sớm đã nghĩ tới việc này, không cần suy nghĩ nói. Vậy cứ theo lời tú tiên sư mà làm, độc long hoàn mặc dù tốt, Lê Mỗ vẫn càng quý trọng cái mạng nhỏ của à mình. Đa tả, do so dự một chút sau, trung niên nam tử lập tức hiểu ra điểm lợi hại trong đó, không chút do so dự nói ra. Tốt, đã như vậy rồi, chúng ta đi trước đến nơi dừng chân nghỉ ngơi của Thánh Điện một chút. Mấy ngày nay, nơi đó sẽ tụ tập không ít đò ẩn xe tiến cống của các bộ lạc. Nói không chừng còn có thể tìm được món gì đó. Sau đó cứ cách mỗi vài ngày, làm bộ dáng đi lục soát mọi nơi một phen là được. Cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng, như thế nói ra. Nam tử đối những lời này tự nhiên không hề ý kiến. Sau đó, hai người một lần nữa hóa thành hai đạo kinh hồng một đỏ nhất trắng, hướng phương Nam trực tiếp bay đi. chương 881, Ma Trùng Yêu Thi, giữa một gian mật thất kín mít, một cái bàn thờ bằng đá cao hơn trượng, bốn phía cắm các trận kỳ khác nhau, hợp thành một cái pháp trận tạm thời, lóe lên linh quang nhàn nhạt, nhạt. Trên bàn thờ đá có bầy một cái trận bàn giống như một cái bát tròn màu xanh ngọc, phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạt, nhạt mơ hồ như có một đứa trẻ con ngồi xếp bằng ở trong đó thổ vân nuốt vụ, dường như đang tu luyện công pháp gì đó. Bốn góc mật thất, đều có một lão già tóc bạc trắng xóa nắm một cây pháp kỳ màu xanh biếc, khoanh chân mà ngồi. Các pháp kỳ tất cả đều hướng về phía bát tròn ở giữa, từ trên mũi của pháp kỳ đang phun ra từng luồng lục vụ hướng tới cái bát tròn màu xanh ngọc chậm rãi thổi tới. Một màn quỷ dị này, giống như một bức tranh sống hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Không biết qua bao lâu, trên mặt bốn lão già đều hiện ra vẻ mệt mỏi, trong lục vụ sau khi trải qua đoạn thời gian này thân hình đứa trẻ con tựa hồ như rõ ràng hơn một phần. Hôm nay có thể đi ra nơi này rồi, thật là làm phiền ba vị đạo hiếu, mấy ngày nữa, quế sư đệ hẳn là có thể tự hồi phục rồi. Tại hạ cảm kích vô cùng ngồi ở góc mật thất phía tây bắc một hồng phát lão giả, đem pháp kỳ vừa thu lại đứng dậy, hai tay ôm quyền hướng ba lão giả còn lại thi lễ để tạ ơn nói. Ha ha, hồn hình cần gì mà đa lễ thế, chúng ta cùng quế tiên sư tương giao đã lâu, xuất ra một chút lực, cũng là việc nên làm ba lão giả cũng thu lại pháp kỳ trong đó một lão bạch diện lão giả cũng vội vàng đáp lễ lại nói mặc kệ nói như thế nào cái nhân tình này ta cùng với sư đệ hai người đều ghi nhớ trong lòng hồng phát lão giả đứng dậy nhìn thoáng qua còn đang ngồi xếp bằng tu luyện trẻ con phi thường chân thành nói ha ha đạo hữu cần gì phải khách khí như thế một lão giả khác cũng mỉm cười mở miệng nói đúng rồi chúng ta bốn người trong mật thất trợ giúp quế tiên sư hồi phục nguyên anh thân thể cũng không biết vị ngoại tộc kia có hay không biết tin tức, thật sự khó mà tin được, trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng, thật là không thể tin được. Phệ kim trùng đẻ trứng khó khăn, chúng ta cũng đều đã biết rõ. Do ta tới tương đối muộn, không có kịp tham gia vây công tên ngoại nhân đó. Người nọ thực lực cũng thật đáng sợ, có đến ba gã nguyên anh cấp bậc tiên sư cũng phải bỏ mạng hồng bào lão giả thần sắc trầm xuống ngưng trọng nói. Vừa nghe nói thế, Ba tên lão giả khác đều trao đổi với nhau một cái liếc mắt, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người này đáng sợ không phải có thể hình dung thấy được, người này chỉ có thể điều khiển vệ kim trùng, ngoài ra còn có thể thi triển một loại tử sắc hỏa diễm cùng phóng thích kim sắc lôi điện. Nhóm đầu tiên của Lan thượng phái ra vài tên tiên sư, sau một lần đối mặt thì đã có hai người chết đi. Hơn phần nửa chính là do hai loại công pháp này gây ra. Kim sắc lôi điện có thể vây khốn nguyên anh của tu tiên, mà tử sắc hỏa diễm lại dễ dàng tiêu diệt. Sau này các tiên sư khác cho dù gặp cũng đã cẩn thận hơn nhiều. Nhưng mà vẫn còn có hai gã tiên sư không cách nào ngăn cản mà bị diệt sát Bạch Diện lão giả thở dài nói. Hơn nữa không chỉ có như thế, tên này ngoại tộc nhân còn sử dụng pháp bảo cũng phi thường lợi hại. Là một bộ cổ quái kim thanh lưỡng sắc phi kiếm, chừng 6, 70 thanh sắc bén dị thường. Có vài vị đạo hữu bảo vật vừa mới va chạm với mấy phi kiếm đó liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Càng tà môn hơn là sau lưng hắn có một đôi cánh trắng pháp bảo, có thể ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm trực tiếp thi triển ra lôi độn thuật mà đi. Căn bản không cách nào vây bắt được đối phương, không sợ hồn huynh chê cười. Lúc ấy có 6-7 đạo hữu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng chúng ta đồng thời vây bắt đối phương, vẫn bị đối phương đánh cho đến lỗi mồ hôi chảy đầy lưng, tràn đầy nguy cơ. Chúng ta mấy người thậm chí đều có ý tạm thời thối lui. Sau đó, may mà hồ đại tiên sư kịp thời chạy tới, âm thầm thi triển đại ngũ hành cầm tiên thủ bất ngờ đánh ra một kích, mới làm đối phương thương nặng. Nhưng ngoại tộc nhân đúng lúc đó chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi vòng vây biến mất không thấy. Chúng ta mấy người dùng thần thức đều không thể tìm thấy một chút nào. Vẫn là Hồ Đại Tiên sư nói cho chúng ta mới biết người nọ đã ở ngoài mấy trăm dặm rồi, khi đó chúng ta mới biết được hành tung của đối phương, nhưng là cũng không có cách nào đuổi giết một vị lão giả hơi béo nửa giải thích nửa hồi tưởng lại nói. Trên mặt vẫn biểu lộ một vẻ kinh hãi, này ngoại tộc nhân nhưng lại như thế lợi hại chẳng lẽ vì ấy là đại tấn đại tông thành danh đỉnh giai tu sĩ trách không được quế sư đệ thân mang lục hồn phân nguyên thuật còn rơi vào kết cục như thế không bao lão giả nghe xong này lời nói sắc mặt có chút khó coi quế huynh không cần lo lắng đại ngũ hành cầm tiên thủ lợi hại ngươi cũng không phải không biết cho dù người nọ trốn khỏi nơi đây nhưng một kích này tối thiểu làm cho tu vi của hắn tổn thương hơn phân nửa giờ đây hẳn là không đủ gây cho chúng ta sợ hãi hơn nữa vừa lúc thánh nữ cùng với khách nhân đến từ đại tấn vừa tới phụ cận thiên lan thánh điện để chủ trì khai linh nghi lễ người nọ nếu thật sự là đại tấn tu sĩ như thế cổ quái thần thông khách nhân hẳn là biết chứ sau khi biết đối phương chi tiết việc đối phó người này sẽ tốt hơn cho dù người này thật sự người của đại tông môn tu sĩ đại tấn nếu sát hại chúng ta thiên lan nhiều thượng giai tiên sư như vậy vài vị đại tiên sư cũng sẽ không dễ dàng dừng tay huống chi Đối phương vì sao có thể đào tạo nhiều như vậy phệ kim trùng, cũng nhất định phải điều tra rõ sở, Bạch Diện lão giả oán hận nói, xem ra vị này cùng Hàn Lập giao thủ cũng ăn thua thiệt không nhỏ. Hy vọng là như thế, chẳng qua, cũng thật may mắn người này phệ kim trùng đều chưa phải là trưởng thành. Nếu không, đến lúc đó cái gì thần thông cũng không cần thi triển, chỉ cần đem hơn vạn con phệ kim trùng này thả ra, chỉ sở tứ đại tiên sư tề tụ, cũng muốn tránh xa ba thước không bao lão giả thì thào nói mấy lão giả khác nghe vậy hướng mắt nhìn nhau đều lộ ra một nét cười khổ trưởng thành thể phệ kim trùng sự lợi hại bọn họ đều là đột một nhân tiên sư tự nhiên biết rõ lợi hại tại mấy người này đang cảm khái lúc này đang ngồi khoanh chân tính tỏa trong lục vụ đích đứa trẻ bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu đầy thảm thiết lập tức hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại dáng thống khổ không chịu được thân hình cũng một chút tán loạn lúc sáng lúc tối không ngừng nổi lên không tốt mấy vị đạo hữu mau, mau ra tay nhanh hồng phát lão giả lập tức chấn động lớn tiếng kêu lên. Lúc này ba lão giả còn lại cũng biết tình thế nghiêm trọng, liền đem pháp kỳ lấy ra, thúc giục pháp quyết, sau đó bốn đạo lục vụ một lần nữa hướng về phía giữa mật thất. Nhất thời lục vụ nồng đậm đem đứa trẻ đang quay cuồng không ngừng bao phủ vào trong, không ngừng tu bổ lại thân thể Nguyên Anh đang tán loạn. Thời gian một chút đi qua, dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão giả, trong lục vụ tiếng kêu ngày càng giảm dần, tiếp tục qua một chốc lát, đứa trẻ rốt cuộc cũng tự mình khoanh ổn định thần hình, toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh. Không biết qua bao lâu sau, một thanh âm nứt quãng từ trong lục vụ từ truyền ra. Đa, đa tạ mấy vị đạo hiếu đại lực tương trợ, hiện tại, vô sự. Có thể thu công, sau khi được tiếng này, cả bốn lão giả đều thở phào một hơi. Nói thật, nếu thời gian mà dài hơn một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, nhưng nguyên khí bị hao tổn lại là khẳng định tránh không được. Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp, Quế huynh, mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đang ngưng tụ Nguyên Anh sao lại lần nữa tán loạn, đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm, Bạch Diện lão giả không nhịn được hỏi. "Mấy, mấy vị đạo hữu yên tâm, sau này sẽ không tái xuất hiện việc đó nữa. Mới vừa rồi là cùng ta Nguyên Thần tương liên, Phệ Kim trùng bị người diệt chết." Thần, thần thức có chút ảnh hưởng Nguyên Anh có chút nghiến răng nghiến lợi nói. "Cái gì? Phệ Kim trùng bị diệt chết?" hắn như thế nào mà làm được? Trưởng thành thể phệ kim trùng thân thể của nó ở thế giới này cơ hồ là một loại bất diệt chi thân tồn tại. Như thế nào lại có thể dễ dàng bị người tiêu diệt hồng phát lão giả bị dọa cho giật mình kinh hãi nói. Này không có gì kỳ quái, không có quế huynh tự mình chỉ huy linh trùng. Phệ kim trùng chính là có lợi hại, tu sĩ luôn luôn có nhiều biên pháp đối phó. Cho dù thân thể không thể phá vỡ, nhưng còn có một ít đỉnh bậc ma đạo bí thuật, nhưng là có thể trực tiếp công kích nguyên thần tinh hồn căn bản không cần hủy diệt vệ kim trùng đích thân thể sau một lúc suy nghĩ bạch diện lão như thế nói ra ô nói như vậy người này có thể là ma đạo tu sĩ nhưng sao lúc trước khi cùng chúng ta tranh đấu người ấy sử dụng đại bộ phận thần công cũng không cái gì liên quan tới ma đạo công pháp a à lão giả tóc bạc còn lại nhưng lại trần trừ nói ra nghe xong lời ấy trong mật thất nhất thời lạnh ngắt như tờ mấy tên lão giả bộ dạng dò xét nhìn nhau cùng lúc đó tại một địa phương xa lạ cách đó rất xa Hàn Lập đang ngồi giữa một chiếc xe ngựa thở ra một hơi, trong lòng chợt buông lỏng. Trải qua nửa tháng thời gian, ngày đêm không ngừng làm phép, rốt cuộc cũng đem nguyên thần của con trưởng thành thể phệ kim trùng lấy ra, rồi hút vào trong âm la phiên. Mà ở trong này, bên ngoài người trong thương lộ bộ lạc cũng không có quấy nhiễu hắn một lần, điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhiên rất là mừng rỡ. Hắn tự nhiên không biết, mới vừa rồi khi rút ra nguyên thần của phệ kim trùng trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem vi kia là nguyên nhân đầu sỏ gây cho hắn rơi vào tình trạng này, suýt nữa bị tiêu diệt. khoát tay hướng phía đoàn hắc sắc ma khí trước người hư không một chảo, nhất thời từ trong ma khí nghe vù một tiếng, một cây hắc sắc tiểu phiên bắn nhanh, bị hắn bắt vào trong tay. còn thừa hắc sắc ma khí sau một trận quay cuồng, hóa thành hắc lục đệ nhị nguyên anh, hai tay đang nắm một con phi trùng đang phát ra kim quang chói lọi. mà ở phía dưới nguyên anh, hộp ngọc trước đó trên nắp che bởi một đạo phù chú. Hiện tại đạo phù sớm đã không thấy đâu nữa, bên trong hoàn toàn trống không. Hàn Lập thưởng thức chiếc tiểu phiên vừa bắt vào trong tay, ánh mắt tại trên kim trùng đảo qua. Con kim trùng này dài tầm nửa thước, trong miệng một đôi răng nanh lộ ra ngoài khoảng một tấc, ngoại hình trông dữ tợn hung ác. Hoàn toàn giống về kim trùng của Hàn Lập nhưng bộ dáng lại lớn hơn gấp mấy lần. Đúng là phê kim trùng trưởng thành, chẳng qua con kim trùng này nguyên thần đã mất, không còn một chút sinh cơ. Hàn Lập sau một lúc suy nghĩ, âm la phiên trong tay mở ra, một đạo bằng nắm tay lớn nhỏ hắc lục quang đoàn từ trong la phiên bắn ra, sau một cái xoay quanh, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Hàn Lập. Trong lục quang, một con trùng ảnh giống như phệ kim trùng trưởng thành thể đang lơ lửng ở trong đó. Chỉ là trùng ảnh chẳng những hình thể nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen thui, một đôi trùng nhãn màu đỏ đầy hung ác. Đi, Hàn Lập nhẹ nhàng chỉ một cái, lúc này nguyên thần của con phệ kim trùng đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang bắn ra, sau đó lóe lên nhập vào thân xác con phi trùng cự đại kim trùng lập tức trong mắt toát ra quang mang màu đỏ, mở ra hai cánh đính phi động vung lên, vây quanh đệ nhị nguyên anh bay lượn không ngừng. Quả nhiên như đã lường trước không khác lắm, đem con trùng này coi như yêu thi mà luyện chế cũng không sai. Mặc dù uy lực so với khi còn sống phải giảm xuống không ít, nhưng thế này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ có điều muốn điều khiển như ý xem ra luyện hóa ma khí lên trùng thi một phen mới có thể được hàn lập thì thảo khẽ nói, trên mặt lộ ra vẻ vài phần mừng rỡ chương 882, viên thứ. Ở dưới tình huống này, lại có thêm vài con linh trùng lợi hại như vậy để sử dụng, cũng có thêm một phần đảm bảo. Tâm thần vừa động, tiểu phiên trong tay đã phình lớn hơn một chút. Kim sắc về kim trùng, sau khi xoay quanh một cái, lao đầu về phía phía mặt phiên, sau đó chợt lóe lên chui vào trong hắc khí, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiếp đó, Hàn Lập cũng không nói hai lời, tiểu phiên đang cầm trong tay lập tức tung ra, rốt cuộc được hắc lục đệ nhị nguyên anh cười hì hì rồi há mồm ra, trực tiếp đem âm la phiên hút vào trong cơ thể, sau đó nó lại hóa thành một đạo hắc khí, nhoáng lên một cái đã lặn vào trong thiên linh cái của Hàn Lập không thấy tăm hơi. Hàn Lập lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt chuẩn bị nhắm lại nhập định, bắt đầu tham ngộ khẩu quyết phá giải phong ấn. Nhằm sau này dễ dàng ứng phó với những bất chắc có thể xảy ra. Nhưng đột nhiên thần sắc hắn chợt thay đổi, ngẩng đầu hướng về phía trước liếc mắt nhìn quanh một cái. Tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thần thức cường đại của Hàn Lập cũng không bị tổn hao một chút nào. Mới rồi hắn cảm ứng không sai, vừa rồi cái tên đột một nhân tiên sư từ phía đoàn xe của bọn họ, một lần nữa lại phi độn qua. Không biết là có ý định gì đây, vị đột một nhân tu tiên giả này rõ ràng đang tìm kiếm mình, trong vòng hơn 10 ngày nay, thì cứ tầm cách 2-3 ngày, nhất định lại ở trên không trung đoàn xe đảo qua một lần. Nhưng mỗi lần bộ dáng như vội vã làm cho có, căn bản không một lần hướng xuống đoàn xe hỏi thăm gì cả làm cho Hàn Lập ban đầu đã chuẩn bị vài loại thủ đoạn ẩn giấu thân phận, lại không có đất dụng võ. Trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đối phương đã làm như vậy, tự nhiên Hàn Lập rất mừng rỡ. Ngay lập tức hai mắt nhắm lại tiếp tục nhập định, lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng hét to của anh lỗ. Tất cả ổn định lại tinh thần đi, chỉ cần hai ngày đường nữa là tới nơi chạm dừng chân do Thánh Điện chỉ định rồi, chúng ta có thể an tâm ở đó nghỉ ngơi hồi phục hai ngày. Chạm dừng chân của Thánh Điện Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng khẽ động, nhưng sau một chút hơi trầm tư, cũng không để ý tới, lại tính tâm tham mộ khẩu quyết. Nhưng chỉ được gần nửa ngày, Hàn Lập lại cảm ứng được phụ cận gần đó có đoàn xe của một bộ lạc khác, đoàn xe này tựa hồ cũng không lớn lắm, nhưng so với Thương Lộ bộ lạc thì nhân thủ nhiều hơn mười mấy người. Theo phương hướng hai đoàn xe này đi tới, sau một lúc hai đội ngũ sẽ phải gặp nhau. Nhưng bởi vì, những người này thoạt nhìn có bộ dạng vô hại nên Hàn Lập cũng không quá để ý tới. Một lúc sau, đội ngũ hai đoàn tiến cống đồng thời đều phát hiện sự tồn tại của đối phương. Kết quả song phương tự nhiên một hồi xôn xao, nhưng một lát sau, song phương đều phái người ra giao tiếp. Sau một hồi nói chuyện, kết quả mới biết thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cũ của anh Lộ. Đoàn xe là của tiểu bộ lạc Tố Hồng Lang. Lần này anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương tất nhiên đều vui mừng khôn xiết, không một chút do so dự, hai đoàn xe liền nhập làm một cùng nhau lên đường. Anh Huynh, tiên sư trong bộ lạc của các ngươi đâu? chẳng lẽ lại không ở trên xe ngựa, thủ lĩnh đối phương là một đại hán có dâu quai nón, đánh giá mấy chiếc xe ngựa rồi thoạt nhìn anh lộ có chút tò mò hỏi. Quý bộ tiên sư cũng không ở trên xe sao, không biết hồng lang bộ lạc lần này mang theo mấy vị tiên sư đến anh lộ hàm hồ nói. Làm gì có mấy người, tự nhiên chỉ có một vị mà thôi, cái vẫn là tại hạ đánh liều bỏ ngoài ra mặt, chịu bỏ ra món tiền lớn mới giữ được một vị tiên sư tự do tạm thời ở lại trong bộ lạc. Chẳng lẽ quý bộ có được hai vị tiên sư? đại hán mắt thâm thúy liếc mắt nhìn lão giả hắc hắc cười nói hai người năm đó coi như có chút giao tình nên nói chuyện cũng không cần cố kỵ nhiều lắm hai người ư tự nhiên cũng chỉ một vị mà thôi cũng như vậy thật vất vả lắm mới làm cho tiên sư đáp ứng hộ tống chúng ta ra đi anh lộ thở dài nói sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái hai người đều không khỏi cười khổ một tiếng hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau tốt lắm mặc kệ nói như thế nào có tiên sư ở trong đội ngũ luôn luôn an toàn hơn nhiều mà hiện tại khoảng cách với trạm dừng chân cũng chỉ có hơn một ngày đường nữa mà thôi chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì chẳng qua chỉ có nửa đoạn đường còn lại chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ lạc cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút vậy đi sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong chi bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc đồng loạt cùng lên đường thấy như thế nào nếu như vậy có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều con người lão giả hơi xoay chuyển mở miệng đề nghị cái này để ta cân nhắc kỹ đã rồi nói lại, trước kia cũng từng có việc rất nhiều tiểu bộ lạc cùng liên hợp đi đường. Kết quả ngược lại, bởi một trong số đó có một bộ lạc mang theo cống phẩm cực kỳ kỳ chân quý, làm cho các bộ lạc khác phải chịu liên lụy đại hán có một chút trần trừ, do dự nói ra. Bạt huynh quá lo lắng rồi, loại chuyện này, căn bản trăm lần không có được một. Chúng ta loại tiểu bộ lạc này, có thể có cống phẩm chân quý gì chứ, so với bị người trên đường trực tiếp bị cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần, anh lộ không cho là đúng lắc đầu nói. Được rồi, việc này để đến lúc đó hãy thương nghị lại đại hán họ bạt cũng không có mở miệng từ chối việc này, tựa hồ đã có chút động tâm. Lúc này, ở trong hai đội ngũ các thành viên phổ thông của cả hai bộ lạc đều đang tụ tập thành một nhóm nói chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt giữa hai đội ngũ có mấy nàng thanh xuân nữ lang xinh đẹp, tức thì bị thanh niên nam tử hai bên vây quanh, thỉnh thoảng từ trong đó chuyển ra những tiếng cười trong trẻo. Những nữ tử này đều là những người được tuyển chọn tới tham gia chiều cống, tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài của mỗi bộ lạc dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng khó tránh được song phương nam tử của hai bộ lạc trở lên hưng phấn anh lộ nghe được những tiếng cười đó ở phía sau không khỏi lắc đầu đang muốn quay đầu lại nhắc nhở một chút các thành viên bộ lạc sợ họ đắc tội với vị tiên sư ngồi trong xe ngựa nhưng đúng lúc này đột nhiên từ trên không trung truyền đến một tiếng chim kêu quái dị thanh âm này giống như ưng cũng không phải là ưng giống như thú tựa như không phải thú nhưng cực kỳ rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người tại đây. Lão giả vừa nghe được tiếng kêu này, tức thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn đại hán bên cạnh. Chỉ thấy đại hán đồng dạng khuôn mặt cũng rất khó coi, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mọi người, lập tức xuống ngựa tránh né, đây là yêu cầm viên thứ. Mau mời hàn tiên sư ra lão giả hoảng sợ cấp bách quát, cơ hồ đồng thời, đại hán cũng đồng dạng hướng các thành viên bộ lạc của mình lớn tiếng hô như vậy. Nhanh trốn vào sau xe, mời phong tiên sư đối phó yêu cầm. Vừa nghe cái tên viên thứ này, toàn bộ đoàn xe một trận đại loạn, người người hoảng sợ, thất sắc, xoay người xuống ngựa, có mấy tên nhát gan thậm chí vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào xuống. Tất cả mọi người hoặc bò ở dưới chân ngựa, hoặc tránh ở sau xe, sắc mặt trắng bệch hướng không chung nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba cái điểm đen, đang lớn dần lên cực nhanh. Cơ hồ trong phút chốc, ba con yêu cầm màu nâu xuất hiện ở tại trong tầm mắt mọi người. Đầu vượn thân chim, đôi cánh dài hơn hai trượng trên đó còn sinh ra một đôi cánh tay vượn đầy lung lá, cái mồm đầy máu há to, trong đó phát ra một tiếng kêu ghê rợn làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng, tất cả những người nhìn thấy trong lòng đều trầm xuống. Viên thứ dù chỉ là nhị cấp yêu cầm trên đại thảo nguyên, nhưng so với đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều, chẳng những thực lực vô cùng cường đại, một đôi lợi chảo có thể làm cho vỡ đá tan vàng, hơn nữa trong miệng có thể phát ra âm thanh có hiệu quả làm mê hoặc linh hồn kỳ lạ, không chỉ có phạm nhân bình thường mà ngay cả tiên sư đạt tới chúc cơ kỳ cũng còn khó có thể ứng phó. Chỉ là loại yêu cầm này lại rất ít khi xuất hiện tại Đại Thảo Nguyên, nhưng hôm nay cùng một lúc lại xuất hiện ba con, sao không làm cho người trong đoàn xe kinh hãi hoảng sợ. Hoảng cái gì mà hoảng, chẳng qua chỉ là mấy con nhị cấp yêu thú mà thôi. Trong một chiếc xe ngựa của Hồng Lang Bộ Lạc, một tiếng hừ lạnh truyền tới, tiếp theo trên xe hồng quang chấp động, một bóng người bỗng nhiên từ trong xe bắn ra, chân đạp một kiện khăn gấm phiên phù là là mặt đất, lạnh lùng quát to. Vừa thấy người này, anh lộ không khỏi sửng sốt một chút, lấy làm kinh hãi. Không ngờ người này cũng là một tiên sư đầu mang nón lá màu xanh, nghe thanh âm thì niên kỷ cũng không lớn lắm. Phong tiên sư, người cẩn thận một chút, có những ba con viên thứ đó. Đại hán họ bạt lớn tiếng nhắc nhở nói, thanh âm có chút run run, Vị đại hán này trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ đã biết vị phong tiên sư này mới chỉ là chút cơ kỳ tiên sư, mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không có được bao lâu, theo lý thuyết đối phó với một con viên thứ cũng chỉ có chút miễn cưỡng mà thôi, cho nên cảm giác rất là lo lắng. Mà lúc này anh lộ lão giả đang bò trên mặt đất, cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về phía một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình nhìn lại, cũng nhìn thấy một gã đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh tiên sư, đứng ở phía trên càng xe đang nhìn lên phía trên bầu trời lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng chỉ cần vị hàn tiên sư này tu vi không phải quá thấp hai người liên thủ cũng không phải là không có khả năng đem ba con viên thứ này đuổi đi lúc này ba con viên thứ tự nhiên liếc mắt một cái đã thấy một tên lam bảo nhân đội nón màu xanh ngựa khí bay lên ba con viên thứ này trước kia cũng không phải chưa từng thấy đột ngột nhân tiên sư tự nhiên biết đối phương không phải dễ chọc nhưng nhất thời lại không nỡ bỏ qua đám con mồi đông đảo phía dưới trong thoáng chốc do dự ba con yêu cầm cách mặt đất hơn trăm trượng từ trên bầu trời, nhất thời lượn quanh một vòng. Hừ, muốn chết, tên mặc lam bảo kia thấy viên thú cũng không có kinh sợ mà thối lui, ngược lại có chút mất kiên nhẫn. Không nói hai lời dương tay lên, tức thời từ trong tay hắn bắn ra mấy đạo phù, trong nháy mắt biến thành mấy con hỏa xà dài hơn trượng hướng thẳng về mấy con yêu cầm vào tới. Đây là, hỏa xà thuật đang đứng trên càng xe, hàn lập không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Thuật này mặc dù chỉ là loại pháp thuật cấp thấp, nhưng để luyện chế thành phù mà nói, cũng không phải một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tiện tay xa xỉ sử dụng. Người này nhất định cũng không phải tu tiên giả bình thường, Hàn Lập hai mắt hít lại, trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú. Nhưng mà, tiếp theo Hàn Lập nhíu mày thầm thở dài một hơi. Bởi vì, ba con hỏa xà kia mặc dù thế tiến cực kỳ hung mãnh, nhưng khoảng cách xa như thế, lại bị ba con viên thú chợt lóe lên một cái dễ dàng tránh được vị lam bảo nhân này đối với hỏa xà thuật hiểu biết thật còn rất nông cạn dĩ nhiên là cũng không biết cách chỉ huy hỏa xà truy tung địch nhân uổng phí một tấm phù thậm chí ngược lại còn kích khởi tính hung ác của ba con yêu cầm một con hình thể to lớn nhất trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại nhắm thẳng đầu lam bảo nhân mà đánh tới mà lam bảo nhân vừa thấy hỏa xà phù không thành công tựa hồ sửng sốt liền đó lại thấy yêu cầm hướng chính mình từ phía trên bay nhào xuống nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuống, tự nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dồn dập niệm các loại chú ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc giục kiếm này công kích địch nhân. Hàn Lập nhìn thấy màn này, lại càng lắc đầu không thôi. Hiện tại yêu cầm đang tấn công tới nơi, vậy mà không phóng thích phòng hộ cháo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí nghênh đón thế công của đối phương, đây không phải là muốn tìm chết sao. Xem ra vị này thật sự ít cùng người khác tranh đấu va chạm chẳng qua cây tiểu kiếm kia lại đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Quả thật người này cũng có chút lai lịch, làm bảo nhân trong miệng pháp quyết niệm đọc trông vô cùng thành thục, trước khi yêu cầm đến gần, cuối cùng cũng thúc giục xong pháp khí, đột nhiên đem tiểu kiếm tế xuất ra ngoài. Chỉ thấy quang mang chấp động, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang dài vài thước, trực tiếp hướng viên thứ trên bầu trời chém tới, tốc độ vô cùng mau chóng. Mấy con yêu cầm cũng biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, muốn tránh thoát khỏi bạch quang, nhưng vẫn còn một con không kịp, không thể làm gì khác hơn, con yêu cầm này dùng một cái hắc chảo thình lình hướng bạch quang chụp tới. Sau khi bạch quang tiếp xúc, một tiếng kêu bi thảm từ không trung truyền tới, một cái lợi chảo đen thủi, bị kiếm quang dễ dàng chém rụng xuống, nhất thời máu tươi từ không trung rơi xuống tung tóe. Nhưng mặt khác hai con yêu cầm, lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu Lam Bảo Nhân, bốn cái lợi chảo hướng thiên linh cái của người này chụp xuống. chương 883, Lãnh Mạc, Bảo Nhân kinh hoàng biến sắc, vội vàng thôi động pháp bảo khăn gầm dưới chân bắn ra sau đỡ lấy công kích của viên thú. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai viên thú này, thân là yêu thú cấp hai tự nhiên có chút thần thông. Hai yêu cầm còn chưa hạ xuống, tiếng vượn rú thê lương đã vang xa. Làm bảo nhân vừa nghe thanh âm này, đầu óc như bị búa tạ đập vào, thân hình lung lay không thể trụ vững, lập tức một cỗ tinh xú chi phong ập đến đỉnh đầu, hắn hét hoảng một tiếng, trên mặt không còn chút máu. Cơ hồ cùng lúc đó, hai khối hỏa cầu không biết từ đâu bắn đến, vô thanh vô tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn chúng hai yêu cầm. Thanh âm bạo liệt vang lên, hồng quang lại chấp động, hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây viên thú vào trong, trong nháy mắt nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài lần. Tiếng vượn rú vang lên, làm bảo nhân vừa mừng vừa sợ, cảm giác tìm được sự sống trong cái chết thật khó tả. Hắn cũng không ngừng lại, thôi động pháp khí vù một tiếng, thân hình đã bắn xa ra ngoài hơn 10 trượng. Sau đó lại vội vàng lấy phủ lục dán quanh người Một tầng quang cháo màu vàng hiện quanh người Lúc này, làm bảo nhân mới có chút an tâm lúc này hắn mới biết luyện tập bình thường cùng với khi thật sự chiến đấu khác nhau rất xa suýt chút nữa đã khiến một thân chúc cơ kỳ mất mạng nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía dưới liếc mắt đã nhìn thấy hàn lập cũng đang mang áo choàng mới biết ai là người vừa cứu mình hàn lập lấy tu vi chúc cơ kỳ phóng thích ra hai hỏa cầu hiển nhiên không có khả năng diệt sát hai con viên thứ ngược lại lửa nóng còn khiến hung tính chúng trỗi dậy hai con yêu cầm cầu lửa đánh vào cũng bị cháy xém Lúc này chúng cũng không còn để ý đến Lam Bảo Nhân mà tập trung đánh về phía Hàn Lập. Mà một con viên thứ bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía Lam Bảo Nhân. Hàn Lập nhìn hai cự điểu đang bay đến, lơ đắng cau mày lại, tay vỗ nhẹ lên túi chữ vật, nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra. Bạch mang đón gió bay đến, hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. Kích thước hai con ngô công này không thể so với viên thứ, nhưng sau khi được thả ra chúng lại có vẻ hưng phấn dị thường, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, không sợ hãi vươn hai cánh bay đến viên thú. Còn hai con yêu cầm sau khi thấy ngô công được triệu hồi ra, đôi mắt không hiểu sao lại toát lên vẻ sợ hãi, hai cánh đột nhiên điên cuồng vỗ mạnh cố gắng ngừng thế công lại, bộ dạng cực kỳ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Khí thức của thượng cổ kỳ trùng đã phát ra, tất nhiên không yêu thú cấp thấp nào dám lại gần. Nhưng hai con ngô công lại không hề có ý tứ dừng lại, kêu lên một tiếng, sau đó há miệng ra, nhất thời hai cỗ bạch mông hàn khí tràn ra biến không gian phía trước thành một mảnh mờ mịt, viên thú chỉ kịp thét lên một tiếng cũng bị phủ lấy. Vù một tiếng, hai con ngô công không chút do dự bay thẳng vào trong đám hàn khí. Hàn lập thấy thế cũng không để ý nữa, chuyển sang nhìn về phía Lam Bảo Nhân. Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi đang khô sử một pháp khí hình tiểu kiếm, bị viên thú đánh cho thất điên bát đảo. Yêu thú này mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thân hình hóa thành một đạo tông sắc hôi ảnh, thân thủ linh hoạt dị thường vây lấy Lam Bảo Nhân, lợi trào thì hung hăng đánh vào vòng bảo hộ, Tiếng rú lại không ngừng phát ra khiến người ta tâm phiền ý loạn, không thể tập trung toàn lực ứng phó với nó. Khẩu phi kiếm kia mặc dù lợi hại nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra mới đả thương được địch nhân, lúc này nó chỉ có thể đuổi theo sau yêu thú mà thôi. Về phần vận dụng các phù lục khác hẳn là đã nằm ngoài khả năng của Lam Bảo Nhân, chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã miễn cưỡng cực kỳ, đừng nói đến phân tâm làm việc khác. Nếu cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiển nhiên. Hàn Quan trong mắt Hàn lập lóe lên, đang cân nhắc có nên ra tay hay không yêu thú chợt cảm ứng được điều gì, thét lên một tiếng chói tay, bỏ qua lam bảo nhân vung cánh bay lên không chung, nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trường. Một màn này khiến Hàn Lập có chút bất ngờ, hắn hử lạnh một tiếng, không do dự dương tay lên, một đao hồng tuyến bắn ra. Thân hình yêu cầm run lên, từ không chung rơi thẳng xuống đất bất động. Mặc dù tiến vào thiên lan thảo nguyên chưa lâu nhưng Hàn Lập đã nghe qua danh tiếng của loài yêu cầm này, đặc điểm của chúng là thù dai cực kỳ hắn cũng không muốn sau này gặp phải phiền toái gì, tốt nhất là không để nó sống sót rời đi. Nhưng Hàn Lập vừa ra tay lại khiến Lam Bảo Nhân càng kinh hoàng, bật thốt phi châm, người lại có pháp khí phi châm. Thanh âm hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, thì sao, chẳng lẽ việc ta dùng phi châm làm pháp khí có gì kỳ quái? Hàn Lập liếc mắt nhìn đối phương một cái thản nhiên trả lời, sau đó vẫy tay về phía thi thể yêu cầm, một đạo hồng tuyến từ đó vụt ra rơi xuống lòng bàn tay. Quả nhiên là một cây hồng sắc ngân châm dài một thốn tất nhiên không có gì, chỉ là, hắn vừa muốn giải thích gì, hai tiếng phốc, phốc lại vang lên. Hai khối cự băng từ không trung rơi xuống tạo thành một hố sâu, mà trong khối băng không ngờ lại là hai viên thứ, còn yêu cầm thì hai mắt khép lại, hơi thở tiêu thất, rõ ràng là đã chết. Làm bảo nhân há hốc mồn, trên khối băng quang mang lóe lên, hai đạo bạch quang từ đó bay xuống, sau khi xoay quanh một vòng thì hạ xuống hai bên đầu vai hàn lập, hiện nguyên hình là hai con mô công. Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng. Làm bảo nhân sau khi nuốt nước miếng, kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là hai con hàn tuyết ngô công do ta nuôi dưỡng. Hàn lập nhẹ nhàng vuốt ve lưng rết, bình tĩnh trả lời. Cái tên hàn tuyết ngô công này cũng không phải do hàn lập nói lung tung, quả thật là có một loại kỳ trùng như thế, chúng sau khi thành niên hình dạng cực kỳ giống lục dược xương công, nếu không phải là người tinh thông thuật khu trùng chắc chắn không thể phân biệt thật giả. Linh trùng này cùng với phi châm của đạo hiếu, nếu có thể, phong mẫu nguyện ý trả giá cao để có nó. Hàn Lập tuyệt đối không nghĩ được sau khi Lam Bảo Nhân nhìn thấy hai con ngô công lại vội vàng nói câu này. Hàn Lập ngẩn người một chút rồi cười nhẹ, đạo hữu nói dẫn rồi, linh trùng một khi đã nhận chủ thì không nói, còn pháp khí phi châm kia nếu tại hạ đồng ý bán cũng sợ đạo hữu không thể mua được. Linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần đạo hữu ra giá. Lam Bảo Nhân tựa hồ là một đại gia, không chút nghĩ ngợi đáp lời. Hắn trông thấy Hàn Lập khu sử phi châm trong nháy mắt có thể đánh gục yêu cầm thì trong lòng đã nổi sóng. Hàn Lập nghe lời ấy, hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn đối phương, nửa ngày sau sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo nói, rất tiếc, phi châm này tại hạ sử dụng vô cùng thuận tay, hiện còn chưa có ý muốn bán đi. Nếu đạo hữu không muốn thì thôi vậy, nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như thế cũng sẽ không dễ dàng bán đi. Lúc nãy còn chưa nói hết, tại hạ tên phong nhạc, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng, xin được hỏi tôn tính đại danh. Làm bảo nhân nghe xong, trong lòng thất vọng vô cùng nhưng con ngươi lại đảo qua, sau đó khách khí hỏi, tại hạ họ Hàn, hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đã? Hàn lập lạnh nhạt nói, thu thập, làm bảo nhân nghe vậy thoáng ngẩn người, ánh mắt sau khi đảo qua mới phát hiện không biết từ lúc nào những người trốn tránh lúc nãy đã tụ tập lại ở hơn 10 trượng bên ngoài, khuôn mặt lộ vẻ kính sợ. Chỉ có anh lộ cùng đại hán kia tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhưng vẫn đứng yên nghe hai vị tiên sư bàn chuyện, còn lão giả lại vui đến cười tâu tuét. Vừa rồi hắn trông thấy rõ ràng, bọn họ vốn không thể đối phó với đám yêu cầm đáng sợ kia, may mắn là có vị hàn tiên sư do hắn nửa đường mướn tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần thông to lớn, thực lực ngoài tưởng tượng của người khác, thật đáng vui mừng. Xem ra cho dù một mình cùng đội có hắn lên đường cũng không có vấn đề gì. Các yêu thú này các người xử lý một chút, ngoài trừ móng vuốt, đuôi và đôi cánh, còn lại đối với ta vô dụng, các người có thể giữ lấy. Hàn lập phân phó đại hắn cùng lão giả, dựa theo quy củ trên thảo nguyên, người nào diệt được yêu thú, đồ vật còn lại hiển nhiên thuộc về người đó. Mặc dù đám tài liệu này thực tế Hàn Lập không xem trọng, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, không có khả năng không cần tài liệu. Tuân lệnh tiên sư, lão giả vui vẻ đáp ứng. Gia thịt viên thứ mặc dù không đáng gì đối với người tu tiên nhưng đưa cho con người có thể giúp họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cũng cung kính đáp ứng. Sau đó bọn họ nhanh chóng phân công, chốc lát vài tên thanh niên thân thể cường tráng đã có mặt, hướng ba khối thi thể yêu cầm đi đến, chuẩn bị theo phân phó của Hàn Lập xử lý ba khối thi thể. Đầu yêu cầm bị Hàn Lập dùng phi châm tiêu diệt thì hoàn hảo dễ xử lý, chỉ còn hai con viên thứ. Phải dùng đại trùy mới có thể phá vỡ tảng băng. Phong tiên sư nếu không còn gì xin mời lui đi, Hàn Mộ có chút mệt mỏi xin phép về xe trước. Hàn Lập quay đầu lại lạnh lùng nói với Lam Bảo Nhân, cũng không đợi đối phương kịp trả lời đã đi về cỗ xe của mình. Lam Bảo Nhân thấy bộ dạng xa cách của Hàn Lập trong lòng phát lạnh. Đầu tiên khi thấy đối phương sở hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như thế hắn còn muốn kết giao một phen, không nghĩ đến đối phương không cho hắn cơ hội mở miệng, lại lãnh đạm rời đi. Việc này khiến hắn vô cùng xấu hổ, nhưng đối phương vừa thể hiện thực lực không tầm thường, hắn cũng không còn cách nào. Một hồi sau, làm bảo nhân thở dài, có chút hậm hực trở lại xe của mình. Hắn không biết rằng Hàn Lập đang ngồi trong xe ánh mắt thiểm động, bộ dạng trầm ngâm đang quan sát mình. Chủ nhân, người này có chút lai lịch, tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn như thế? Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm ngân nguyệt, Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tuy Ngân Nguyệt vẫn còn tổn hao nhiều nguyên khí nhưng đã có thể cùng hắn nói chuyện. chương 884, Chú Địa, hắn không phải người đột ngột. Sao, làm sao chủ nhân biết được? Hàn Lập vừa mở miệng đã nói ra một tin tức kinh người khiến Ngân Nguyệt càng hoảng sợ. Người xem đây là vật gì? Hàn Lập đột nhiên quạt nhẹ vào không khí một cái. Nhất thời một đoàn thanh quan hiện lên, một ngọc bôi xuất hiện, khiến người khác chú ý chính là trên nó dường như được khắc những văn tự cổ xưa, đây là cổ văn đại tấn ngân nguyệt lại kinh ngạc một lần nữa nếu vừa nãy ta không ra tay phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện việc này đây là một đỉnh cấp pháp khí mà phong nhạc mang theo mỗi khi yêu cầm đến gần nó lại tự tản mát ra linh ba hẳn là có khả năng tự động hộ chủ mặc dù hắn giấu nó ở bên hông nhưng chỉ là một lớp vải sao có thể giấu được linh mục của ta hiển nhiên bị ta phát giác hoàn toàn văn tự đại tấn chắc người cũng biết được một ít với vài chữ này ta cũng có thể đoán được hắn thuộc một gia tộc nào đó tại đại tấn không sai, chữ trung phùng, loại xương hô này tại điển tịch cổ xưa đã từng nhắc qua, đích thực là nói về các thế gia đại tấn. Xem ra phong đạo hiếu cũng đã ứng với phùng đạo hiếu rồi, vậy còn chữ ở giữa là ai? Tại tam chữ xuyên quật, hay là trong 108 châu Tây chữ châu, hay là nằm trong một thành thị chữ nào đó? Ngân Nguyệt Trầm ngâm trả lời, bởi vì muốn đến đại tấn, Hàn Lập lúc trước đã siêu tầm rất nhiều tập tục về đại tấn, các điển tịch cổ xưa, Ngân Nguyệt đồng giảng cũng biết thêm được không ít, Lúc này thuận miệng nói ra nên hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên. Mặc kệ hắn có phải là đệ tử thế gia đại tống hay không, một người một mình tại Thiên Lan thảo nguyên rất dễ gặp phiền toái, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với đối phương. Việc chúng ta nên làm lúc này là mau chóng tìm được phương pháp giải trừ sát khí rồi rời khỏi thảo nguyên." Hàn Lập vừa nhắm mắt vừa nói, "Điều này cũng đúng, người này chỉ là tu vi trúc cơ kỳ mà lại có pháp khí có thể tự động hộ chủ, tuyệt đối là nhân vật trọng yếu." nhưng bây giờ phải ẩn trốn tại một bộ lạc nhỏ vào trong đội ngũ kiến cống chắc chắn là mang phiền phúc trong người ngân nguyệt khẽ cười cúi đầu đồng ý sau đó mọi người không lên tiếng trong xe lại hồi phục yên lặng lúc này ở bên ngoài mấy tên thanh niên cuối cùng cũng đã dùng đại trùy gõ nát được hai khối cự băng mang ba khứ cốt của viên thứ phân giải ra sau đó mang các lợi chảo cùng mười mấy cái cánh chân quý đưa cho hàn lập các thứ còn lại bộ lạc không chút khách khí chia nhau bởi vì có hàn lập tỏa trấn mặc dù phải chia cho hắn phần lớn nhưng bọn họ xem như là có thu hoạch lớn, hơn nữa lúc bị yêu cầm tập kích cũng không tổn thất người nào, bọn họ hiển nhiên vô cùng cao hứng. Cách đó vài trường, tại một nơi kín đáo trên mã xa, làm bảo nhân kia tựa hồ cảm giác bất tiện khi mang theo áo choàng, cuối cùng cũng đã gỡ áo trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Trừ việc hắn có đôi môi trắng bệch, nếu không cũng được tính là anh Tuấn. Giờ phút này, khuôn mặt hắn âm hàn, im lặng không nói gì đột nhiên nắm tay hướng đến cổ lục lọi, sau đó lấy ra một vật trang sức màu vàng, vòng dưới vật này lại là một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này dài hơn tấc, phía trên lại được khắc hoa văn cổ, tại phía trên cổ chìa khóa lại có khắc một chữ vàng, phong. Nhìn chiếc chìa khóa, ánh mắt phong nhạc lại lộ ra vẻ kỳ quái, sắc mặt âm trầm bất định. Lúc thì hưng phấn, lúc lại thống khổ, cuối cùng lại thành lo lắng. Thở ra một hơi dài, cẩn thận xoay chìa khóa lại, một lần nữa lại trở thành vòng cổ trang sức trước ngực xác nhận người ngoài không thể chứng kiến cảnh này hắn cũng nhắm mắt ngồi xuống hồi phục linh lực vừa tiêu hao sau khi lấy xong bộ hài cốt viên thứ cuối cùng cả đội xe lại bắt đầu lên đường chỉ là lúc này trong đoàn người không ai dám lớn tiếng hồi chiến đấu vừa rồi tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng khiến bọn họ kinh sợ không thôi lại thêm vài tên có linh căn nhiệt huyết dâng trào nghĩ đến một ngày mình trở thành một gã tiên sư thần thông vô địch một ngày bình yên trôi qua đến trưa ngày thứ hai trong khi đang tìm hiểu khẩu quyết hàn lập đã cảm ứng được chú địa mà thánh điện chỉ định bởi vì lo lắng có các tiên sư cao cấp đóng quân xung quanh hàn lập không dám dùng thần thức dò xét quá gần nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy linh khí bên trong ba động hỗn tập chứng tỏ bên trong có không ít tu tiên giả cấp thấp ánh mắt hàn lập chớp động vài cái vẻ mặt không thay đổi tiếp tục đi hơn hai mươi dặm nữa đoàn người đã bắt đầu vang lên tiếng hoan hô thân xác hàn lập vừa động tay áo phất một cái màn xe tự động vén lên nhướng mày nhìn về phương xa. Chỉ thấy phía xa, một điểm đen ngày càng to dần. Ánh mắt hàn lập chấp lên, đem điểm đen kia nhìn thật kỹ. Một bức tường cao khoảng 3-4 trượng, được xây từ đá và gỗ, mà ở phía sau bức tường có không ít các lều cải của người đột ngột, gồm các lều vải khá đơn sơ và các căn nhà gỗ bình thường, thỉnh thoảng lại có vài người đột ngột ra vào, tình cảnh trong khá hỗn loạn. Bất quá do có quá nhiều lều và nhà nên nhìn cũng có chút mơ hồ. Nổi bật là một tòa thạch điện được dựng trên một vùng đá lớn, lại vừa có hai gã tu tiên phục sức kỳ quái vừa tiến vào. Đó chắc chắn là chú địa, Hàn Lập tự đánh giá, xoay chuyển ánh mắt nhìn vào các thạch trụ lớn xung quanh. Thạch trụ phát ra quang thải chói mắt, to chừng vòng tay một người, cao khoảng 2 đến 30 trượng, hiển nhiên đó là một pháp trận khổng lồ được thánh điện bố trí nhằm bảo vệ tòa thành. Mà trên bầu trời cũng không có bóng dáng của tu tiên giả nào, hiển nhiên tại đây cũng có cấm chế cấm không. Đánh giá hết thảy, Hàn Lập cũng không còn hứng thú quan sát vẫy nhẹ tay, màn xe lại phủ xuống. Một lát sau, bọn họ đã dừng chân gần lối vào, ở đây cũng không có thủ vệ gì, người khác có thể tùy ý ra vào. Anh lộ cùng đại hán thương lượng một chút, cũng không biết lo lắng cái gì, sau đó hai người lại tách bộ lạc ra đi theo hai hướng khác nhau. Hàn lập mặc dù bên trong xe nhưng thần thức vẫn cảm ứng được hết thảy. Nơi này quả thật như hắn đã trông thấy lúc trước, chỉ có thể dùng chữ loạn để khái quát. Ngoài trừ mấy cái thạch ốc đã được dựng từ trước, còn lại khắp nơi đều là lều trống đơn sơ, hiển nhiên đây là nơi ở tạm thời cho các bộ lạc do thánh điện cung cấp. Bất quá nơi dừng chân của bộ lạc cũng cách thánh điện xa nhất. Chuyện này cũng không trách được, đây chỉ là một bộ lạc nhỏ, còn các bộ lạc lớn khác đều đã trú tại những nơi gần thánh điện. Vì thế nên ngoài trừ các lều vải có phần hoa mỹ, còn lại đều là các kiến trúc bình thường, có nơi còn không có trần nhà. Điều này cũng cho thấy được tình hình mạnh yếu của các bộ lạc đó. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mọi người cũng đã tìm được một quảng đất trống làm nơi trú chân, mọi người cũng bắt đầu răng lều. Hàn lập xuống xe, lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ. Mà anh lộ sau một hồi do dự cũng đang đi đến. Hàn tiên sư, nơi ồn ào hỗn tạp này có lẽ không thích hợp cho ngài chú chân, nơi này cũng có nơi chuyên cung cấp chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho các tiên sinh, ngài có muốn vào đó hay không? Chờ hai ngày sau khi mọi người đã hồi phục, chúng ta lại tiếp tục lên đường, ý ngài thế nào? Lão giả kính cần hỏi, tốt, hai ngày sau ta sẽ gặp lại các ngươi tại đây. Hàn lập gật đầu, sau đó cũng không khách khí lập tức xoay người đi. Phương hướng đi đến đúng là tòa kiến trúc cao nhất, một gian thạch điện hai tầng. Nơi thường có người tu tiên ra vào hẳn là nơi lão giả nói đến. Đi một đoạn ngắn, hắn đã đến trước thạch điện, hàn lập đứng trước của điện, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào hai pho tượng quái vật đầu châu cao tầm ba bốn trượng. Mặc dù hắn tự tin không hề lộ sơ hở khi giả trang thành người đột ngột, nhưng trong một lúc mà gặp nhiều tu tiên giả đột một quá thì cũng không tốt vạn nhất bên trong có tu tiên giả đạt đến nguyên anh kỳ không chừng lại xảy ra chuyện hoặc là rời đi tùy tiện tìm một địa phương gần đó mà chú chân chờ đến hai ba ngày sau lại hòa vào đội ngũ tiếp tục lên đường sau khi rời khỏi thiên lan thánh điện hẳn là việc tìm kiếm hắn cũng sẽ tăng một ít đến lúc đó nghĩ cách ly khai khỏi đoàn lộ trình còn lại tuy cách đại tấn một khoảng nhưng nếu cẩn thận vẫn có thể tiến vào địa giới đại tấn suy nghĩ xong hàn lập bước ra khỏi khu trú địa lấy ra một tiểu kiếm, sau đó hóa thành một đạo độn quang phóng lên cao. Bay được năm sáu mươi dặm đến một bãi loạn thạch, độn quang dừng lại. Ánh mắt hắn đảo xuống rồi dừng lại tạo một khối cự thạch khoảng năm sáu trượng. Hắn đáp xuống, lập tức đả tọa sau đó phóng thích thần thức, xác định trong khuôn viên hai mươi dặm không có ai, lúc này mới an tâm xoay người về phía cự thạch điểm chỉ. Một mảnh kiếm khí màu xanh xẹt qua, một khoảng không cao hai trượng lập tức xuất hiện, không gian cũng vừa đủ để một người tiến vào. Hàn lập vào trong, ngồi xuống một chút, sau khi hài lòng lại ra ngoài, cách cự thạch khoảng 10 trượng rồi dừng lại, lấy từ túi chữ vật ra một bộ trận kỳ. Mười mấy đạo quang man lóe ra rồi bắn đi tứ tán, trận pháp ẩn hình đã bố trí thành công. Từ bên ngoài nhìn vào, phía cự thạch bây giờ chỉ còn là một khoảng không. Hàn lập cũng không dừng lại, thân hình nhoáng lên, tiếp nhập vào pháp trận. Nơi này lại trở thành một mảnh không người như cũ. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua một ngày, Hàn Lập vẫn còn bên trong cửa thạch nhập định nghiên cứu khẩu quyết đại diễn thần quân đưa cho. Việc tham ngộ khẩu quyết thuận lợi hơn so với hắn nghĩ, cơ hồ đã hiểu quá nửa. Điều này làm Hàn Lập mừng thầm, hôm nay hắn vừa định đi vào tìm hiểu vài vấn đề mấu chốt, đột nhiên mí mắt giật giật, trong nhát mắt thần thức lập tức tản ra, sau đó kinh hãi mở hai mắt. chương 885, khổ độc, chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra? Ngân Nguyệt vốn tâm thần tương thông với Hàn Lập, cảm ứng được sự khác thường của hắn mở miệng hỏi. Có người ở gần đây, một gã kết đan và một gã trúc cơ, hiện đang ở ngoài 10 dặm. Tên trúc cơ kia khí tức có phần quen thuộc, hình như là phong nhạc, ta có chút cổ quái. Hàn lập sờ cầm trầm ngâm, hay để ta dùng khí linh xem xét một chút, Ngân Nguyệt im lặng một lúc, mở miệng nói, quên đi, thương thế ngươi chưa lành, ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng linh lực trúc cơ mà thôi, không nên gây nhiều chuyện. Bọn chúng chắc cũng sắp rời đi rồi, ta dùng thần thức giám thị bọn họ một chút. Hàn Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì, lắc đầu nói. Hàn Lập đã nói vậy, Ngân Nguyệt cũng không có ý kiến gì nữa, mở miệng đáp ứng. Sau đó Hàn Lập khép mắt lại, lặng lặng ngồi im. Sau một bữa cơm, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ giật mình. Lúc này Ngân Nguyệt cũng thức thời, không mở miệng nói gì. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến đổi không ngừng. Đại diễn tiền bối, nếu ta nhớ không lầm ngươi đã nói trên người ta sát khí quá nặng chỉ có một ít bí thuật mới có thể tiêu trừ. Mà trong đó các bí thuật công pháp Phật Tông lại chiếm hơn nửa, đó có phải là thật? Đúng là như thế, trừ các loại công pháp Phật Tông ra, còn có một số ít các loại công pháp của nho môn và đạo môn cũng có thể giúp người giải trừ sát khí, nhưng chắc chắn không hữu hiệu bằng công pháp Phật Tông. Đại diễn thần quân lười biếng đáp, nếu như thế, công pháp Phật Tông hầu hết đều là tu luyện pháp lực ẩn chứa Phật lực, đại bộ phận các công pháp này đều sẽ có thất sắc linh quang, điều này cũng không phải giả hàn lập vẫn hỏi tiếp không sai ngươi đã phát hiện điều gì sao đại diễn thần quân có chút khó hiểu thanh âm cũng tăng thêm vài phần tò mò nói như thế người này còn có một chút tác dụng cũng nên cứu hắn một mạng hàn lập cúi đầu tự thì thầm đại diễn thần quân bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi không đáp gì nữa hàn lập lại không nói rõ mục đích đang muốn tra hỏi đến cùng thì hàn lập tựa như đã quyết định điều gì dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo thanh quang từ cự thạch bắn ra đến thẳng phương hướng hai người kia. Cử động này của Hàn Lập khiến Ngân Nguyệt và đại diễn thần quân bất ngờ, dù trong lòng còn đang buồn bực nhưng thấy bộ dáng của Hàn Lập cũng đành đem một bụng nghi vấn nén vào trong lòng. Mười dặm, cơ hồ Hàn Lập chỉ độn một thoáng thời gian là đến, đây là một mảnh thảo nguyên nhỏ với vài đám rừng, cây cối vừa nhỏ bé lại thưa thớt. Mà trong một rừng cây nhỏ, ngoài một bãi đất trống xuất hiện hai người. Trong đó một người mang lam bào, trên người bị một đám hắc sắc huyết ô vây lấy đang quỳ dạp trên mặt đất không rõ sông chết. Nhưng trên người hắn lại phát ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân, màn hào quang này lại phát ra thất sắc quang mang diễm lệ phi thường. Mà tên còn lại là một lão già mắt ưng, đang dùng một phi kiếm màu hồng hóa thành nhiều kiếm ảnh đang tấn công màn hào quang. Thất sắc quang cháo mặc dù bất phàm nhưng lại không được chủ nhân duy trì, chỉ một chốc đã bắt đầu chớp tắt không thôi, quang mang mở dần. Hàn lập không hề ẩn giấu mà trực tiếp xuất hiện, hiển nhiên đã kinh động lão giả ở dưới. Lão giả đầu tiên thì kinh hãi, sau đó đảo thần thức qua thì phát hiện tu vi hàn lập chỉ là chút cơ kỳ mới thở phào. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, khoát tay một cái, một đạo hắc mang bắn nhanh ra, đúng là một cái tam lang đinh, tốc độ cực nhanh. Hàn lập hừ lạnh một tiếng, vuốt thiên linh cái, một đóa lục sắc ô vân xuất hiện, phù một tiếng từ đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành một bàn tay màu lục to vài thước, nghênh đón hắc mang đang bay đến lão giả mắt ưng nhìn thấy màn này thì ngẩn ra cũng không rõ đây là loại công pháp gì một âm thanh khô khốc vang lên tam lang đinh lúc này lại giống như một đám cỏ dại bị bàn tay to một lần nhổ sạch sẽ trong nháy mắt cũng mất đi liên hệ tâm thần với lão giả còn bàn tay kia lại không khách khí trực tiếp đánh thẳng xuống lúc này lão giả đã bị dọa cho hồn vía lên mây hai tay vội vàng bắt quyết muốn đem hồng sắc phi kiếm kia trở về hộ thân nhưng bàn tay lúc này bỗng nhiên lóe sáng một lần rồi biến mất sau đó lại xuất hiện ngay trên đầu lão giả hung hăng nện xuống một cái. a, à, lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân bị đánh nát thành một đống thịt vụn. Tiếp theo bàn tay này lại hóa to, hướng thân tàn thi của lão giả vẫy một cái, lập tức một lục sắc quang đoàn bị hút vào năm ngón tay. Sau đó bàn tay lập tức quay về hướng hàn lập, xoay quanh người hắn một lần, hóa thành một lục sắc anh nhi đứng tại đầu vai hàn lập, lúc này trên tay nó đang cầm giữ ô hắc tam lăng kia, trên mặt lại cười hì hì. Đôi mi hàn lập khẽ động, khi bị vây công hoặc đối mặt với hung hiểm, hắn vẫn chưa một lần dùng qua nguyên anh thứ hai này, muốn dùng nó để bảo mệnh, nhưng bây giờ không ngờ lại phải dùng đao mổ trâu để giết gà, thật là ngoài dự tính. Biến hóa chi công, hơn nữa chỉ là một gã tu sĩ kết đan bình thường lại đang khinh địch, tất nhiên không thể ngăn cản. Trong lòng đang tự đánh giá, Hàn Lập cũng không nói một lời hướng phía thất sắc quang cháo bay xuống. Lúc này khẩu hồng sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt, nguyên thần cũng đã bị cấm chế liền mất đi khống chế rơi xuống cạnh quang cháo, linh quang yếu ớt chấp động. Hàn lập không để ý đến phi kiếm này, bước đến gần thất sắc quang cháo cẩn thận xem xét. Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng, màn quang cháo này không ngờ tất cả đều đến từ một khối lam sắc ngọc bội. Phật này đang lở lửng trước ngực lam bào nhân, lóe ra thất sắc linh quang, trên linh quang cũng có một ít Phật văn cổ quái thiểm động. Đúng là khối ngọc bội có khác ba chữ chữ trung phùng mà Hàn Lập đã từng đưa Ngân Nguyệt xem qua. Hàn Lập nhìn Ngọc Bội một lúc, sau đó chậm rãi hỏi, tiền bối, đây có phải là pháp khí của Phật Tông? Từ tài liệu cùng thủ pháp mà xem, hiển nhiên đây chưa phải là bảo vật Phật Môn, nhưng đích thực là đã được ra chỉ qua cấm chế Phật Môn, nếu không chỉ dựa vào một kiện đỉnh cấp pháp khí như thế này cũng không thể ngăn được một pháp bảo của tu sĩ kết đan trong một thời gian dài như thế. Xem ra họ phùng này cùng Phật Tông có chút liên quan sâu xa. Đại diễn thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàn Lập, hừ lạnh một tiếng đáp lời. Nghe được đại diễn thần quân khẳng định, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây, hắn lại tiến tới vài bước, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quang cháo, một tầng lam diễm mỏng manh phiêu phù xuất hiện. Với tu vi hắn hôm nay cũng không thể dùng quá nhiều kiền lam băng diễm, đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng cũng chỉ cần như vậy, thất sắc quang cháo cũng không thể cản nổi, phanh một tiếng, quang cháo như bọt khí hoàn toàn biến mất. Hàn lập nhìn lam bào nhân bên cạnh, lại nhìn hắc sắc huyết ô quanh người, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới cảm ứng được, người này không những hơi thở đã vô cùng yếu ớt, trên người lại mơ hồ tản mát ra tử khí, rõ ràng sắp mất mạng. Hàn lập lập tức dương tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại há mồn phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể lam bảo nhân. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo một cái, một trận gió nổi lên lật ngược thân thể lam bảo nhân. Hàn lập vừa nhìn qua đã hút một ngụm lương khí, quả nhiên là phong nhạc, nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen đôi môi lại tím ngắt trông cực kỳ kinh khủng sắc mắt hàn lập đã có chút khó coi nhưng sau khi đánh giá một lúc thần thức lại giả soát toàn thân đối phương làm mang trong mắt lại lóe lên bắt đầu dùng minh thanh linh nhãn xem xét chúng kỳ độc thế này độc khí cũng đã vào cơ thể không lập tức mất mạng thật sự là kỳ tích hàn lập hiển nhiên không buông tha bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do một lát sau hàn lập tựa như phát hiện điều gì túm một góc áo làm bảo nhân lên. Xoạt một tiếng, phần áo bị rách lộ ra các loại liên tử cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chấp động bạch sắc linh quang xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, bắt lấy cánh tay Lam Bảo Nhân, lập tức thanh quang hiện lên, một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể Lam Bảo Nhân, muốn giúp hắn bước độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thanh sắc linh khí được truyền vào Lam Bảo Nhân cũng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại vào bàn tay Hàn Lập khổ độc, Hàn Lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc, Hàn tiểu tử, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi, tên kia căn bản là không thể cứu được. Đại diễn thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hả hê. Hàn Lập nghe thế, trợn mắt một cái, không phục, hừ. Thay hắn giải độc thì ta không làm được, nhưng giúp hắn thanh tỉnh, sống thêm vài bữa nửa tháng thì không hề khó khăn, chỉ là phải hao phí một ít linh dược, không biết tên này có đáng giá như thế không? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, trong lòng đang suy xét. Chủ nhân, trước tiên cho hắn tỉnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn. Ngân Nguyệt khẽ cười, lại đưa ra chủ ý. Cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật Tông Đại Tấn, ta có chút không cam lòng. Tay vỗ nhẹ vào túi chữ vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay. chương 886, Hạo Nguyên Đan. Bình vừa chuyển, một viên đan dược nhỏ như hạnh nhân màu hỏa hồng đã rơi vào lòng bàn tay. Nhìn viên đan dược mà năm xưa phải dùng yêu đan cao cấp luyện chế, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tiếc hận. Đan dược này nguyên bản giúp tu sĩ kết đan gia tăng linh lực, đem dùng ở đây quả thật lãng phí. Nếu không bị phong ấn pháp thuật, Ngân Nguyệt lại không bị thương, trực tiếp sử dụng bí thuật siêu hồn đã không phiền toái thế này. Khẽ sờ cầm, cổ tay lại run lên xảo diệu khóa khớp miệng lam bảo nhân khiến hắn không thể không mở miệng ra tay kia vung lên, đan dược đã được một đoàn thanh khí vây lấy bắn vào trong miệng Lam Bảo Nhân. Hàn Lập buông tay, một tay hướng về bên hông, một cây ngân châm không biết lúc nào đã xuất hiện bên tay. Hàn Quang chớp động, ngân quang hóa thành một đạo ngân tuyến bay đến thân thể Lam Bảo Nhân điểm xuống, trong chớp mắt ô OH hắc độc huyết đã bị bắn ra ngoài, một mùi hôi thối theo đó phát ra. Hàn Lập đứng dậy chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đối phương tỉnh lại. Qua một chén trà, phòng nhạc sau khi đào thải ra một lượng lớn độc huyết rốt cuộc cũng tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng, ánh mắt hàn lập lóe lên, mười ngón tay gầy khẽ, một loạt kình phong bắn nhanh đến, độc huyết còn đang chảy lập tức dừng lại, bắn vào một bên rừng sau đó không thấy bóng dáng. Là ngươi, làm bảo nhân mở hai mắt, trông thấy hàn lập kinh ngạc kêu lên, dẫy dụa vài cái. Ngạc nhiên lắm sao, hàn lập liếc phong nhạc một cái, thản nhiên nói, đạo hữu đã cứu ta, lão tặc kia đâu rồi, làm bảo nhân âm thanh tuy còn hư nhược nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi nói là tên mang tử bào sao, hắn còn nằm kia kia, ánh mắt hàn lập lướt qua một bên bình thản nói. Còn người phong nhạc hơi đổi, cố sức xoay cổ lại, rốt cuộc cũng thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của tử bào lão giả, đầu tiên tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo khuôn mặt lại lộ ra vẻ thống hận, cuối cùng ánh mắt xoay chuyển hướng về phía hàn lập, thần tình lộ ra vẻ kỳ quái. Lão tặc này là do hàn huynh tiêu diệt sao? xem ra thần thông của Hàn Huynh thật cao thâm khó lường. Ơn cứu mạng Phong Mỗ xin ghi nhớ, sau này nhất định báo đáp. Phong nhạc giò xét hỏi, đồng thời cánh tay từ túi chữ vật đã lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng, tay kia chống giữ thân thể miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa, thân thể lại mềm nhũn ngã xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao một điểm nhỏ khí lực ta cũng không có? Phong nhạc té trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng sau này báo đáp dường như đạo hữu vẫn chưa biết được tình cảnh hiện tại của mình hàn lập thần sắc vẫn không thay đổi đáp lời thế này là ý gì ta đang bị gì ngươi đã hạ cấm chế gì vào ta thanh niên trừng mắt nhìn hàn lập khuôn mặt lộ ra bộ dáng kinh sợ hạ cấm chế ngươi xem ra ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân ta muốn lưu ngươi còn cần phải hạ cấm chế sao ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi hàn lập cười lạnh một tiếng nhấc tay lên một vật liền bay đến trước người phong nhạc là một thanh đồng tiểu kính bình thường phong nhạc nghe vậy đầu tiên kinh nghi nhưng lại thấy hàn lập không hề có vẻ đùa giỡn, cắn răng một cái cầm gương lên xem qua a à, chuyện gì thế này khuôn mặt ta là độc khí ta chúng độc nặng như thế khi nào chẳng lẽ là do lão tặc kia phong nhạc vừa nhìn ra nhất thời hồn vía lên may thanh âm khàn khàn hô to sau đó hắn vội vàng đem túi chữ vật ra đạ trên mặt đất lóe sáng một cái một mớ hỗn độn đan dược xuất hiện hắn vội vàng tìm vài lọ đan dược trong đó mặc kệ mọi thứ đem đan dược nuốt vào hàn lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng đan dược không nói một lời sau khi dùng hết toàn bộ đan dược phong nhạc cũng bất chấp hàn lập bên cạnh lập tức ngồi xuống vận khí muốn dùng dược lực bước độc ra ngoài nhưng sau một thời gian hắn mở mắt ra hai con ngươi lại toát lên vẻ hoảng sợ sao lại như thế này bao nhiêu đan dược như thế mà cũng không hề có tác dụng ta đã trúng độc gì hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính lợi hại, lo lắng hỏi. Mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết đây là một trong thập tuyệt động khổ độc. Lúc này Hàn Lập mới mở miệng, khổ độc, bọn chúng lại dám dùng độc này đối phó ta. Lão tặc đúng là đã đầu phục khổng gia, chỉ có khổng gia là có loại độc dược này. Trong nháy mắt khuôn mặt phong nhạc tái nhợt, không tự chủ được hét ầm lên. Khổng gia, đôi mi Hàn Lập khẽ động, thần sắc như thường lầm bẩm Không đúng, sau khi chúng khổ độc chắc chắn phải mất mạng, tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây hắn đột nhiên nghĩ đến việc này khí lực không biết từ đâu sinh ra xoay người bò lên chất vấn hàn lập hư không biết tốt xấu nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi hạo nguyên đan cũng cho ngươi dùng sao ngươi còn có thể giữ mạng được là nhờ vật kia tạm thời ngăn cản độc khí nếu không cho dù là tiên đan thần dược cũng không cách nào cứu được ngươi sắc mặt hàn lập trầm xuống không khách khí nói ngươi đã động đến vật ấy hắn vừa nghe hàn lập nói đến chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ không ngờ vật mà dùng mạng để giữ lúc này lại lộ ra hẳn trước ngực, trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo một chút. Ta cũng không nghĩ, một tên trúc cơ kỳ chúng phải khổ độc lại không lập tức mất mạng, hiển nhiên muốn tìm nguyên nhân. Bất quá Hạo Nguyên đan cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi, sau một ngày nữa độc khí công tâm, người hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hàn Lập thản nhiên nói, "Hạo Nguyên đan, ta hình như cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại đan dược rất chân quý. Ta sau này tiếp tục dùng" có thể tiếp tục áp chế độc khí không? Phong nhạc suy nghĩ một chút, khẩn trương hỏi. Đối phương lại biết đến loại đan dược này làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Tiếp tục dùng tất nhiên sẽ giúp người bảo trụ tiểu mệnh. Nhưng người phải biết đan dược này vốn không phải dùng để giải độc mà để giúp tu sĩ kết đan kỳ đột phát chướng ngại tăng tiến tu vi, cho dù là có tiền cũng chưa chắc tìm được. Hàn Lập không nói tiếp nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Đan dược giúp tu sĩ kết đan kỳ tăng tiến tu vi phong nhạc cho dù đoán được đan dược này chân quý dị thường nhưng sau khi nghe xong vẫn kinh ngạc không thôi bất quá nếu người muốn tiếp tục giữ mạng cũng không phải là không có cách hàn lập đột nhiên mỉm cười biện pháp gì nếu có thể giúp tiểu đệ giữ mạng điều kiện gì ta cũng đáp ứng hàn huynh phong nhạc phấn chấn tinh thần đại hỷ nói hắc hắc ta cũng không cần ngươi báo đáp gì chỉ cần chân thật trả lời ta vài câu hỏi thế là xong hàn lập cười to bình thản nói được chỉ cần Phong Mỗ biết sẽ không giấu giếm điều gì. Phong Nhạc không chút do dự đồng ý, Hàn Lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu người. Biện pháp cũng vô cùng đơn giản, đã trúng độc này thân thể tất nhiên không cứu được, vậy dứt khoát tìm một thân thể khác thay thế. Các tu sĩ trước kia chúng phải thập tuyệt độc cũng đã có không ít người dùng phương pháp đoạt xá, giữ được một mạng. Hàn Lập bất động thanh sắc nói ra biện pháp, đoạt xá, Phong Nhạc ngây người, nhưng sau đó lập tức cười khổ. Sao thế, ngươi thấy cách này không dùng được à hàn lập nhíu mày khuôn mặt không chút thay đổi hỏi lại đa tạ hàn huynh quan tâm nhưng người khác có thể đoạt xá giữ mạng còn phong mỗ không thể dùng cách này được phong nhạc sau một hồi trần trừ mới ấp úng trả lời không thể đoạt xá chẳng lẽ ngươi đã hàn lập như nghĩ đến việc gì có chút ngoài ý muốn không dám gạt đạo hiếu ta đã đoạt xá một lần thân thể này vốn không phải của ta phong nhạc cười thảm nói thế thì tại hạ cũng đành thúc thủ vô sách dù sao thập tuyệt độc đúng là vô phương hóa giải. Hàn lập thở dài, hai tay chia ra đáp lại ánh mắt kỳ vọng của phong nhạc. Thật không còn cách nào khác sao, Hàn huynh hãy cố suy nghĩ biện pháp khác xem, vừa nghe Hàn lập nói xong, phong nhạc kinh hoàng cầu khẩn. Không cần nói nữa, nếu giải được thì tu tiên giới này đã không còn cái gì gọi là thập tuyệt độc nữa. Hàn lập lắc đầu, nói như vậy ta chỉ còn có thể sống được một ngày thôi sao. Phong nhạc giật mình, sắc mặt trắng bệch không sai, cho dù tiếp tục duy trì bằng hảo nguyên đan thì khi đan dược đã trung hòa, tử kỳ của ngươi cũng đến. Hàn Lập nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Hàn Huynh còn bao nhiêu hảo nguyên đan, có thể bán cho ta hay không? Phong nhạc như chết đuối vỡ được cọng rơm, phục hồi tinh thần nhìn chằm chằm Hàn Lập. Thế nào, Phong Đạo Hữu muốn mua linh đan của tại hạ sao? Đan này cũng không phải không thể bán, bất qua số lượng không có nhiều, hơn nữa trước tiên Đạo Hữu hãy trả lời một vài nghi vấn của tại hạ đã, sau đó bản đến việc này cũng không muộn. Hàn lập nhíu mày, tiếp theo lại thản nhiên trả lời. Hàn đạo hữu cứ việc hỏi, tại hạ đã đến nước này nhất định sẽ hết sức trả lời. Phong nhạc cười thảm, tốt, trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi. Ngươi là người đột ngột hay thuộc các thế gia đại tấn. Hàn lập không khách khí hỏi, đạo hữu nếu đã đoán được thì cần gì hỏi nữa. Phong nhạc đưa tay lê để lột chìa khóa bạc trước ngực cùng một cái ngọc bội, cắn răng nói. Xem ra tên này nghĩ rằng Hàn Lập vì nhìn thấy hai kiện đồ vật kia nên đoán được. Khóe miệng Hàn Lập khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh lại. Chữ Trung Phùng, chữ Trung, Phùng gia là hai thế lực rất lớn sao? Chương 887, Phùng gia mật quật, còn có thể là ai ngoài người trong quan chữ phủ, tự nhiên là tiểu thế lực Phùng gia. Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời, "Quan chữ phủ, đây là phủ thành của một châu." Hàn Lập khẽ nheo mắt, ở đại tấn các châu gọi là quan chữ phủ thành, đích xác có vài cái. Nhưng là Phùng gia, lại chỉ có một nhà ở Liêu Châu quan chữ phủ này thôi. Phong Nhạc mặt mang dị sắc liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đối với câu hỏi lại của Hàn Lập có chút kinh nghi. Hàn Lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm về việc của Phú gia nữa, lại chỉ tay tới miếng ngọc bội hỏi, người làm sao có được vật này, nó có lai lịch gì? Cái này là Linh Hà bội, là Phùng gia tín vật mà gia phụ truyền cho tại hạ, đạo hữu sao lại hỏi vật ấy? Phong Nhạc có chút ngoài ý muốn. Tín vật, chẳng lẽ trong phùng gia tử đệ các ngươi, mỗi người đều có một kiện tín vật đỉnh cấp pháp khí sao? Hàn lập liếc mắt nhìn thanh niên kia, có chút không tin hỏi. Đương nhiên không phải, toàn bộ phùng gia cũng chỉ có 3 bốn kiện tín vật như vậy. Nếu không phải trực hệ huyết mạch đệ tử không có khả năng có được vật ấy. Phong nhạc lắc đầu, nói như vậy, người ở trong phùng gia địa vị cũng không thấp. Ta ở phùng gia là trường tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau, tiếp trưởng phùng gia. Phong nhạc khóe miệng khẽ nhếch một chút, trong mắt hiện lên một tia thống khổ nói nghe đến đó, quả nhiên đúng như hàn lập lường trước, đối phương có đại phiền toái trong người, thậm chí trong phùng gia đã xảy ra chuyện. Việc không liên quan tới mình, hàn lập tự nhiên không hỏi thêm điều gì, ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất. Phùng gia các người cũng với đại tấn Phật Tông có quan hệ gì? Đừng nói là cái gì cũng không biết, nếu tín vật đều được gia trì thêm Phật môn linh quang nhiều như vậy, trong đó khẳng định có chút quan hệ, phật tông cùng phùng gia chúng ta đích xác có điểm nguyên nguyên phùng gia có một vị tổ tiên trước kia là tục gia đệ tử của thiên quang tự mà thiên quang tự là một phân tri của phật môn đại tông kim la môn phùng gia chúng ta nguyên bản tu luyện chính là phật gia công pháp nhưng là thiên quang tự mấy trăm năm trước liền rời khỏi liêu châu trở về bổn tông đám phùng gia đệ tử chúng ta liền cải tu nhau gia công pháp phong nhạc đầu tiên có chút ngây ngốc nhưng việc này không có gì phải giấu giếm phi thường sảng khoái nói hàn lập nghe vậy trong lòng vui vẻ. Tuy rằng không biết thiên quang tự gì đó, nhưng Kim La Tông đích xác có nghe qua. Đây chính là là Phật môn ở Đại Tấn, một trong tứ đại tông môn. Xem ra phùng gia trước kia tu luyện lại vẫn là tối chính tông Phật môn công pháp. Bộ Phật môn công pháp này, người có biết toàn bộ chứ? Hàn Lập tiếp tục truy vấn, tại hạ không nghĩ tới tu luyện Phật môn công pháp, như thế nào đi nhớ pháp quyết đó. Nhưng là phùng gia chúng ta, đích xác còn bảo tồn phương pháp tu luyện công pháp đó. Sau khi do dự một chút, Phong Nhạc trả lời. Lúc này hắn đã nhìn ra, người bí hiểm trước mắt tựa hồ chính là hướng về Phật Tông Công Pháp mà tới, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng Phật Tông Công Pháp đến hậu kỳ tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong đại tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện Phật Tông Pháp quyết, thật đúng là không nhiều lắm. Hàn tiểu tử, người hỏi một chút vị tổ tiên kia của bọn họ, tu luyện tới loại cảnh giới nào, có phải hay không đã tu luyện ra xá lợi tử? chỉ có tu luyện ra xá lợi tử Phật môn trong người, mới có thể tu luyện phương pháp tiêu trừ sát khí. Đại diễn thần quân, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Những lời đồn xung quanh xá lợi tử, Hàn Lập trước khi tới Đại Tấn, đã sớm thông qua điển tịch hiểu biết một ít. Xá lợi tử, là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện Phật môn, có khi là ở kết đan kỳ liền xuất hiện, có cũng là ở nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện ra, tựa hồ không có gì quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài Phật môn mà nói, đó là một loại đồ vật phi thường thần bí. Nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là trong Phật môn có rất nhiều công pháp, thần thông cao thâm đều phải sau khi có xá lợi tử, mới có thể tiến hành tu luyện thi triển. Cho nên đối với người trong Phật môn tu luyện ra xá lợi tử, các tu sĩ tông phái khác cho dù tu vi hơn xa đối phương, cũng đều có kiêng kỵ rất lớn. Hàn lập âm thầm gật gật đầu, thong dòng hướng phong nhạc hỏi chuyện đó. Xá lợi tử, ngày xưa vị tổ tiên của ta đích xác tu luyện ra vật ấy nếu không phải vì những phương diện khác tư chất hữu hạn không thể đột phá nguyên anh cảnh giới, tổ tiên chỉ sợ cũng sẽ không nản lòng thoái chí khai sáng ra phùng ra. Phong nhạc nghe vậy, nhíu mày trả lời, hàn lập tinh thần đại chấn, xem ra vận khí thật đúng là không tồi, có lẽ căn bản không cần xâm nhập đại tấn, liền có thể tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ đến đây, hàn lập đột nhiên cười cười, thần sắc cũng dịu đi xuống. Hiện tại ta còn có một nghi vấn, có thể trả lời giúp ta không? đạo hữu còn có cái gì muốn biết cứ hỏi. Phong nhạc miễn cưỡng cười nói, ngươi chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao lại có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó ngươi? Phải biết rằng theo phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc thậm chí có thể sánh bằng một ít đan dược quý hiếm. Hắn nếu tính toán bắt sống ngươi, lại càng không thể sử dụng loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tu vi kết đan kỳ của hắn, tựa hồ càng không cần làm điều thừa. Hàn lập chậm rãi hỏi xoay quanh nghi vấn trong lòng nguyên lai là việc này đạo hữu không biết rồi lão tặc phùng trầm này kỳ thật là một gã ma đạo tán tu mà phùng gia chúng ta thu lưu năm đó hắn bởi vì đắc tội một vị cao nhân mà bị đuổi giết vì bảo mệnh tự nguyện xin làm người hầu cho phùng gia chúng ta thậm chí sửa lại tính danh khi đó tổ phụ của ta vẫn còn phùng gia coi như thịnh vượng cho nên có thể che chở cho tên giặc này mà tên giặc già này trước mặt phùng gia đã cùng một số bộ lạc người đột một giao dịch ta đến đây nguyên cũng là muốn tìm hắn nhưng không nghĩ tới tên gian tặc này âm thầm cũng đầu phục khổng ra, mới ở nơi này hiện thân dẫn ta đến. Về phần dùng khổ độc, tự nhiên là trên người hắn sớm đã bị hạ độc môn bí thuật của phùng gia chỉ cần là phùng gia hệ tộc nhân đã ngoài phùng gia trúc cơ kỳ, cũng có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Hắn nếu không dùng khổ độc âm thầm đánh lén ta, ta như thế nào không hề lực hoàn thủ. Phong nhạc vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm. Thì ra là thế, nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp mắt liền có thể làm cho tu sĩ có tu vi thấp lập tức sụi lơ lâm vào hôn mê khổng gia kia xem ra chính là đại địch của phùng gia các ngươi hàn lập nghiêng đầu có chút giật mình nói đúng vậy khổng gia cùng trương gia kim gia còn có phùng gia chúng ta xem như quan chữ phủ tứ đại tu tiên thế gia nguyên bản luôn luôn nước sông không phạm nước giếng không nghĩ tới vài năm gần đây phùng gia chúng ta vừa mới yếu thế một chút khổng gia nhưng lại đột nhiên liên hợp hai nhà khác hướng phùng ra chúng ta âm thầm xuống tay. Phong nhạc nói tới đây, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn từ trong một thế gia, hiện giờ rơi xuống lưu lạc nơi dị tộc Thảo Nguyên, còn bị hãm hại mạng đã gần như không còn. Tự nhiên đem ba nhà này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không có hứng thú biết thế ra các ngươi đang gặp chuyện gì. Nhưng câu trả lời của ngươi cũng khiến cho ta vừa lòng. Hiện tại có thể nói về chuyện hạo nguyên đan trước đi. Loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng 10 khỏa hẳn là có thể cho ngươi kéo dài sự sống thêm 10 ngày nữa. Chẳng qua loại này đan dược, mỗi một khỏa đều giá trị mấy ngàn linh thạch, ngươi thực mua nổi. Hàn lập nhàn nhạt nói, mấy ngàn linh thạch cho dù trong lòng đã dự tính trước, phong nhạc vẫn bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Cái giá này tương đương với một kiện đỉnh giai pháp khí A. Tốt, ta mua, hắn đáp ứng, trên người của ngươi liệu có bao nhiêu linh thạch. Hàn lập đuôi lông mày nhướng lên, đánh giá thanh niên vài lần sau, liền cười cười nói, hắn cũng không tin đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trên người của ta quả là không có mấy vạn linh thạch, nhưng là ta dùng chìa khóa mở mật quật của phùng ra để mượn nợ. Phong nhạc một tay lấy cái chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới. Xem ra, đã sớm âm thầm cân nhắc, mật quật của phùng ra, hàn lập nhìn chằm chằm này cái chìa khóa, không nói gì, cũng không có lập tức tiếp nhận. Nhưng hắn biết, đối phương sẽ chủ động giải thích, đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của phùng gia cất chứa kiện pháp khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay ta thân là trưởng tôn phùng gia ngày đó phùng gia kinh biến gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta mang theo cái chìa khóa này trốn thoát trước tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó nhưng thứ cất chứa bên trong giá trị khẳng định xa xa không chỉ mấy vạn linh thạch phong nhạc bình tĩnh nói lấy vật ấy mượn nợ ta như thế nào tin tưởng cái chìa khóa này là thực hay giả cho dù là thật sự người giao cho ta chẳng lẽ không muốn cho phùng gia đông sơn tái khởi hàn lập trên mặt không chút biểu tình nói làm cho người ta căn bản nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì còn có cái gì đông sơn tái khởi theo ta được biết chưa bỏ ta ở ngoài đàm người khác trong phùng gia trốn ra được cũng chỉ là chút tôi tớ cùng ngoại hệ đệ tử hiện giờ trực hệ đệ tử cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi nếu không ngày đó ta sớm tụ tập cùng những người khác rồi như thế nào lại lẻ loi một mình chạy đến thảo nguyên chỉ cần ta chết phùng gia huyết mạch cũng nứt, mật quật cuối cùng vẫn là tiện nghi cho người của khổng gia, cũng để cho bọn họ tìm được. Nếu vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mang ta. Nếu là trong 10 ngày này, ta còn tìm không thấy phương pháp giải trừ loại độc này. Mật quật chính là dâng tặng cho đạo hiếu, so với việc rơi vào tay của đám người khổng gia vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hàn Huynh chắc cũng đoán được Phật Tông công pháp, đồng dạng để lại ở trong mật quật. Phong nhạc trên mặt lộ âm linh nói tốt, người có thể dùng cái chìa khóa này đổi lấy linh đan chẳng qua trước đó ta cần ngươi phối hợp ta một chút để cho ta tìm tòi trong thần thức của ngươi một chút xem cái chìa khóa kia có thực liên quan tới phật tông công pháp không nếu không dù chẳng cần mật quật này tại hạ cũng không muốn bị người ta trêu chọc một hồi siêu hồn đây không phải là thần thông chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có hay sao ngươi làm sao có thể có vừa nghe lời ấy phong nhạc sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên mắt lộ ra vẻ sợ hãi mạnh mẽ siêu hồn tự nhiên phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ nhưng nếu là người bị thi thuật phối hợp, cũng không cần phải phiền toái như thế. Hơn nữa bí thuật này của ta khác xa với siêu hồn thuật bình thường, tu vi trúc cơ kỳ tuy rằng không thể tìm kiếm cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được chuyện gì thực giả, vẫn là dễ dàng. Hàn Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàn quang. Thấy biểu tình Hàn Lập như vậy, phong nhạc trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn thân là thế gia đệ tử, tự nhiên biết sự đáng sợ của siêu hồn thuật. Lúc khác hắn còn lâu mới chịu đáp ứng chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng là cúi đầu nhìn nhìn hai tay đen thùi, suy nghĩ một chút hậu quả sau đó, trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. "Tốt, ta phối hợp ngươi thi pháp, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm chuyện về mật quật cùng Phật tông. Những sự tình khác ngươi không thể đụng vào, nếu không ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Phong Nhạc nắm chặt hạ hai tay, hít sâu một hơi rứt khoát nói. "Chương 888, nguy cơ. Đây là đương nhiên những chuyện khác ta cũng không có hứng thú muốn biết cái thành này ở đây có chút lộ liếu theo ta đến một nơi khác rồi sẽ làm phép trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười không đợi đối phương đồng ý ống tay áo hướng mặt thanh niên phất qua một cái một đám mây màu bay ra gắn trực tiếp vào trên đầu của phong nhạc hắn lập tức quay người ngã xuống rồi lại bị đám mây xanh đỡ lấy và bao xung quanh nhẹ nhàng trôi nổi trên không mặc dù tu vi của hàn lập bị phong ấn nhưng kỳ xảo vận dụng pháp lực vẫn là lô hỏa thuần thanh căn bản tu sĩ trúc cơ kỳ không thể sánh bằng. Lúc này, Nguyên Anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng bay ra. Thoáng một cái, lại biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước thân Hàn Lập, một tay vẫn đang cầm một miếng tam lăng thứ, tay kia cầm nguyên thần của lão mắt ưng. Giữ lại cũng vô dụng, diệt đi. Sau khi liếc mắt nhìn qua nguyên thần của lão mắt ưng, lạnh lùng nói: "Nguyên Anh thứ hai vừa nghe xong lời ấy, cái miệng nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bỗng nhiên toát ra ngọn lửa xanh đen. Viên ánh sáng màu xanh run lên, vô thanh vô tức biến thành một cổ khói xanh. Cùng một lúc, Hàn Lập cũng bật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một quả trứng gà đánh vào thân thể của lão. Hỏa quang bùng lên, từ nay về sau lão mắt ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tiếp đó, Hàn Lập lại đưa tay hướng mặt đất vẫy một cái, một túi chữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu hồng cùng bay vào trong tay. Sau khi xóa sạch những dấu vết còn lại, hàn lập mang theo phong nhạc ngự khí bay lên trời hướng đống loạn thạch lúc trước ngồi nhập định bay đi trước khi tu vi được giải phong ấn hắn hiển nhiên chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận hơn bất quá lại nói tiếp bây giờ hàn lập cũng khá là buồn bực mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại có thể so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nhưng mà ở tình hình hiện tại thì hắn cũng không dám phóng thần thức ra quá xa trái lại phải chủ động thu liễm hơn phân nửa nếu không Ngộ nhớ bị đại tiên sư người đột ngột hoặc là tiên sư người đột ngột khác tu luyện thần thức bí thuật nhận ra và tìm tới. Vậy thật đúng là chỉ có đường chết, nhưng mà nếu đem thần thức co rút lại quá gần ở xung quanh, nếu lại có tu sĩ tu tiên người đột ngột tới gần ở phụ cận, hắn cũng không phát hiện được. Lúc đầu tại trong thảo nguyên, khi thúc giục phệ kim trùng, hắn sở dĩ bị phát hiện, một phần là do có chút buông lỏng, sơ suất một chút, nhưng phần nhiều cũng bởi vì duyên cớ đem thần thức rút ngắn lại gần xung quanh. Kết quả, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác vì truy đuổi yêu thú bay đến, tốc độ cực nhanh, dường như cũng không thua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là bao nhiêu. Cho dù hắn có phát giác ra cũng không kịp thu hồi phệ kim trùng, lúc này mới gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà một cái thiên lan thảo nguyên lớn như vậy, lại vừa vận đụng tới tiên sư người đột một tu vi Nguyên Anh trung kỳ am hiểu phi độn thuật. Cũng không biết đối phương vận khí quá xui xẻo hay là hắn lại xui xẻo hơn một ít. Tin rằng, nếu song phương chỉ cần hơi lộ chút thần thông thoát khỏi đối phương, sợ rằng cũng không cần phải động thủ mỗi khi nghĩ tới việc này chính hàn lập cũng có cảm giác giờ khóc giờ cười bây giờ hắn tuy bị sát khí cắn trả pháp lực bị phong ấn nhưng đối phương dùng thần thông quái lạ trốn đi một phần bảy nguyên anh sợ rằng tu vi bị tổn hại nhiều hơn còn không biết tới năm tháng nào mới có thể hồi phục lại không nghĩ ra vì sao hắn lại ở trên không trung trên đống loạn thạch từ từ hạ xuống một ngày sau hàn lập đúng hẹn quay trở về nơi nghỉ chân lúc này Lều vải ở đây so với hai ngày trước mà nói, rõ ràng ít đi rất nhiều. Xem ra là có một ít bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục xong, lần lượt rời đi. Khi Hàn Lập quay trở lại lều vải của bộ lạc Thương Lộ, đám người anh lộ đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ vị tiên sư Hàn Lập này quay về. Vừa thấy Hàn Lập, anh lộ tự nhiên mừng rỡ, vội vàng mời Hàn Lập lên xe. Sau chỉ huy đội xe rời khỏi nơi này, hướng đến một cửa ra khác của nơi nghỉ chân này hàn lập ngồi ở nguyên trên xe ngựa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại chuẩn bị dưỡng thần một chút nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là sau khi xe ngựa mới vừa đi ra khỏi cửa không lâu bỗng nhiên dừng lại làm vang lên những tiếng kéo kẹt hàn lập nhíu mày mở hai mắt ra nhưng cũng không vén màn xe lên trực tiếp phóng thần thức ra một ít quan sát tình hình xung quanh không bao lâu sau lần lượt lại có mấy đội xe chạy tới thủ lĩnh đoàn xe khách khí bắt chuyện với anh lộ sau đó đem đội ngũ hợp lại với nhau lúc này hàn lập mới hiểu được vị thủ lĩnh bộ lạc thượng lộ này trong hai ngày hắn không có mặt ở đây lại liên hợp nhiều bộ lạc nhỏ lên đường cùng một lúc mỗi đội xe đều có một gã tu tiên hộ tống nhưng mà tu vi của bọn hắn lại vô cùng thê thảm trong đó có hai vị tiên sư của đội xe thậm chí vẫn còn là tu vi luyện khí kỳ dựa theo cách nói của người đột ngột căn bản còn không có tư cách của một vị tiên sư chính thức cũng không biết hai cái bộ lạc này làm sao lại kéo vào đội xe như thế tu vi hàn lập bị phong ấn ở trúc cơ kỳ trái lại trở thành một người có tu vi cao nhất trong đội xe. Hàn lập sờ cầm, lắc đầu cười khổ. Hắn thấy rằng, cùng những người này lên đường cũng không có trợ lực nào, ngược lại còn có một ít phiền toái. Lúc này, đội xe của bộ lạc Hồng Lang cũng vội vã chạy đến, nhìn mỗi cổ xe ngựa trong đội xe, ánh mắt Hàn lập chớp động vài cái, đã đem thần thức phóng ra, một lũ thần thức cực kỳ nhỏ khác từ đoàn xe đảo qua một cái. Nếu không phải thần thức Hàn lập thật sự vượt xa đối phương, sợ rằng không có biện pháp phát hiện ra nó thần sắc hàn lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà vội vàng thu liếm hơi thở. Quả nhiên, sau khi lũ thần thức kia quét qua cả đoàn xe, lập tức quay trở lại tra xê những xe có chở người tu tiên. Sau một lát kiểm tra trên người hàn lập, cuối cùng không có thu hoạch gì mà bay đi. Sắc mặt hàn lập âm trầm hướng nơi nghỉ chân vừa mới đi ra lạnh lùng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, trên lăn can ở lầu 2 của một tòa lầu các bằng đá trong nơi nghỉ chân, ba gã người đột một chính đang hướng về phía đội xe của Hàn Lập đứng chờ, đừng thẳng lên nhìn. Trong miệng một chọc nghi lão giả đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, bỗng nhiên mở ra hai mắt vốn đã nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ưng tiền bối, chẳng lẽ người phát hiện ra người đó? Trong hai tên tu sĩ một nam một nữ đứng ở phía sau lão là đại hán trung niên biến sắc, mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi. Hừ, yên tâm, không phải tên ngoại tộc kia, mà là một người hình như bị trúng độc, đã bị độc khí lan ra khắp thân nhưng vẫn chưa mất mạng, điều này có chút kỳ quái lão trọc mi liếc mắt nhìn đại hán một cái có chút bất mãn nói sư thúc lê huynh cũng là có chút lo lắng thôi đương nhiên sư thúc chắn hẳn là không sợ tên ngoại tộc kia nhưng nơi này chỉ có mình sư thúc là tu sĩ nguyên anh kỳ người nọ lại hung hãn như thế cho dù sư thúc có thể ngăn trở được nhưng ở nơi nghỉ chân này có nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ và nhiều tiên sư cấp thấp cũng sẽ bị cuốn vào vậy thì không xong hai người bọn ta không thể đảm dương nổi một tên nữ tu sĩ mặt cung trang vội vàng mỉm cười thay đại hán giải vây nói. Ngươi không cần rát vàng lên mặt lão phu, nếu đối phương không bị thương, cho dù hai ba người như ta cũng không phải là đối thủ của người này. Nhưng bây giờ đối dính cầm tiên thủ của đại tiên sư, nhưng cũng đủ gây ra sự sợ hãi. Sau một khoảng thời gian nửa, ta sẽ tỏa chấn nơi này, tránh cho đối phương quay trở lại. Trên người ngoại tộc có phương pháp nuôi dưỡng về kim trùng, thánh điện nhất định phải đạt được. Hơn nữa không chỉ có các người ở nơi nghỉ chân này, Tất cả các nơi nghỉ chân xung quanh đây đều có tiên sư cấp cao như lão phu đây, lần lượt vào ở trong đó. Đến lúc đó, sau khi bố trí thiên la địa võng xong, thánh nữ và một vị đại tiên sư khác sẽ đi tới vùng xung quanh thánh điện, chờ nghi thức khai linh chấm dứt. Thánh nữ và hai vị đại tiên sư sẽ vận dụng thánh khí, gọi về phân thân của thánh thú, sau đó mượn năng lực của thánh thú nhanh chóng lục soát ra nơi ẩn náu của đối phương. Đến lúc đó, ngoại nhân có chắp cánh cũng không thoát được. Lão chọc nghi không chút hoang mang nói. Thì ra là như thế. Hèn gì mấy vị tiên sư sau khi hạ lệnh xong cũng chưa từng phái người thúc giục chúng ta hành động. Nữ tử mặc cung trang thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Hừ, cho mèo của các ngươi, có thể giấu được ai? Bất quá, cũng chẳng trách được các ngươi, người kia tuy bị trọng thương nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ là các ngươi, tình hình của các đội ngũ siêu tầm ở địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Những lão gia hỏa chúng ta, cũng không trông cậy vào phương pháp đánh cỏ động rắn này thật có thể tìm ra người này. Dù sao độn thuật của ngoại nhân cũng không cần phải bàn, chẳng những tinh thông thổ độn thuật, huyết sắc độn pháp dùng để chạy chối chết lúc cuối của hắn lại cực kỳ quỷ dị. Chính là hiện tại, ở đây không có đại tiên sư, cũng không có khả năng lưu lại đối phương. Chúng ta cũng giống như thế, bất quá, các người biết tin tức này là được rồi, công việc bên ngoài vẫn phải làm, thường xuyên đi tìm kiếm ở xung quanh một chút. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, vâng. Tiền bối sau khi đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang nhìn nhau một cái, không khỏi mừng rỡ đáp. Dù sao hành vi ứng phó qua loa lúc trước, hai người cũng có chút lo lắng. Nhưng bây giờ người trước mặt đã nói rõ, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm lại. Được rồi, ưng tiền bối, lúc nãy cha xét đến đội xe của người chúng độc nó có chút cổ quái, có muốn hay không vãn bối cho lưu lại, rồi tiền bối dò xét nguyên nhân rõ ràng hơn nữa. Đại hán nói có chút lấy lòng, người kia, trong lòng lão trọc mi vừa động, Tay vuốt vuốt tròm dâu trầm ngâm xuống. Quên đi, nếu người kia không phải dùng linh đan gì đó thì trên người cũng có bảo vật trừ độc mới có thể có hiện tượng như vậy. Cũng không có gì thần bí, nhưng trưởng bối sư môn của hắn, hẳn là có chút lai lịch. Mà ta xem trên người này có tử khí tồn tại, phòng trừng cũng chống đỡ không được mấy ngày nữa. Vạn nhất chết ở đây, sợ rằng có chút phiền toái. Lão chốc nghi khoát tay chặn lại, nói như vậy. Vâng, như tiền bối nói, vuốt mông ngựa. Kết quả là chụp đụng phải vó ngựa, đại hán lộ ra vẻ ngượng ngùng. Mà lúc này, lão Trọc Mi lại hướng về phía đội xe, lại liếc mắt xem xét một cái, trên chán nhẹ nhẹ nhíu lại. Mới vừa rồi không biết có phải ảo giác hay không, tại lần thứ nhất xem xét đội xe, đột nhiên mí mắt giật giật, trên thân một người tu tiên trên xe ngựa khác, trong phút chốc hắn cảm nhận được một cổ áp lực không tầm thường. Nhưng loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần thứ hai cẩn thận dò xét kỹ càng, lại không cảm thấy khác thường một chút nào cả. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự và bất an. chương 889, Cự Phúc, đối phương gây cho hắn loại cảm giác này, thật ra chỉ có hai khả năng. Hoặc là vừa rồi thần thức của mình có sai lầm, hoặc là thần thức của đối phương vượt xa mình, có thể là tên ngoại tộc kia. Nhưng mà cả hai loại khả năng này, bất kể cái nào bị lật tẩy, đối với hắn mà nói, cũng không thật sự là tốt. Một loại trước vẫn còn tạm được, nhiều lắm là bị mất mặt mũi trước mặt hai tên vãn bối, danh tiếng chịu một ít tổn hại mà thôi nếu là loại sau thì thật sự phiền toái lớn a đừng nhìn hắn ở trước mặt đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang biểu hiện đối đầu với tên ngoại tộc bị thương kia dễ như trở bàn tay nhưng thật ra hắn cũng là một trong những tu tiên tham gia cuộc chiến lúc chặn đường tên kia hắn đối với thần thông và sự hung hãn lấy một địch nhiều của kẻ ngoại tộc đó cảm thấy sợ hãi những tên tu sĩ ngã xuống đó toàn thân đều bị hóa thành hàn băng màu tím ngay cả nguyên anh cũng bị đóng băng kết quả thê thảm vô cùng hắn nhìn rõ mồn một trước mắt mình. Tuy là đối phương thật sự bị trọng thương, nhưng mà kéo hắn chết theo cũng là chuyện dễ dàng. Quên đi, xung quanh đây còn không có các tu sĩ nguyên anh khác. Cả hai loại này phỏng trừng vẫn còn mơ hồ nguy hại đến tính mạng, có lẽ không nên mạo hiểm chứng thực. Dù sao không lâu sau, đại tiên sư và thánh nữ sẽ tự mình ra tay đối phó với người này. Trong lòng cân nhắc nặng nhẹ một lúc, lão giả chọc mi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỏ đi ý muốn đuổi theo chiếc xe chặn đối phương lại. Nếu hắn còn trẻ một hai trăm năm, nói không chừng thật đúng là nghĩ muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ, mạng sống không còn dài lắm, thì tính mạng càng ngày càng đáng quý. Lão giả chọc mi nhìn đoàn xe dần dần đi xa vẫn không nhúc nhích đứng im tại một chỗ. Làm cho hai người nam nữ phía sau, liếc mắt nhìn nhau một cái trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng không có cam đảm đi tới hỏi một cái gì, hàn lập chờ xe đi được hơn 10 dặm, vẫn không thấy chủ nhân của lũ thần thức trong nơi nghỉ chân kia đuổi theo đến, trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Mới vừa rồi, lũ thần thức kia lục soát đến cực nhanh. Hắn mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng cuối cùng do có chút không quen trạng thái tu vi bỗng nhiên tụt xuống, dường như thu liếm thần thức chậm một chút. Cũng không biết có lừa gạt được đối phương hay không, mà thần thức kia bí ẩn kỳ diệu như vậy, vừa nhìn qua đã biết tu luyện công pháp có liên quan đến bí thuật đặc biệt. Trong lòng hơi an tâm một chút, nhưng ở trong xe cũng không dám sơ suất mà vẫn tiếp tục thu liếm khí tức. Sau khi đi được nửa ngày, thần sắc hàn lập dần hòa hoãn trở lại một lần nửa bắt đầu đem thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, tự động bao phủ tất cả dị thường trong vòng hơn 20 dặm. Còn mình thì vừa lật tay, từ trong lòng móc ra túi chữ vật của lão mắt ưng. Xốc miệng túi xuống dưới, một đống tạp nham bảy tám đồ vật, ở trong bạch quang chớp động rất ra. Ánh mắt đảo qua đống đồ vật, tay hàn lập cầm lấy một cái bình nhỏ. Mở nắp ra, đặt cái bình ở dưới mũi người một cái, sau một lúc đánh giá, thì lắc đầu rời đi. Vừa cầm lấy một cái chai khác, lại làm cùng một động tác, phảng phất giống như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng, khi mở nắp một cái bình ngọc màu xanh biếc mà không có gì bắt mắt ra thì không chờ Hàn Lập phân biệt rõ là vật gì, đã từ trong bay ra một khối xương mù màu tím. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không cần suy nghĩ há miệng, một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra, đem khối khí màu bao lai bên trong. Nhưng trong chốc lát, ánh sáng màu xanh từ trong ra ngoài chuyển dần sang màu đen. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, thừa dịp nháy mắt ánh sáng màu xanh còn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm, thổi mạnh một hơi, trong nháy mắt viên cầu ánh sáng bắn nhanh vào trong cái bình, Hàn Lập cầm lấy cái bình, nhanh chóng đóng miệng bình lại. Lúc này, hắn mới nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không uổng công lục tới lục lui một phen, tìm được một ít khổ độc còn sót lại, coi như là có thu hoạch cũng không nhỏ. Thập tuyệt độc trên cơ bản đều là vật có thể gặp không thể cầu. Mà cái khổng ra kia có thể có loại độc này, xem ra thật đúng là không tầm thường. Sau khi hắn đem cái bình này cẩn thận cất vào trong túi chữ vật, trong lòng khẽ động, đem một lũ thần thức phương tới một cái xe ngựa của bộ lạc hỏa lang. Ở bên trong, hai tay phong nhạc đang cầm một viên ngọc lớn to bằng nắm tay, nhắm nghiền hai mắt khoanh chân ngồi xuống. Từng đoàn khí đen bị hút vào bên trong viên ngọc trên tay, làm cho viên ngọc này trở nên sáng bóng một màu đen thui. Trước mặt còn có một đống lớn các bình thuốc, hơn một nửa đã bị mở nắp, một ít các loại đan dược rơi bừa bãi một bên. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập lắc đầu, đem thần thức thu hồi trở về hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, viên châu kia mặc dù là một dị bảo, có thể hút một ít khí độc nhưng cũng chứa đựng đến cực hạn. Hơn nữa, độc khí bị hấp thụ, sợ rằng sẽ nhanh chóng được bổ sung, đối với khổ độc đã xâm nhập vào trong cơ thể mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Phong nhạc nghĩ muốn bằng vào vật này chỉ hoãn khoảng 10 ngày để giải trừ khổ độc, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trong lòng hàn lập nghĩ như thế, không buồn không vui nhắm mắt lại, tiến vào trong nhập định bảy tám ngày kế tiếp theo đoạn đường tương đối bình thường chỉ có hai con thiết đề thú cấp thấp có mắt không tròng tấn công đoàn xe kết quả bị mấy tên tiên sư đột ngột vui mừng đem vài món pháp khí oanh kích một trận tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm chỉ có phong nhạc hàn lập và một tên tiên sư hộ tống người đột ngột khác đứng ở trong xe không có ra tay phong nhạc thì coi như đã biết còn gã tu tiên kia cũng không thích ra ngoài lại khiến cho hàn lập nổi lòng hứng thú kết quả sau khi thần thức thoáng quét qua cũng không phát hiện chỗ nào khác thường đó là một tên thanh niên 27 tuổi, tu luyện cả ngày, hình như là một gã tu tiên trúc cơ kỳ chăm chỉ mà thôi. Sau khi dò xét mấy lần, Hàn Lập cũng không có hứng thú tiếp tục. Nhưng thật ra hắn luôn chú ý tới phong nhạc, sau khi thử tất cả các phương pháp giải độc đều thất bại, lộ ra vẻ nóng nảy và bất an, trên mặt thường hiện nét tuyệt vọng. Vốn dĩ tóc đen cũng dần dần biến thành tóc bạc, điều này cũng khó trách, cho dù là ai biết chính mình sắp tới giờ chết mà không có cách nào chống lại, chỉ riêng sự dày vò của cái này, không người bình thường nào có thể chịu đựng nổi. Thanh niên này cũng không lập tức suy sụp, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc. Bất quá ở trong lòng, hắn lại yên lặng tính toán thời gian. Vị huyết mạch duy nhất của phùng gia này, có thể còn sống cũng chỉ chừng 2-3 ngày nữa thôi. Chính Hàn Lập ở hai ngày trước đã tìm hiểu xong khẩu quyết đại diễn thần quân đã đưa cho, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Bây giờ nếu bị bại lộ thân phận, tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên đột kích bất ngờ hoặc vây công, hắn cũng không còn quá sợ hãi. Buổi chiều cùng ngày, đến khi gần tối, cả đoàn xe gồm khoảng trăm người đi tới một con sông lớn rộng khoảng trăm trượng thì dừng lại. Bắt đầu bổ sung nước uống, nấu cơm và nghỉ ngơi. Mà Hàn Lập sau khi nghe được xung quanh có tiếng nước sông chảy, trong lòng khẽ động, rời khỏi chiếc xe. Tiên sư đại nhân, người có phân phó gì không? Cô gái thanh tú kia gọi là anh San, đang cầm một khối thịt khô của con gì đó giống như đang ăn cơm, vừa thấy hàn lập đi ra sắc mặt vội vàng đỏ lên đem đồ ăn bỏ qua một bên cung kính đứng lên thi lễ đối với hàn lập ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hàn lập tự mình ra khỏi xe điều này khiến cho cô gái không khỏi có chút kinh hoàng không có việc gì tại ngồi trong xe nhiều ngày như vây chỉ muốn đi ra nhìn một chút mà thôi ánh mắt hàn lập đảo qua khuôn mặt non nớt của thiếu nữ này lại nhìn về phía thức ăn cứng rắn kia ôn hòa nói vậy Hàn tiên sư, ta đi lấy cho ngươi một chút nước nha. Cô gái vẫn còn có chút lúng túng nói, cũng tốt, mặc dù ta đã sớm ít khóc, nhưng là nước trong thì ta cũng muốn uống một chút. Hàn lập nhìn con sông lớn cách đó không xa, gật đầu nói. Cô gái vừa nghe thấy lời này, bất an trong lòng bỗng vơi đi không ít, lập tức vui mừng đáp ứng, cầm một túi nước hướng bờ sông chạy tới. Ở nơi này, người của các bộ lạc cũng đã nhóm lên các đống lửa trại và quay một ít thịt dê thịt trâu, hàn lập nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái tựa hồ có một chút xúc động trong lòng khóe miệng vô ý lộ ra nụ cười sau một lúc một tay cô gái cầm một túi nước tay kia cầm một khối thịt nướng thở hỗn hển quay lại bên cạnh xe của hàn lập có chút xấu hổ đưa hai thứ đó tới tiên sư đại nhân mùi vị của thịt nướng này cũng không tệ ngài có muốn nếm thử mỗi y chút không cô gái có phần tha thiết nói được rồi ta cũng đã nhiều năm không có dùng qua mấy thứ này ăn một ít chắc cũng không tồi hàn lập cười khẽ một tiếng không cự tuyệt mà đón lấy miếng thịt nướng cắn một cái mùi vị đúng thật là không tệ cô gái thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra nụ cười khả ái ngươi cũng chuẩn bị tham gia nghi thức khai linh phải không mấy ngày nay phải đứng trực ở bên cạnh xe của ta xem ra cũng làm khó ngươi rồi đưa tay ra đi ta xem linh căn của ngươi như thế nào sau khi hàn lập nuốt xong thì ngừng lại tiện tay đặt miếng thịt qua một bên nhẹ nhàng nói với cô gái đa tạ tiên sư đại nhân anh San nghe thấy lời Hàn Lập nói, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đưa cánh tay ngọc ra. Hàn Lập một tay bắt lấy cổ tay cô gái, linh khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cũng bắt đầu xem xét. Thật ra nếu không phải tu vi hắn rất xuống trình độ trúc cơ kỳ, căn bản không cần tiếp xúc thân thể đối phương, cũng có thể dùng bí thuật xem xét minh bạch rõ ràng. Hàn tiên sư, tư chất của ta như thế nào, có cơ hội trở thành tiên sư hay không? Cô gái nhịn không được hỏi, trên mặt lộ vẻ chờ mong còn có thể trở thành tiên sư thì không thành vấn đề bất quá ngươi có thể biết được ta coi như cũng là cơ duyên của ngươi ăn bình đan dược này vào trước khi nghi thức khai linh diễn ra hàn lập thả năm ngón tay ra bàn tay kia vừa lật một cái bình nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay đưa cho cô gái đây là cô gái tiếp nhận bình nhỏ có chút ngỡ ngàng mặc dù không phải là đan dược đắt tiền xa hoa gì nhưng có thể làm cải thiện một ít tư chất của ngươi có lẽ sau này con đường tu tiên của ngươi có thể tiến xa hơn một bước. Hàn lập thờ ơ nói, như loại đan dược này có thể khiến người tu tiên cấp thấp tẩy tủy dịch kinh, hắn tự nhiên sớm đã không để vào mắt. Cảm ơn tiên sư đại nhân tặng vật, cô gái vui vẻ trong lòng, vội vàng vui mừng thi lễ. Đúng lên đi, sau này nếu có thể đi thật xa, chỉ còn dựa vào chính ngươi thôi. Được rồi, con sông trước mắt rộng lớn như thế, chẳng lẽ là nhánh sông của thiên thủy hà chảy ngang qua Nam Bộ. Hàn lập khoát tay chặn lại, Ánh mắt rời khỏi cô gái, đột nhiên hỏi lai lịch của con sông trước mặt. Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của Thiên Thủy Hà. Đi về phía trước hơn một trăm dặm có thể nhìn thấy con sông chính Thiên Thủy Hà. Đấy mới chính thật là Thiên Thủy Hà. Cô gái đem cái bình cất cẩn thận, vui vẻ nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả tư liệu có liên quan đến Thiên Thủy Hà. Nếu hắn nhớ không lầm, con sông này dài vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên giống như sông Thuấn Giang ở bên trong Đại Tấn. Hơn nữa, hai con sông này còn là quan hệ giữa Thượng Lưu và Hạ Lưu. Trong lòng hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cân nhắc lại. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, bỗng nhiên giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Người đi nhanh thông báo cho tộc trưởng của các ngươi, nói có cái gì hướng nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua hay là hướng về phía chúng ta. Hàn Lập trầm giọng hướng cô gái nói. Anh San nghe lời này thì lấy làm kinh hãi, vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó chạy về phía bờ sông có thủ lĩnh anh lộ ở đó. Một lát sau, nhất thời có một trận náo loạn ở bờ sông, mọi người vội vàng triển khai hai chân, chạy vội trở về. Kết quả hầu hết mọi người còn chưa quay trở lại bên cạnh xe của mình, xa xa cuối chân trời có lục quang chấp động. Tiếp đó là một tiếng rít trầm thấp xé gió chuyển đến, một con rơi lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người, dần dần xuất hiện từ nhỏ đến lớn. Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ làm cho con người của đội xe cảm thấy một trận kinh hãi khiếp vía. Vài tên đột một tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc mặt trầm trọng ngước mắt nhìn lên. Chương 890, Kim Diễm Thạch, vậy nhưng ánh mắt Hàn Lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng của nó. Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử lam quang lóe lên, hắn sớm đã thấy rõ ràng bộ dáng mấy người này, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đoàn người này có 8 người, 4 nam 4 nữ, nam áo gấm đai ngọc phục sức hoa mỹ. Nữ áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, căn bản không phải là phục sức của đột một nhân. Hàn lập không khỏi có chút kinh nghi, bất quá làm cho hắn an tâm chính là, những người này trừ hai người là kết đan kỳ tu vi ra, còn lại chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên. Xem ra không phải vì hướng này mà đến, trong lúc hàn lập tâm niệm xoay chuyển như điện, cự bước cách năm sáu trượng đã phi tới trên không đoàn xe, quạt mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong nháy mắt ngừng lại một cơn lốc xông thẳng đến đoàn xe nhất thời mấy cỗ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất áo ra, các dương chứa vật phẩm ào ào từ trong xe vung ra vỡ tung không ít khoáng thạch thảo dược các loại gì đó rơi trên đất về phần phàm nhân bị cuồng phong thổi ngã trên đất thì không biết bao nhiêu người lần này đột ngột nhân tiên sư vốn nét mặt đã khe biến lại càng trong lòng hoảng hốt hai mặt nhìn nhau các ngươi ai là người đứng đầu đi ra nói chuyện một tiếng trên cửa bước một nam tử hơn 40 tuổi liếc mắt quét xuống phía dưới đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ đột một tộc lạnh như băng nói ra. Người này là một tên kết đan kỳ trong đám người đó, một người khác là bạch y nữ tử hơn 20 tuổi, mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng dung nhan lãnh nhược băng xương. Vừa nghe lời này, anh lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía phía trước mọi người, vừa khom lưng đã muốn thi lễ nói chuyện. Ta nói không phải là phàm nhân, là tiên sư của các ngươi. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói dưới chân cự bước đột nhiên vung lên một cánh ngay lập tức một cỗ cuồng phong ùn ùn kéo tới nhất thời thổi chúng anh lộ khiến ông ta không thể đứng thẳng liên tiếp thụt lùi thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất đột một nhân tiên sư còn lại thấy này trong lòng càng kinh hãi đối phương đến tựa hồ có ý bất thiện vì vậy sau một khắc bọn họ ánh mắt đều nhìn phía hàn lập dù sao tại tu tiên giới mà nói tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu cái này cũng không thể trách được Hàn Lập gặp tình huống này, trong lòng một trận buồn bực không thôi. Bất quá, hắn cũng phát hiện một chuyện, chính là tới lúc này, Phong Nhạc cùng một tên đột một nhân tu tiên, hiện còn chưa từ trong xe đi ra. Phong Nhạc không đi ra, còn có thể hiểu, dù sao tử kỳ buông xuống, tự nhiên có chút tự bộc lộ bộ dáng vốn có, tránh đắc tội cao dai tu tiên. Nhưng một người khác, là vị đột một nhân thì khiến hắn cảm thấy quá tò mò, đồng dạng chỉ là chút cơ kỳ tu vi, lại cũng kiêu ngạo không đi ra. Thế này chắc chắn có vấn đề chẳng lẽ những người này là hướng người này mà tới? Hàn lập thầm nghĩ như thế, không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hiếu, đến đây có gì phải làm sao? Là muốn tìm người tìm vật, hay là có sai phái khác? Đám người vãn bối nhất định kiệt lực phối hợp, dưới sự bất đắc dĩ Hàn lập tiến lên một bước, chấn định nói ra. Nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như thế, trung niên nam tử trong mắt Hàn quang chợt lóe. Tại trên đầu nón lá của Hàn Lập dạo qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói ra. Cùng ta nói chuyện, Trước đem nón lá tháo xuống rồi lại nói, "Ta muốn nhìn rõ dung mạo ngươi một chút." Hàn Lập nghe xong nói thế, trong lòng một trận buồn bực. Nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng đột ngột nhân tiên sư tranh đấu, đều chưa bao giờ lộ ra chân dung, nên điều này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cũng không nhiều lời đem nón lá tháo xuống, lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường. Mấy tên nam nữ trên cửa bước đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí cảm nhận được trận trận linh động từ trong mắt nam tử kia xuất ra, dĩ nhiên đang thi triển mật thuật gì đó quan sát hắn. Là diện mạo thật, không phải tên phản đồ kia. Một lát sau, nam tử trong mắt Hàn mang thu vào, quay sang kết đan nữ tử bên cạnh nói. Nàng kia nghe vậy gật đầu, ánh mắt tại trên người mấy tên đột một nhân tu tiên còn lại, đồng dạng lắc đầu. Lúc này, nam tử kia mới chuyển sang Hàn Lập nhàn nhạt nói. Bảo đồng bạn của ngươi kêu hết ra đây, chúng ta muốn tìm một người, hoài nghi xen lẫn đoàn xe của các ngươi. Tìm được sẽ rời đi, sẽ không đem đến phiền phức cho các ngươi nữa. Thế nào, nam tử kia trong miệng nói như thế, nhưng trong miệng nói nhỏ truyền âm một trận sau đó lập tức vung tay lên. Trên cự bức còn lại sáu gã nam nữ trúc cơ kỳ lập tức bắn ra, đứng ở trên không chỗ xe của phong nhạc cùng một người khác, chính là đột một như ngấu giếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu. Mà hiện tại hai cỗ xe ngựa, vẫn cứ yên tĩnh không tiếng động. Những người còn lại thấy thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vị đại hán họ bạt cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê, thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hàn lập nhướng mày, nhưng không có nói cái gì. Trên cự bức nam tử thấy trong xe không hề động tính, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, mấy đại hỏa cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng vung lên thẳng đến một cỗ xe trong đó bắn ra. Lúc này rốt cuộc từ trong cỗ xe truyền đến tiếng cười khổ cố thống lĩnh. Ta đã chạy trốn tới thiên lan thảo nguyên, tránh né xa như thế. Người cần gì phải chém tận giết tuyệt, chẳng lẽ nhất định muốn đưa tại hạ vào tử địa sao? Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liệt, sau đó một cỗ hàn khí trắng minh mông đón đánh hỏa cầu, nhất thời này mấy khối hỏa cầu tại trong hàn khí chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một người thanh niên niên kỷ chừng 27-28 nhìn có vẻ hung tợn, tay nâng một viên trâu trong suốt như tuyết, xuất hiện ngay tại chỗ. Sắc mặt âm tình bất định, trên cửa bức, tu sĩ vừa thấy màn này, mỗi người mặt đều lộ vẻ vui mừng. Giang kiếm anh, tuyết tinh châu quả nhiên ở trên tay ngươi. Cung chủ cho ngươi mang theo hạt châu này đi mời Bắc Hàn Sơn Bắc Huyền Lão Nhân. Ngươi dám mang hạt châu này trộm đi, bây giờ còn có lời gì có thể nói. Thức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một cái tàn hồn. Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, giữ tợn nói ra. Đồng thời sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ, thân hình nhoáng lên, phân biệt đem thanh niên hung dữ vây quanh, đường lui cũng chặn lại để cho ta đi mời Huyền băng lão nhân là để ta làm huyết tế sao? đừng cho là ta không biết. Lúc đầu phái ta nhiệm vụ này không phải là cảm giác được ta thân có băng linh căn, vừa lúc thích hợp để bắt Huyền Thiên yêu tế luyện Hạt Châu này sao? Ta nếu không chạy mới là chân chính chết không toàn thây. Thanh niên vừa nghe lời ấy nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên. Hừ, tính toán như thế thì đã sao? Chớ quên người có tu vi cùng cảnh giới hôm nay đều là dùng các loại linh đan diệu dược trong cung tài bồi mà ra. Nếu không, hơn 10 năm trước người bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Còn có thể trở thành tu sĩ sao? Càng huống chi trong cung còn cho ngươi cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Ngươi lấy thân này báo đáp trong cung, có gì không được. Một kết đàn nữ tử khác, nhưng lại băng hàn nói ra. Thúi lắm, phải nói ra mỗ nếu không phải thân có băng linh căn, trong cung thế nào lại thu dưỡng ta. Bằng vào dị linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử một tông môn khác. Về phần cưới vợ sinh con, chừng đó tiểu ân tiểu huệ đã nghĩ để cho ta bồi thượng tính mạng. Trong cung thật đúng là có chủ ý hay, thanh niên cười lạnh nói ra, liền sau đó không chút do dự đem vừa nắm trong tay tuyết tinh châu, một cỗ hàn vụ trắng minh mông từ châu toát ra, hóa thành một đoàn hàn vụ hơn 20 trượng đưa hắn bao phủ vào bên trong đó. Người trong lòng sớm có ý niệm nổi loạn, không trách được ngay cả thê nhi cũng không để ý. Chỉ có thể đem người bắt lại giao cho trong cung. Ngươi cho rằng bằng vào hạt tuyết tinh châu này, có thể đối kháng chúng ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng, nữ tử mặt không chút thay đổi nói ra, vung tay lên, sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời nắm tay dương lên, một cây hồng mông pháp kỳ đỏ đậm xuất hiện ở trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đoàn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể. Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàn vụ, từ từ đè ép xuống. Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện với nhau. Đột một nhân không biết bọn họ đang nói những gì, một đầu vụ thủy, Hàn Lập đã sớm học qua đại tấn ngôn ngữ, ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm. Cái gì trong cung, thống lĩnh, nghe xong thì hình như cùng tu tiên tông môn bình thường không giống nhau, có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở loạn tinh hải. Chẳng lẽ đại tấn tu tiên giới cũng như loạn tinh hải vô cùng hỗn loạn phức tạp? Mặc dù đột một nhân nghe không hiểu ngôn ngữ đại tấn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Phạm nhân đã sớm len lén lui về phía sau, vội vã tránh né ra xung quanh. Còn đột ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiểu lầm, không dám mạo muội rời đi, chỉ có thể vội tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ, để ngừa bị ngộ thương thôi. Hỏa vân cùng hàn vụ phía dưới va chạm, nhiệt hàn chi khí đan vào nhau lưu động, hóa thành trận trận hơi nước lạnh lẽo, cuốn sạch tám phương. Thoạt nhìn rất kinh người, mặc dù tuyết tinh châu thần diệu, nhưng thanh niên hung tận chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý sau một chiêu giao phong hàn vụ lập tức rơi vào hạ phong trong hàn vụ hung tợn thanh niên hiển nhiên cũng biết không ổn liều mạng muốn khống chế hàn vụ lao ra khỏi hỏa vân nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây ở trong hỏa vân không bao lâu hàn vụ từng chút thu nhỏ lại hung tợn thanh niên liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàn vụ sau thời gian một bữa cơm cuối cùng chỉ còn lại vài trượng lớn nhỏ cố thống lĩnh người ra tay nhẹ nhàng một chút hắn còn có chút tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được. Gặp tình hình này, kết đàn nữ tử đột nhiên hướng nam tử nói. Yên tâm, việc này giao cho cố mỗ là được. Nam tử lạnh lùng gật đầu, nhún người hóa thành một đạo bạch hồng, bắn nhanh vào trong hàn vụ. Sáu gã trúc cơ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép, thu hỏa vân bốn phía lại. Trong hàn vụ một trận quay cuồng không chừng, một lát sau truyền ra phanh một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng tiếng kêu rên. Hàn vụ dần dần thối lui, hiện ra tình hình bên trong. Nam tử kia ngạo nghễ đứng tại chỗ, một tay dẫn theo thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, một tay cầm lấy miếng tuyết tinh châu. Tại lúc tu vi đối phương hao tổn nhiều, nam tử lấy kết đan kỳ tu vi ra tay, quả nhiên một kích dễ dàng đắc thủ. Kết đan nữ tử thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Coi kỹ hắn, lần này cuối cùng cũng không có đến không. Nam tử vừa hất tay, đem thanh niên ném cho một thủ hạ, trong miệng phân phó nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn người Hàn Lập vẫn xem cuộc chiến, mặt lộ vẻ trầm ngâm không nên nhiều chuyện nơi này là thiên lan thảo nguyên không phải cửu tiên cung chúng ta chúng ta mặc dù cùng thiên lan thánh điện giao tiếp qua nhưng vẫn là đừng chiêu chọc phiền toái đột ngột tộc rất bênh vực người của mình nữ tử thấy này nhướng mày nói ra biết rồi chúng ta đi thôi Ủa, cái này là nam tử gật đầu đang muốn bay trở về trên người cự bức ánh mắt trong lúc vô ý vừa chuyển bỗng nhiên rơi vào một thứ rơi trên mặt đất bật ra một tiếng giật mình kinh ngạc Hàn lập thấy vậy, đồng dạng nhìn theo, chỉ thấy một khối đá nửa trong suốt hình trứng ngống, rơi lại ở nơi này. Khối đá này có chút kỳ lạ, bề ngoài trong suốt, nhưng bên trong ẩn có một hình ngọn lửa kim quang lưu chuyển không chừng, tán ra quang mang kỳ lạ. Tảng đá mặt ngoài đại bộ phận đều vô cùng bẩn, làm cho nó nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mới vừa rồi trải qua thủy nhiệt hơi nước rửa sạch, lúc này mới hiện ra nguyên dạng. Kim diễm thạch, dĩ nhiên là kim diễm thạch, hàn tiểu tử, Cơ duyên của ngươi thật đúng là không giống bình thường." Hàn Lập cảm giác được nhìn có chút quen mắt, tựa hồ dường như ở địa phương nào thấy qua vật này, trong đầu lại bị tiếng nói của Đại Diễn Thần Quân làm cho giật mình. Lúc này hắn mới nhớ tới, vật này chính là một trong các loại tài liệu mấu chốt cần có để luyện chế bắt trước thất diễm phiến. Tại Thiên Nam sớm đã diệt tích nhiều năm, có thể tại Đại Tấn tìm được không, ngay cả Đại Diễn Thần Quân cũng không có 10 phần nắm chắc. Lúc này nam tử kia tựa hồ cũng nhận ra lai lịch viên đá này. Mắt lộ ra vẻ mừng như điên rồi thân hình chợt lóe, tới bên cạnh kim diễm thạch, vừa khom lưng, kích động dị thường định nhặt vật này. Chương 891, xuất thủ. Vù một tiếng, trước mắt nam tử kim quang chợt lóe, kim diễm thạch không hề có dấu hiệu báo trước bắn xiên tới. Nam tử lấy làm kinh hãi, do không đề phòng nên phản ứng tự nhiên chậm một nhịp, tuy rằng khẩn trương chờ tay chụp tới, nhưng rõ ràng đã hơi trễ, kim diễm thạch trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang, chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay người bên cạnh. Lần này, vô luận đại tấn tu sĩ, hay là bên đám người đột ngột vốn chưa hiểu rõ sự việc, đều giật mình. Người này tự nhiên không thể nghi ngờ đúng là Hàn Lập. Lúc này, viên đá đã nằm trong tay Hàn Lập, hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút, căn bản đối với sự tồn tại của người khác không để vào mắt. Thần sắc nam tử kết đan kỳ trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đem vật kia giao cho ta, sau đó chặt đứt một cánh tay. May ra ta có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, từng chữ âm trầm nói. Hàn lập sau khi một lần nữa từ trong miệng đại diễn thần quân xác nhận đá này đúng là kim diễm thạch, lật tay đem đá thu vào trong túi chữ vật, ngẩng khuôn mặt bình phàm hướng về phía nam tử khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nói. Ta đồng dạng cũng coi trọng vật này, lại cũng không muốn tặng cho các hạ, càng không muốn tự tàn phế. Không bằng mấy vị đạo hữu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, sau đó trở về. Như thế nào, nam tử nghe nói xong như vậy, trong lòng giận dữ, sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm thành quyền, trên người nhất thời toát ra màu trắng linh quang dài hơn một thước, bộ dáng rõ ràng đã muốn động thủ. Cố thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Vật kỳ quái kia, rốt cuộc là vật gì? Nếu không phải vật trọng yếu, thật không nên gây chuyện. Nữ tử kết đan kỳ bên cạnh, có lẽ mơ hồ đã nhận ra hàn lập không đơn giản, đột nhiên mở miệng nói. Cố thống lĩnh nghe xong lời này, sau khi do dự một chút, môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Một lát sau, Nữ tử mặc áo bào trắng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ trầm ngâm hiển hiện trên khuôn mặt. Thật sự là vật này, không lầm chứ? Bạch nữ nữ tử nét mặt ngưng trọng, dùng ngôn ngữ đại tấn trịnh trọng hỏi. Tuyệt đối không sai, ngươi cũng biết, ta ban đầu là xuất thân từ luyện khí bộ. Cuốn sách Thiên Địa Kỳ Thạch lục sớm nhìn không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối chính là vật này không sai, nếu là đem kỳ bảo này về hiến cho công chủ thì sao ra công lao bắt được một kẻ phản đồ không đáng kể chút nào. Nam tử hơi lộ ra vẻ hưng phấn nói. Nếu tử nghe xong lời này, ánh mắt tại trên thân Hàn Lập dò xét một chút. Một lần nữa xác nhận đối phương đích xác là trúc cơ kỳ tu vi, trong mắt Hàn Quang chấp động, trên vầng trán sát khí dần dần hiện ra. Động thủ, không riêng người này, tất cả đột một nhân tất cả đều không để lại dù chỉ một tên. Không có nhân chứng, cho dù là Thiên Lan Thánh Điện cũng sẽ không thực sự vì vài tên tiên sư bậc thấp cùng mấy trăm phàm nhân mà cùng tiên cung chúng ta trở mặt. Cùng lắm thì lần này giao dịch vài đồ vật, giảm giá một thành là được bạch hy nữ tử nhướn mày ngài đồng thời hé môi thơm tiếp đó một đạo ngân quang từ đó bay ra chợt lóe lên rồi tới ngay người tên đột một nhân tu tiên trúc cơ kỳ trước mặt